Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 21, cảm giác gọi là mập mờ. Đối diện với lời phàn nàn của Y Phong thì vương tử quân nào có cao kiến gì khác. Hắn cũng không muốn để cho cửu gia thành chờ lâu, thế cho nên vung tay với Y Phong. Trời nắng nóng, cô đi nhanh lên. Anh không phải đợi xe sao? Bí thư vương thật sự là quan liêu, anh cũng không đi khảo sát dân tình xem thế nào. Thôi thì tôi nói cho anh biết, xe buýt phải một giờ sau mới đến, anh cứ đứng đó mà phơi nắng một giờ như vậy thật sự quá chậm trễ vương tử quân nhìn đồng hồ mà không khỏi cau mày sau đó vô thức nhìn về phía bên kia xem xe đã đến chưa nghi phong thấy bộ dạng nóng lòng của vương tử quân lại nhìn xe đạp của mình sau đó đột nhiên nói bí thư vương tôi vừa vặn đi đến thôn hồng lĩnh không bằng anh đi với tôi đi với cô gái này thôi thì bỏ ra chút sức về gọi điện thoại cho cửu gia thành để đối phương nghĩ biện pháp thì hay hơn. Vương Tử Quân nghĩ đến đây rồi phất phất tay nói: "Không cần đâu, tôi còn biện pháp khác. Anh sợ tôi không chờ được anh sao? Đi lên, năm xưa tôi còn chạy xe đến cả huyện thành." Y Phong dùng ánh mắt trêu tức nhìn Vương Tử Quân, trong lòng bùng lên cảm giác kiên cường, nàng thấy hôm nay mình nhất định có thể chở được Vương Tử Quân này. Vương Tử Quân nhìn gương mặt được ánh nắng mặt trời chiếu xuống đỏ ửng của Y Phong, tâm tình có chút xúc động hắn giống như một người nhận được cổ vũ hắn đi đến bên cạnh xe đạp của y phong rồi cười nói được rồi coi như hôm nay tôi đi nhờ xe nói về tư thế ngồi phía sau xe đạp thì tổng cộng có ba loại thứ nhất là ngồi sang bên trái thứ hai là ngồi sang bên phải còn lại là ngồi dạng chân ngồi dạng chân sau lưng một cô gái thì cũng có chút xấu hổ dù thế nào thì vương tử quân cũng là bí thư xã cũng phải chú ý đến những điểm như vậy vì thế hắn ngồi sang phía bên trái sau lưng y phong Y Phong rất thơm, lúc đầu còn chưa thấy rõ, một lát sau mới thấm đẫm vào dây thần kinh của Vương Tử Quân, thế cho nên sinh ra chút choáng váng. Hắn cố gắng bình tĩnh nhìn Y Phong đạp xe, mái tóc đen, sáng láng như được phủ lên một lớp dầu. Hắn thầm có chút hối hận, mình đúng là hồ đồ, sao lại thoải mái để cho cô giáo tiểu y trở đi thế này. Những năm gần đây xã Tây Hà Tử nắm rất chặt công tác nông nghiệp, đặc biệt là công tác trồng rừng, càng đứng hàng đầu trong huyện có 5 phòng lâm nghiệp tỉnh tổ chức họp ở xã Tây Hà Tử, con đường từ xã đến huyện Thành là một hàng cây tươi mát, thành hàng thành lối, được bôi vôi, đánh dấu đỏ, rất tiêu chuẩn. Lãnh đạo tham gia hội nghị liên tục gật đầu, thế là con đường được phòng lâm nghiệp tỉnh coi là hình mẫu. Vì thế mà hậu quả trực tiếp của nó chính là cứ đến mùa xuân hàng năm thì toàn huyện sẽ bùng lên phong trào trồng cây, chỉ là hiệu quả không lý tưởng, mùa xuân trồng một vùng đất thì mùa hè chết hơn một nửa, trời thu chết đi một phần, đến mùa đông thì không còn gì, năm sau tiếp tục đi trồng cây. Con đường từ ủy ban xã Tây Hà Tử đến thôn Hồng Lĩnh không có bóng cây che mát cũng là lẽ đương nhiên. Audio điện tử võ tấn bền Sau khi chạy cách ủy ban xã một khoảng thì sau lưng y phong cũng đã vã mồ hôi, vương tử quân nhìn và cảm thấy không yên. Tiếng thở dốc của nàng giống như đang ngồi đống lửa, thế là hắn nói. Y Phong, tôi biết cô có thể chờ được, vừa rồi là tôi nói sai rồi. Tốt lắm, bây giờ để tôi chở cho. Lúc này Y Phong vẫn còn đang bước bối, thấy Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy thì nhanh chóng từ chối. Không được, tôi đã nói sẽ đưa anh đến nơi, nhất định sẽ đưa anh đi đến đúng địa điểm, anh chỉ cần ngồi ở phía sau là được. Y Phong vừa nói vừa tăng tốc lên một chút, nhưng đường dưới xã cũng không dễ đi, xe đạp cũng không phải là của nàng, rõ ràng không thể điều khiển tự nhiên vì thế mà vương tử quân ngồi ở phía sau có chút lo lắng sợ nàng không cẩn thận mà ngã xe như vậy cũng không hay lúc này trời xanh mây trắng hai bên đường có những cây cỏ không biết tên xanh tươi phồn hoa như gấm làn gió nhẹ khẽ thổi qua mái tóc dài của y phong bùng ra mùi hương nhàn nhạt, nhạt ngẫu nhiên vài sợi tóc tán loạn bay đến cọ lên mặt vương tử quân làm hắn cảm thấy ngứa loại cảm giác này không thể nói ra nhưng khi xe càng đi về phía trước thì tiếng thở dốc của Y Phong càng thêm rõ ràng trong tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân muốn mở miệng nói nhưng lại cảm thấy im lặng là hơn. Hắn mới gặp nàng vài lần nhưng cũng biết đây là người phụ nữ kiên cường. Có lẽ mình càng nói thì cô nàng sẽ đạp càng nhanh. Hắn chợt thầm nghĩ, xem ra đàn ông có khi sẽ biết nghe lời nhưng có lẽ đó là với một người phụ nữ kiên cường. Xe đạp chạy trên con đường nhỏ, không ai nói lời nào. Những đóa hoa dại chập chờn trong gió khắp nơi đều là khí tức yên tĩnh, bốn phía chỉ là những âm thanh gió thổi cỏ hoa khẽ xào xạc, một cảm giác kỳ quái chợt bùng lên trong lòng Vương Tử Quân. Cảm giác này nên gọi là thế nào, có lẽ là mập mờ. Y Phong đang đạp xe cũng cảm thấy có chút khác thường, nàng không biết vì căng thẳng hay ngại nùng mà bộ ngực phập phồng, hơi thở nặng nề. Y Phong, tiểu linh thế nào rồi? Âm thanh của vương tử quân vang lên sau lưng, xem như phá vỡ không khí mập mờ. Tốt lắm rồi, hai ngày sau có thể xuất viện y phong lúc đầu còn có chút cảm giác hỗn loạn nhưng sau đó đã chậm rãi bình tĩnh trở lại à còn nhị hổ thì sao không thấy nó đi với cô bố của nhị hổ hôm nay xuống thôn làm việc có lẽ đến chiều mới về cô biết vì sao hôm qua tôi nhờ cô thanh toán tiền dùm không giữa lúc trò chuyện đứt quảng thì vương tử quân cảm thấy giống như mình biến thành một người khác toàn thân cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng khoan khoái thần kinh cũng hoàn toàn buông lỏng đời người nếu có thể bình tĩnh chọn phương hướng và thoải mái như đạp xe sau đó tùy tiện chạy đến mọi nơi như vậy cũng sẽ không có cảm giác trầm trọng và bất đắc dĩ anh còn trẻ như vậy thì ôi nghi phong đang nói thì xe đi lên một sườn dốc vì không khống chế tốt tay lái nàng lại quá vội vàng dùng sức quá độ thế cho nên xe đâm vào một tảng đá ven đường vương tử quân đang tán gẫu nào có chuẩn bị cho tình huống ngã xe ầm um, xe ngã xuống đất Vương tử quân ngã lăn xuống, hắn còn chưa kịp phản ứng thì Y Phong đã ngã chồng lên người. Lúc này Y Phong chợt xấu hổ phát hiện mình ngã vào trong lòng vương tử quân. Y Phong có hơi đỏ mặt, nàng thận trọng muốn xoay người đứng lên, rời khỏi lòng của vương tử quân, nhưng nàng rõ ràng biến hay thành dở, hai người trở nên đối mặt, hơn nữa lại là rất gần. Nàng cảm nhận được hơi thở của hắn, hơi thở này bùng lên mùi đàn ông nồng đập, nàng có chút chóng mặt, hầu như không còn nghe thấy tiếng nói của hắn, đã sớm đỏ mặt tía tai. chương 22, đạp xe chở người yêu. Y Phong có làn da trắng nõn, nhìn qua rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến dòng nước trong tươi mát. Vương tử quân nghĩ rằng mình nên mở miệng giải thích, nhưng hắn há miệng mới phát hiện dù nói gì cũng không bằng giả vờ ngây ngô không lên tiếng, tình huống khá xấu hổ. Hai người cùng xấu hổ, thế cho nên đứng lên dựng xe đạp, nửa ngày sau cũng không ai nói lời nào sau khi đẩy xe qua sườn dốc thì vương tử quân và y phong vẫn giống như trước đó kẻ đi trước người theo sau anh còn không tranh thủ nhanh lên còn cần tôi phải cầu xin sao âm thanh quyến rũ vang lên cuối cùng cũng phá vỡ không gian bình tĩnh y phong xoay mặt nhìn sang vương tử quân rồi giả vờ cả giận nói vương tử quân lắc đầu hắn nhìn y phong mái tóc đen bóng tung bay làm cho người ta cảm thấy thích thú thế là hắn chỉ khẽ cười lại ngồi đàng hoàng ra phía sau xe Xe đạp lăn bánh trên đường, hai người cũng không nói với nhau lời nào. Một dãy núi cao cả trăm mét xuất hiện trước mặt hai người, thôn Hồng Lĩnh hầu như là địa phương cao nhất trong xã Tây Hà Tử, bây giờ nó đang ở ngay trước mắt. Địa thế của Tây Hà Tử giống hệt như địa mạch trong nước, tây cao đông thấp, thôn Hồng Lĩnh ở về phía tây, vì nó là vùng núi đất đai cằn cỗi nên đây là một thôn rất nghèo khó, nhưng vào sâu thêm hai cây số nữa sẽ có những thôn khác. Ôi, tôi nói cho anh biết chuyện ngã xe anh đừng nói cho ai biết đấy y phong nghiêm túc nói cô yên tâm chỉ cần cô không nói tôi sẽ không nói cuối cùng cũng đến thôn hồng lĩnh vương tử quân rất sảng khoái hắn vội vàng nói à như vậy là tốt bây giờ anh xuống đi xuống sao lại xuống vương tử quân nhìn về con đường phía trước mà dùng giọng nghi hoặc hỏi y phong chợt dừng chân nàng nổi giận như một con hổ anh không xuống chẳng lẽ muốn cho cả thôn thấy tôi chở anh đi vào. Gương mặt Y Phong có vài phần hờn dỗi rất khoa trương, vương tử quân chợt cười ha hả, sau đó hắn gật đầu nói. Được, 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 tôi đi xuống, tôi còn tưởng rằng cô không sợ trời không sợ đất, thì ra cũng sợ người ta nói này nọ. Vương tử quân vừa nói vừa định nhảy xuống xe. Cô Y đã về rồi à? Một âm thanh già nua vừa nhiệt tình vừa có chút tôn trọng từ dưới ruộng vang lên, một ông lão cầm theo một cây cuốc dáng người khô gầy đen đúa đang từ dưới rộng đi lên nói y phong đang nghe vương tử quân nói nàng nghe được câu nói của ông lão mà chợt trở, trở nên vui vẻ như một con chim nhỏ nàng vui sướng đáp lời bác chu trời nóng như thế này còn ra vườn làm gì coi chừng bị cảm nắng lúc này cũng không còn sớm bác tranh thủ về nhà dùng cơm đi trở về nhà tôi cũng đang định về đây nếu cô y chưa dùng cơm thì cùng tôi về nhà dùng bữa tôi sẽ nói bà nhà làm cho cô hai cái bánh khô dầu. Bác Chu đi đến trước mặt Y Phong, sau đó nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương như thấy con gái mình. Y Phong vung tay định lên tiếng thì bác Chu thấy vương tử quân ngồi phía sau xe, nụ cười trên mặt lão chợt đông cứng lại, nghiêm trang nói. Cô Y, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu này, nhưng tôi có một câu khó nghe muốn nói, cậu là đàn ông trai tráng, sao lại để cho cô Y trở đi thế này? Vương tử quân thầm nghĩ, Tôi muốn trở nhưng cô ta không chịu đấy chứ. Nhưng điều này cũng khó nói ra, hắn chỉ có thể vội vàng bước xuống rồi gật đầu xưng vâng. Bác trai nói phải, sau này sẽ không có chuyện này xảy ra. À, rất tốt, cậu trai, thấy cậu có tâm tình như vậy thì tôi cũng không nhiều lời. Cô y là cô gái tốt, cậu là người yêu của cô ấy, nếu lấy được cô ấy thì rõ ràng là chuyện tốt cả đời, cậu cần yêu thương cô ấy. Hôm nay trời rất nóng, cậu bắt cô ấy trở đi tôi thấy mà không hài lòng cậu cũng đừng trách tôi xen vào việc người khác bác chu thấy vương tử quân thành thật nhận sai thì vui vẻ nói người yêu ủa nào phải là như vậy vương tử quân định mở miệng thì y phong đã đỏ mặt nàng nũng nịu oán giận nói ôi kìa bác chu cháu và anh ấy không phải ha 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 tôi biết rồi biết rồi bác chu vừa cười vừa nói với vương tử quân cậu trai này nhìn rất lạ mặt có lẽ đây là lần đầu tiên đến thôn Hồng Lĩnh phải không? Đi, cùng theo tôi về nhà làm vài ly cho vui. Y Phong chợt phát hiện mình càng nói càng tô đen sự việc, thế nên cũng không tiếp tục phân trần. Bây giờ bác Chu đã buộc chặt nàng với Vương Tử Quân, dù nói thế nào cũng không xong. Nàng cảm thấy rất khó xử, thế cho nên mới nói. Bác Chu, cháu còn có việc, cháu đi trước đây. Y Phong nói xong thì leo lên xe đạp đi như bay. Ha ha ha, cô Y, Cô chạy chậm một chút, dạo này đường xá không tốt. Bác Chu nhìn bóng lưng chạy xe đạp nhỏ nhắn đáng yêu của Y Phong rồi lên tiếng nhắc nhở. Vương Tử Quân thấy Y Phong chạy như trốn thì cũng cười, tiểu nha đầu kia quá hấp tấp, rõ ràng có quan hệ rất tốt ở thôn Hồng Lĩnh. Tiểu tử cậu xem ra rất có phúc. Bác Chu quay sang nhìn Vương Tử Quân, sau đó lớn tiếng nói. Vương Tử Quân đã có bài học từ Y Phong vừa rồi, hắn cũng không mở miệng phản bác chỉ cười cười từ chối cho ý kiến. Bác Chu thấy tướng Mạo Vương tử quân đường đường chính chính, khí thế hiên ngang, trong lòng mừng thầm, thế là cũng không khỏi tin tưởng thêm vài phần. Cô y không những xinh đẹp, còn là một người rất tốt. Vương tử quân tuy vẫn mỉm cười nhưng trên trán đã vã mồ hôi. "Ôi, sau này cậu nên thương cô ấy hơn, cậu xem cô ấy tình nguyện về vùng sâu vùng xa thế này, cậu cam lòng để cô ấy chờ mình sao?" bác chu nhìn vương tử quân giống như nhìn con rể của mình giọng điệu có chút chỉ trích mình nên tranh thủ nói rõ đừng để cho bác chu này tiếp tục hiểu lầm mới được vương tử quân đang định mở miệng thì y phong vừa chạy vào trong thôn đã hấp tấp chạy ra bác chu nhìn y phong gấp đến mức đổ đầy mồ hôi thì cười ha hả nói cậu xem cô y xem ra rất thương cậu sợ cậu đi bộ trời nắng tranh thủ đi với cô ấy đi vương tử quân thầm nghĩ điều này thật sự khó giải thích chỉ có thể lên xe của Y Phong rời khỏi địa phương này. Tôi nói cho anh biết, đó là những gì bác Chu tự nghĩ tự nói đấy nhé. Y Phong chạy xe đi được 4-5 mét rồi giải thích với Vương Tử Quân. Tôi biết, bác Chu nghĩ thế nào cũng được, nhưng này tiểu nha đầu, cô cũng đừng nghĩ lung tung đấy nhé. Vương Tử Quân ngồi phía sau xe dùng giọng vui đùa nói với Y Phong. Này cậu trai, chút nữa đến nhà tôi làm vài ly, đưa cả cô Y đến nhé âm thanh của bác chu lại vang lên sau lưng hai người y phong nghe được lời của bác chu thì càng thêm hoảng hốt nàng đạp xe thật nhanh vương tử quân ở phía sau vì sợ ngã nên dùng hai tay giữ lấy eo nàng đúng là eo mảnh vòng eo mảnh khảnh mềm mại của y phong làm cho vương tử quân sinh ra cảm giác mê say có chút thoải mái y phong vất vả lắm mới ổn định trở lại bây giờ thấy người đàn ông phía sau ôm eo mình không khỏi có hơi run nàng xoay người lại gương mặt có chút hoảng hốt và bối rối môi mấp máy cũng không nói ra lời nào gương mặt đỏ ửng y phong cố gắng nghiêng người về phía trước hắn lại tăng thêm chút lực bộ dạng không chút sợ hãi tình huống chợt trở nên rằng co hành vi của hai người tất nhiên sẽ khó tránh khỏi ánh mắt của bác chua ở phía sau lão nhìn bộ dạng chật vật của hai người mà không khỏi lẩm bẩm hâm mộ thế đạo đã thay đổi không như mình hồi trẻ xưa kia lấy vợ mãi đến lúc vào động phòng mới biết mặt vợ thế nào trên đường vào thôn thì Y Phong không nói lời nào, lúc này ánh nắng giữa trưa chiếu xuống làm vương tử quân cảm thấy có hơi chói mắt, nhưng hắn cũng không nhắm mắt lại. Hắn nhìn Y Phong đang chạy xe, quần áo tươi mới, gáy trắng nón, hắn thích cái gáy như vậy, trắng bóng dưới lớp tóc đen, nhìn vào cảm thấy dịu dàng khoan khoái, mơ hồ thấy gương mặt có hơi đỏ phía trước. Đoạn đường đất gập ghềnh vương tử quân vung tay mạo phạm vài lần nhưng cũng không thể nói gì hơn, dù sao thì hắn là người của hai kiếp cũng không phải người có da mặt mỏng, cũng không giải thích. Được rồi, đã đến nơi, cảm ơn cô giáo y. Vương Tử Quân thấy đến đầu thôn thì vội vàng nhảy xuống xe. Nghi Phong nghiêng đầu đi chỗ khác dùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tử Quân, nàng định đạp xe bỏ đi, đúng lúc này một người đàn ông trung niên ngồi ở tảng đá ven đường đã chạy đến dùng giọng tôn kính hô lên. Chào bí thư Vương. Vương Tử Quân mơ hồ có chút ấn tượng với người đàn ông trung niên này nhưng nếu bắt hắn nói rõ đối phương là ai thì thật sự không nói nên lời, nhưng hắn có thể khẳng định đối phương là công nhân viên chức của xã Tây Hà Tử. Chủ tịch Cửu đang ở đâu? Chủ tịch Cửu đang ở nhà Vương Hiếu Binh, sợ anh không biết đường nên để tôi ra nghênh đón. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa nhìn thoáng qua Y Phong. Cô Y, cùng đi dùng cơm nhé. Y Phong cũng có quen biết người đàn ông này, nàng đưa mắt nhìn sang Vương Tử Quân rồi dịu dàng nói lời xin miễn chú chiêu quý mọi người cứ đi đi cháu có việc đi trước người đàn ông được gọi là chú chiêu quý rõ ràng cũng khá khách sáo nếu như không phải thấy y phong đạp xe đưa vương tử quân đến sợ rằng cũng không quá mức như vậy tiếng xe đạp chạy qua bên người y phong biến mất trong một con hẻm nhỏ vị cán bộ được gọi là chú chiêu quý lấy ra một điếu thuốc đưa cho vương tử quân lại châm lửa rồi chủ động nói bí thư vương tôi là tiếu chiêu quý cán bộ chịu trách nhiệm thôn hồng lĩnh anh đi theo tôi. chương 23, đội trưởng cảnh sát hình sự. Thôn Hồng Lĩnh cũng không quá lớn, đường trong thôn khá xấu, vương tử quân nhận lấy điếu thuốc của tiếu chiêu quý, cũng không nói nhiều. Chỉ sau chốc lát hai người đã đi đến một căn nhà xây ở đầu thôn. Căn nhà này có lẽ đã được xây cách đây 3-4 năm, cửa chính rộng rãi, khi phái hơn những căn nhà xung quanh, có lẽ đây là căn nhà tốt số một số 2 ở thôn Hồng Lĩnh này. Chủ tịch Cừu, anh Vương, bí thư vương đã đến. Tiếu chiêu quý vừa vào cổng đã lớn tiếng hô lên với bên trong. Tiếu chiêu quý vừa hô lên thì những tiếng bước chân lộn xộn từ bên trong truyền ra. Cửu gia thành tươi cười nhanh chóng đi đến trước mặt vương tử quân, hắn nói với mặt mày hớn hở. Bí thư vương, cũng không còn sớm, anh đến đúng lúc thịt vừa chín tới, thật sự là có phúc không cần chờ lâu. Tôi có thể được hưởng món thịt dê của vương hiếu binh cũng xem như hưởng phần hào quang của bí thư, cừu gia thành hạ thấp tư thái của mình, hắn cố gắng mở lời nịnh nọt. Lúc này vương tử quân cũng xem như bánh ít đi bánh quy lại, hắn thuận miệng nói. Chủ tịch cừu, anh nói vậy cũng không tốt, nếu như được người ta nghe vào tai, ngày nào thịt dê cũng gọi tôi đến cứu cấp, như vậy tôi chẳng phải sẽ phải xoay quanh bận rộn sao. Vương tử quân nói xong thì hai người cười phá lên ha hả, sau lưng cừu gia thành còn có hai người đàn ông. Bọn họ nghe thấy tiếng cười của Vương Tử Quân và Cửu Gia Thành thì giống như bị cuốn theo, cùng cười. Cửu gia Thành lúc này cảm thấy mình rất có mặt mũi, Vương Tử Quân nói đùa với mình như vậy, xem như không coi mình là người ngoài, thế cho nên hắn càng biểu hiện khoa trương, nịnh bợ, tán thưởng. Tất cả được hắn biểu đạt khá đúng chỗ, hắn muốn dùng nó để dùng nó để chứng minh mình có quan hệ mật thiết với bí thư. Bí thư Vương, tôi giới thiệu cho anh, đây là trưởng thôn Hồng Lĩnh, Vương Hiếu binh. Cửu gia Thành nói rồi chỉ vào một người đàn ông hơn 30 tuổi đi theo phía sau nói. Vương Hiếu Bình có dáng người khôi ngô, đứng đó giống như một cây sắt bất động. Sau khi nghe được lời giới thiệu của Cửu gia Thành thì hắn tranh thủ tiến lên, dùng giọng thấp thỏm cười nói: "Từ khi tôi làm trưởng thôn đến nay chưa từng được gặp mặt lãnh đạo, hôm nay Bí thư Vương tự mình đến chỉ đạo công tác, trong lòng có chút kích động." Vương Hiếu Bình nói không biết thật giả nhưng Vương Tử Quân nghe xong cảm thấy rất hưởng thụ, hắn bắt tay đối phương nói: "Lần này coi như được hưởng lộc ăn." lát nữa chúng ta sẽ cùng uống vài ly. Chỉ cần bí thư vương để mắt, vương hiếu binh tôi sẽ tình nguyện ngã ngựa trên bàn tiệc. Bí thư vương, đây là phó đồn trưởng đồn công an Ngô Khải. Cựu gia thành chỉ một người đàn ông cao gầy đứng ở sau lưng vương hiếu binh rồi giới thiệu. Phó đồn trưởng Ngô Khải có lẽ là người của cựu gia thành, vì vậy vương tử quân khẽ cười và tiến lên bắt tay với đối phương. Vương tử quân đi vào nhà dưới sự tiền hô hậu ủng của ba người cựu gia thành, khi tiến vào trong sân, bên trong có một chiếc xe máy. Chủ tịch cừu, bí thư vương đến à. Một âm thanh không đếm xỉa gì vang lên trong căn nhà xây của vương hiếu binh. Vẻ mặt cừu ra thành chợt biến đổi, nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục như thường. Lúc này một người từ trong nhà đi ra, thân hình cao lớn, hai mắt sáng ngời có thần, đứng đó mà bùng ra khí thế ép người. Người này tuy đi đến cửa nhưng không bước xuống nghênh đón, chỉ đứng ngay cửa lớn chờ đám người vương tử quân đi qua. Tư thế của người đàn ông kia rõ ràng là không nể tình, vương tử quân cách xa đã thấy rõ sự kiêu ngạo của đối phương, điều này không khỏi làm cho cặp mắt sáng ngời của hắn bùng lên cái nhìn rét lạnh. Cầu gia thành nhìn người đàn ông đứng bên cửa mà có chút trầm ngâm, sau đó hắn nhiệt tình giới thiệu. Bí thư vương, đây là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an huyện, là đồng chí Chu Ái Quân, anh ấy là niềm kiêu hãnh của thôn Hồng Lĩnh, đã phá không ít vụ án, là một vị cảnh sát nổi tiếng của cục công an huyện. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an huyện cũng xem như một nhân vật trong huyện, nhưng chức vụ kia thật sự không đáng là gì trước mặt Vương Tử Quân. Dù đối phương là cảnh sát hình sự có phá án giỏi như thế nào, nhiều lắm chỉ là một vị cán bộ trung tầng trong chiến tuyến công an mà thôi, cũng không đến cấp phó khoa, quá lắp là cấp ban mà thôi. Vương Tử Quân là ai? Hắn là một cán bộ cấp chính khoa được phòng tổ chức bổ nhiệm, là một cán bộ đồng cấp với Cục trưởng Cục Công an huyện, mà biểu hiện của Chu Ái Quân vào lúc này rõ ràng là không coi trọng Vương Tử Quân. Thấy bộ dạng cao ngạo của Chu Ái Quân thì Vương Tử Quân đã hiểu ra tâm tư của đối phương, hắn đơn giản như không nhìn thấy, khi cửu ra thành giới thiệu thì dùng giọng nhàn nhạt, nhạt nói: "Chào đồng chí Ái Quân." Chu Ái Quân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tất nhiên ánh mắt của hắn rất độc đáo, sức quan sát không như bình thường. Tuy vẻ mặt Vương Tử Quân khá nhiệt tình, lời nói cũng khách khí nhưng luôn làm cho người ta sinh ra cảm giác như gần như xa, biết đối phương đang cố ý lạnh nhạt với mình, thế nên nhanh chóng nở nụ cười tiêu sái và không quan tâm. Chu Ái Quân thấy mình là một người trong hệ thống công an, Vương Tử Quân có thể là một ông lớn ở xã Tây Hà Tử nhưng không làm gì được mình, thứ hai là đối phương chỉ là một vị bí thư mới đến nhận chức, hắn cũng nghe được vài tin đồn, căn bản không quan tâm. Khi người nhàn nhạt chào hỏi nhau, tình huống này rơi vào trong mắt Cửu Gia Thành, Hắn không ngừng kêu khổ. Hắn hao tổn tâm cơ sắp xếp bữa tiệc rượu hôm nay, vốn muốn tăng cường quan hệ với lãnh đạo, sau đó giới thiệu hai người thân cận của mình cho bí thư, không ngờ đúng lúc gặp Chu Ái Quân từ trong huyện đi xuống. Chu Ái Quân gặp mặt Cửu Gia Thành thì hỏi: "Anh Cửu, mở tiệc rượu sao? Mời đại nhân vật nào vậy?" Cửu Gia Thành dùng giọng kinh ngạc nói: "Sao anh biết?" Cửu Gia Thành vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức hối hận hắn thật sự buồn rầu vì lời nói không che miệng của mình hắn cảm thấy mình nên che lấp một chút mới phải nhưng đến thời điểm mấu chốt thì bản tính đánh chết không trừ lại bộc lộ ra bộ dạng khổ sở của hắn càng làm cho chu ái quân chứng thật phán đoán của mình thế là chu ái quân cũng không thèm phân trần hắn đi đến nhà vương hiếu binh và ngồi xuống bí thư vương bên ngoài trời nóng chúng ta tranh thủ vào nhà cho mát mẻ vương hiếu binh là người làm chủ tất nhiên sẽ tỏ ra nhiệt tình đon đả vương tử quân cười cười với mọi người hắn là người đầu tiên đi vào nhà vừa vào thì thấy trên bàn đã có bảy tám ly trà mùi hương bùng lên vương tử quân đi vào đầu tiên chu ái quân theo sát phía sau bí thư vương đó là ly trà của tôi cũng là chỗ ngồi của tôi chu ái quân cũng không chờ người ta mở miệng mời vương tử quân ngồi xuống hắn dứt khoát chỉ về vị trí chủ tọa nói theo quy củ thì ghế chủ tọa sẽ dành cho vị khách tôn quý nhất nếu xét trường hợp lúc này thì cấp bậc cao nhất là vương tử quân, nhưng chu ái quân lại cứ khăng khăng nhảy ra làm chủ. Vô tình bầu không khí trong phòng có chút phức tạp, chu ái quân không nói lời nào nhìn mọi người, hắn muốn xem vị bí thư này có phản ứng gì. Nhưng ý đồ của hắn không thực hiện được, vương tử quân chỉ thầm cười lạnh, hắn khẽ mỉm cười, dư quang khóe mắt liếc sang cửu gia thành, thấy cửu gia thành cũng cao mày thì trầm mặc không nói lời nào. Xem ra quyền uy của mình vẫn không đủ lớn, nếu không thì lúc này cửu gia thành nhất định sẽ đứng ra sắp xếp. Vương tử quân nghĩ như vậy, trong lòng có chút không thoải mái nhưng lại nhàn nhạt, nhạt nói. Chỗ ngồi nào cũng như nhau, khách theo chủ, ly trà cũng đã sắp xếp chỗ đó thì khỏi cần dịch chuyển. Vương tử quân nói xong thì tùy ý ngồi xuống. Đám người vương hiếu binh thấy vương tử quân ngồi xuống thì cũng lần lượt ngồi xuống, sau đó vương hiếu binh gọi vợ bưng món ăn lên. Một lát sau món ăn đã được đưa lên, có bốn món chính, thịt dê kho tàu, thịt heo hầm cách thủy, cá chích nấu đậu, rau cải xào thịt, hai món lẩu, hải sản và lẩu dê, hai món rau chính cải bắp xào, rau sống trộn. Vương Tử Quân nhìn một bàn đầy hương vị mà cảm thấy hôm nay Cửu Gia Thành đã sắp xếp khá công phu. Chương 24, bàn rượu. Bí thư Vương, sao tôi không nghe thấy tiếng xe của anh? Chu Ái Quân dùng giọng không đếm xỉa hỏi Vương Tử Quân. Ái Quân, món thịt dê này rất hợp khẩu vị với anh mau nếm thử xem thế nào. Cựu gia thành biết rõ vương tử quân không lái xe đến, thế cho nên tranh thủ chuyển chủ đề. Chu ái quân tất nhiên hiểu ý của cựu gia thành, thế nhưng hắn lại giả vờ như không thấy, ánh mắt nhìn chầm chầm vào vương tử quân, tất nhiên sẽ muốn hỏi cho ra đáp án. Chu ái quân là một vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự có thành tích nổi bật, hắn cũng là một người rất kiêu ngạo. Vương tử quân còn trẻ mà đã là cấp chính khoa, dù người này chỉ là một con rối trong ủy ban xã nhưng cấp bậc như vậy cũng làm cho chu ái quân cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm. Chủ tịch Triệu vào huyện họp nên lấy xe đi. Vương Tử Quân đã sớm nhìn rõ tâm tư của chu ái quân, hắn cũng không che giấu mà nói rõ ràng, bộ dạng hời hợt giống như nói chuyện không liên quan đến mình. Chủ tịch xã lái xe đi mất rồi. Vẻ mặt cừu ra thành khẽ động, giống như nghĩ đến điều gì đó mà không nói ra. Chu ái quân thầm khinh thường, thầm nghĩ lời đồn là không sai, tên kia rõ ràng là một kẻ bất lực. Ha ha, cậu Vương, người từ xa đến là khách, anh đây tuy đã rời khỏi thôn Hồng Lĩnh nhưng vẫn có thể làm chủ được, hôm nay anh đây mượn hoa hiến Phật, hai anh em ta làm một ly. Cách xưng hô của chu ái quân chợt biến đổi, hắn nói rồi nâng ly rượu về hướng về phía Vương Tử Quân. Bên ngoài thì người quen có thể xưng anh em, nhưng trong thể chế trừ khi là người cực kỳ quen thuộc, nếu không lúc bình thường sẽ xưng hô chức vụ. Lúc này chu ái quân mở miệng gọi vương tử quân là cậu em, rõ ràng không đúng mực. Được, uống một ly. Vương tử quân cũng không nổi giận mà khẽ nâng ly rượu lên cùng với chu ái quân. À, rất tốt, có tình cảm sâu đậm thì uống cạn, tình cảm nông thì nhấp môi, chuyện tốt phải thành đôi, hai ta làm thêm ly nữa nhé. chu ái quân nói bằng giọng đã có thêm vài phần khiêu khích. Vương tử quân cười nhạt một tiếng, hắn gật đầu nhận lời. Hai người đánh giá nhau không một tiếng động, hai ly rượu lại đặt xuống bàn lúc sau chu ái quân tiếp tục nâng ly nói anh kính cậu một ly uống vương tử quân lên tiếng từ chối tử lượng của tôi không tốt anh cứ tùy ý chu ái quân nhìn vương tử quân vẻ mặt có chút hậm hực trong miệng lại dùng giọng tranh chua mỉa mai nói ôi thiệt thòi cho bí thư vương là người trong quan trường chẳng lẽ chưa nghe câu người làm quan có thể một vài xị thì tốt vài xị thì có thể thương lượng cả lít thì đảng yên tâm sao nếu tử lượng của bí thư vương như vậy thì thật sự không được. Chưa tính tình huống chu ái quân tự xem mình là nhân vật tính trong bàn tiệc, bây giờ nói ra những lời như vậy thật sự có hơi quá. Cựu gia thành nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của vương tử quân, làn môi hơi mỏng phát ra âm thanh du dương trầm bổng, lời nói có khí phách, vung tay nhấc chân biểu hiện sự chín chắn, dù chu ái quân có nói thế nào cũng chỉ cười nhạt, không đáp lại. Hắn cảm thấy lúc này mình như ngồi trên lưỡi đau vậy. Bí thư Vương tuyệt đối không phải là loại người lương thiện gì, đối phương có thể nén giận với Chu Ái Quân, có lẽ không muốn gây chuyện, nhưng điều này không đại biểu là hắn không quan tâm. Hắn nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân ra tay sắc bén vào cuộc họp điểm danh nhân viên vào buổi sáng, cảm thấy đứng ngồi không yên. "Cậu em, có biết đây là thứ gì không?" Chu Ái Quân nói rồi lấy ra một chiếc máy nhắn tin khoe khoang với Vương Tử Quân. "Đừng nói là máy nhắn tin thời cổ đại thế này?" Dù là điện thoại cao cấp thế nào thì Vương Tử Quân cũng từng thấy qua, nhưng niên đại bây giờ, một người có một chiếc máy nhắn tin thế này cũng là khó lường. Tút, tút, tút. Chiếc máy nhắn tin được Chu Ái Quân đặt lên mặt bàn chợt kêu lên vài tiếng. Những năm 1993 thì máy nhắn tin thật sự là thời thượng, bình thường chỉ có bí thư hay chủ tịch huyện mới được phân phối. Chiếc máy nhắn tin trong tay Chu Ái Quân vừa mới được phân phối cách đây 2 ngày cục trưởng sử dụng danh nghĩa dùng tốc độ nhanh nhất để điều động lực lượng cảnh sát để phân máy nhắn tin cho hắn, thậm chí mất không ít chắc trở thì hắn mới có được nó. Vì thế mà Chu Ái Quân cảm thấy món này rất mới lạ, hầu như là thích thú không buông tay, thường khoe khoang trên bàn tiệc, hôm nay hắn lấy ra cố tình kích thích phương Tử Quân, cơ hội tốt sẽ không bỏ qua. Chu Ái Quân nghe thấy tiếng chuông chói tai của máy nhắn tin thì càng thêm đắc ý, khẽ nói lời ai ván. Ôi, cái mày này cũng khá phiền, dù chạy đến đâu, chỉ cần cục trưởng gọi đến là bắt được ngay. Người ngồi đây có ai không phải kẻ thành tinh, ai không biết chu ái quân có ý khoe khoang. So sánh với ánh mắt hâm mộ của hai người Vương Hiếu Binh và Ngô Khải thì Vương Tử Quân lại giống như từ chối không thèm nhìn. Cựu Gia Thành muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Vương Tử Quân, thế nên ánh mắt luôn đặt lên người Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân có biểu hiện rất khiêm tốn, trưởng thành trầm ổn, hắn thầm nghĩ bí thư Vương này quả nhiên là rất cao. Với độ tuổi của bí thư vương mà tranh đấu hung ác, ra tay mạnh mẽ, đồng thời không để lộ vui buồn ra ngoài nét mặt, rõ ràng là rất cao siêu. Cửu gia thành thầm nghĩ, cảm thấy vị bí thư này giống như cao thủ võ lâm, bí kíp bên trái, bảo điển bên phải, vừa phát triển mạnh mẽ vừa ẩn nhẫn trầm ổn mãi đến ngày luận kiếm hoa sơn mới tung ra chấn áp quần hùng. Một người quá chủ quan sẽ dễ dàng bị đâm đau sau lưng, sẽ phát sinh những chuyện ngoài ý muốn, khó lòng phòng bị nếu so sánh ra thì Chu Ái Quân và Bí Thư Vương thật sự cách biệt quá xa. Cựu gia thành thầm hạ quyết tâm, nếu như Chu Ái Quân tiếp tục lên tiếng không coi ai ra gì, mình sẽ ra mặt gõ đầu, dù đắc tội với ai cũng không nên đắc tội với Bí Thư. Chu Ái Quân ở bên kia đang xem dãy số hiện lên trong máy nhắn tin, hắn nói về phía Vương Hiếu Binh. Hiếu Binh, cho tôi dùng điện thoại của anh một chút. Vương Hiếu Binh có vẻ rất định bở vị đại đội trưởng cảnh sát hình sự này, Nghe nói đối phương muốn dùng điện thoại thì không nói hai lời, vào phòng lấy ra một hộp gỗ, sau đó mở hộp gỗ ra, bên trong là một chiếc điện thoại bàn màu đỏ. "Hiếu binh, điện thoại dùng cho có, cậu xem, còn coi nó là bảo bối thế này." Chu Ái Quân nói rồi cầm lấy điện thoại, vì hắn gọi điện thoại nên những người khác cũng không nói lớn tiếng, lúc này trong phòng chỉ còn lại âm thanh của Chu Ái Quân. "Này, tôi là Chu Ái Quân, gọi tiểu Lôi nghe máy." Chu Ái Quân tùy tiện nói Vừa nghe là biết không phải gọi điện thoại cho thượng cấp. Tiểu tử cậu tìm tôi có việc gì? Không phải có nhiệm vụ chứ? Cái gì? Mời rượu, tiểu tử cậu sớm muộn không mời, lại mời lúc tôi về nhà sao? Nói cho cậu biết, tôi cũng không nể mặt anh, Bí thư Vương xã Tây Hà Tử đang mời rượu tôi, cũng không có thời gian. Chu Ái Quân nói xong hai câu thì cúp điện thoại. Để các vị chờ lâu, vài tên lính trong đội không biết tôi đã về nhà, thế nên mời đến khách sạn dân sinh ngồi một chút. Chu Ái Quân nói dù có chút oán trách nhưng lại rất đắc ý. Vương Tử Quân cũng không biết khách sạn dân sinh trong miệng Chu Ái Quân là gì, bốn người còn lại thì tỏ ra hâm mộ, ngay cả Cửu Gia Thành cũng không ngoại lệ. Ái Quân, dân sinh không phải nhà khách của huyện sao? Tôi đã từng đến đó tham gia đại hội cán bộ một lần, chật chật, thảm dưới chân còn mềm hơn cả ga trải giường ở nhà, nếu không phải có chủ tịch cửu giúp sức, sợ rằng cũng không được hưởng. Vương Hiếu Binh vừa hút thuốc vừa cười hì hì nói. Vương tử quân nghe lời nói của vương hiếu binh thì cười khẽ một cái, những người khác thì cười phá lên. Chủ tịch cừu, cậu vương, hiếu binh, chúng ta làm một ly. Chu ái quân nói rồi nâng ly rượu lên. Cừu gia thành thấy Chu ái quân cố ý đặt tên của bí thư vương sau tên mình, hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hắn đặt ly rượu xuống định mở miệng thì thấy chiếc máy nhắn tin của Chu ái quân đặt trên bàn lại vang lên. Con bà nó, thứ này có chỗ tốt mà cũng có chỗ không hay, giống như một cái dây buộc trên người, đi đâu cũng khó thoát. Chu Ái Quân nói như vậy rồi cầm máy nhắn tin lên. Vương Tử Quân thật sự có hơi phiền vì những trò khiêu khích của Chu Ái Quân, nhưng hắn nể mặt Cửu Gia Thành, cũng không thèm nhìn Chu Ái Quân, ánh mắt hắn chuyển lên Ngô Khải. Vương Tử Quân là bí thư xã, cần nắm quyền nhân sự, nhưng đồn công an và ban tài chính là hai nơi hiểm yếu cũng khó thể buông tha. Triệu Tứ Dược ở đồn công an xã Tây Hà Tử là anh em của Triệu Liên Sinh, điều này rất nguy hiểm. Dù mình đã hóa giải trò hãm hại của Triệu Tứ Dược, nhưng ai có thể đảm bảo Triệu Tứ Dược kia lại đến cắn mình? chương 25, sợ mình đứng sai hàng ngũ. Phó đồn trưởng dù có hơi nhỏ nhưng vẫn có thể dùng được, cựu gia thành hẹn mình dùng cơm, gọi ngô khải theo chỉ sợ cũng có ý này. Hắn khẽ nghĩ, một mớ ý nghĩ bùng lên trong lòng hắn. Ha ha, mã số Giang Châu, nhất định là tiểu tử ái dân kia gọi điện thoại đến, trước kia liên lạc thì thường vào buổi tối, bây giờ có máy nhắn tin thì có thể tìm gặp bất cứ lúc nào. Chu Ái Quân nói đến ái dân thì vẻ mặt tỏ ra rất kiêu ngạo. Bí thư vương, ái dân chính là anh em của ái quân, cũng là niềm kiêu ngạo của thôn hồng lĩnh chúng tôi, chính là một sinh viên đầu tiên của cả thôn. Vương Hiếu Binh rót một ly rượu cho vương tử quân, hắn cười tủm tỉm nói. Hiếu Binh, cậu quá khen, đã thấy sắp đến trung thu, không biết nó sắp về chưa. Chu Ái Quân vừa nói vừa đứng lên đi về phía chiếc điện thoại. Ái dân, tôi đây, anh cậu đây, cuộc sống đại học cũng không tệ chứ. Chu Ái Quân trước nay vốn lớn tiếng, bây giờ gọi điện thoại cho em trai thì càng tỏ ra có 10 phần đắc ý. Cửu Gia Thành nhìn Chu Ái Quân khoe khoang khắp nơi mà ném cho Vương Tử Quân một ánh mắt xin lỗi, Vương Tử Quân khẽ cười với Cửu Gia Thành, tỏ ý đừng bận tâm. Cửu Gia Thành nâng một ly rượu sau đó uống cạn. Nếu nói về tử lượng thì Vương Tử Quân cũng chỉ bình thường, vừa rồi mời vài ly thật sự làm cho hắn cảm thấy có hơi choáng, nhưng lúc này Cửu Gia Thành mời rượu, hắn nhất định phải uống. Sau khi uống cạn ly thì Vương Tử Quân nhìn Cửu Gia Thành, cả hai cùng cười, tất cả đều không nói lời nào. Nhưng khi hai người bọn họ uống rượu với nhau thì âm thanh của Chu Ái Quân chợt biến đổi. Cậu nói gì? Bọn họ dám ức hiếp cậu như vậy? Không biết đầu dây bên kia nói điều gì mà Chu Ái Quân ở bên này chợt gào thét. Không biết đầu dây bên kia lại nói gì mà âm thanh của Chu Ái Quân lại trở nên dịu dàng hơn. Ái dân, em không biết tìm đến hiệu trưởng hoặc giảng viên sao? Nói rõ oan uổng với bọn họ. Là con của phó chủ tịch thành phố, con của phó chủ tịch thành phố cũng biết phân biệt rõ phải trái chứ. Cậu đừng nên gấp, anh sẽ nghĩ biện pháp, không có chuyện gì đâu, bọn họ không thể nào trai trừ cậu được. Chu Ái Quân khẽ mở miệng an ủi em mình vài câu, sau đó cúp điện thoại. Chu Ái Quân vội vàng lấy từ trong túi quần ra một danh sách điện thoại, hắn lật qua hai trang, sau đó nóng lòng gọi điện thoại, rõ ràng đã bị sự việc của em trai làm cho rối loạn. "Chào cục trưởng Mạnh, tôi là tiểu Chu đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Chu Ái Quân." "Cục trưởng, tôi nghe nói anh có một thân thích công tác ở trường đại học Giang Châu." Đầu dây bên kia sau khi nghe lời yêu cầu giúp đỡ của Chu Ái Quân thì không biết nói gì đó. Cuối cùng Chu Ái Quân tỏ ra vui mừng nói: "Cục trưởng Mạnh, tôi lần này gọi điện thoại cho anh thật sự là có việc muốn nhờ, đứa em của tôi đang học ở Đại học Giang Châu có xảy ra chút xung đột nhỏ, anh xem có thể nói người thân của mình ra hòa giải được không?" "Cục trưởng Mạnh, thật sự cảm ơn anh, đứa em của tôi tên là Chu Ái Dân, sinh viên năm 2 của Đại học Giang Châu, đúng là làm phiền anh, sau này gặp mặt sẽ nói sau." "Tôi có một nguyên tắc, tiền không là vấn đề." chỉ cần giải quyết được sự việc thì điều kiện gì cũng đồng ý. Tốt, 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 cảm ơn cục trưởng mạnh, tôi chờ tin tức của anh, có gì anh cứ gọi đến số máy này là được. Chu Ái Quân vừa rồi hò hét rất lớn, bây giờ cẩn thận đặt điện thoại xuống, hắn nhìn mọi người rồi khẽ cười nhưng lại có vẻ hơi chua chát. Dù không ai nghe rõ nội dung cuộc điện thoại của Chu Ái Quân, nhưng chỉ cần nhìn mặt là biết em trai của hắn đang gặp phiền phức, hơn nữa đối phương là con của phó chủ tịch thành phố, chỉ sợ không dễ giải quyết. Chu Ái Quân ngồi xuống bên cạnh điện thoại mà mồi thuốc hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới nhớ đến đám người Vương Tử Quân. Chủ tịch Cừu, cậu Vương, xin lỗi mọi người, trong nhà xảy ra chút chuyện, các người cứ uống trước, không cần xen vào chuyện của tôi. Nếu so sánh với khí thế mạnh mẽ vào lúc vừa rồi thì ánh mắt của Chu Ái Quân có hơi tan giả, hai đầu chân mày cao lại, có vẻ ảm đạm. Hắn nói xong thì nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ sợ bỏ qua cuộc gọi nào đó quan trọng. Ái Quân, không cần lo lắng ái dân là sinh viên tốt không có gì đâu vương hiếu binh dù là người chức vụ nhỏ nhất trên bàn tiệc nhưng lại là thôn trưởng của thôn hồng lĩnh thế nên hắn là người đầu tiên mở miệng an ủi vương hiếu binh nói vài câu thì Cửu gia thành cũng mở miệng khuyên nhủ vương tử quân dù không thích chu ái quân nhưng cũng không muốn đặt chút tranh chấp nhỏ vừa rồi vào trong lòng cũng nói vài lời trấn an tình huống này đột nhiên xuất hiện làm cho bữa tiệc khó tiếp tục tiến hành nhưng bây giờ mà bỏ đi thì giống như có chút không ổn điều mọi người cần làm là chờ đợi cùng Chu Ái Quân. Một phút, hai phút, năm phút. Thời gian trôi qua, vẻ mặt Chu Ái Quân càng thêm u ám, cũng càng thêm nôn nóng bất an. Chờ đợi rõ ràng là khảo nghiệm tính kiên nhẫn của Chu Ái Quân, vừa rồi hắn gọi điện thoại chỉ hy vọng mọi việc tốt đẹp, nhưng sự việc thật sự làm hắn khổ sở, trên trán vã mồ hôi lạnh. Tút, tút, tút. Chuông điện thoại vang lên, Chu Ái Quân cuối cùng cũng không thể chờ đợi được lâu hơn mà bắt lấy điện thoại, hắn vội vàng hỏi thăm. Cục trưởng mạnh phải không? Thế nào rồi? Bốp, chu ái quân cúp điện thoại, vẻ mặt trở nên rất khó coi, đồng thời còn mắng. Con bà nó, mới đó đã gọi điện thoại đến thúc tiền. Đám người vương tử quân nhìn gương mặt như bầm máu của chu ái quân, lại đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên khuyên gì cho phải. Mười phút sau lại một cuộc điện thoại, lúc này cũng không làm cho chu ái quân thất vọng, người điện thoại đến chính là cục trưởng mạnh. Cục trưởng Mạnh, sự việc thế nào? Sau khi khách sáo vài câu thì Chu Ái Quân dùng giọng tràn đầy hy vọng hỏi. Cục trưởng Mạnh, dù là con của phó chủ tịch thành phố thì thế nào? Dù sao cũng phải chú ý đến thứ tự trước sau chứ. Đứa em của tôi học được 2 năm, bây giờ khai trừ thì xong đời sao? Cục trưởng Mạnh, ngài nói xem, có thể tha cho nó một lần không? Tôi không thể nào trơ mắt nhìn nó bị khai trừ được. Chu Ái Quân cũng không còn dám đùa giỡn hắn trở nên vội vàng. Đầu dây bên kia cũng không nói gì, sau đó chỉ thấy chu ái quân buồn bã cúp điện thoại. Cựu gia thành thấy bộ dạng mất hồn lạc phách của chu ái quân, hắn muốn tiến lên nói vài câu an ủi, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Hiếu Châu, cậu đừng nói chuyện này cho bố tôi, trước tiên tôi đến Đại học Giang Châu, tôi cũng không tin trường đại học kia không ai nói lý lẽ. Chu ái quân rụi tàn thuốc, sau đó dặn dò Vương Hiếu Binh một câu rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc đầu tiên khi nghe nói về Đại học Giang Châu thì Vương Tử Quân không có phản ứng gì, đợi đến khi nghe rõ ràng từ miệng của Chu Ái Quân thì hắn không khỏi động tâm. Đội trưởng Chu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Anh đừng gấp, có gấp cũng vô dụng. Vương Tử Quân đứng thẳng người trên ghế sa lông rồi nói với Chu Ái Quân. Chu Ái Quân giống như đã quên đi những đắc ý trong tranh chấp trước đó, sau khi nghe Vương Tử Quân hỏi như vậy thì căm vẫn nói. Cậu em của tôi có một cô bạn gái, có một sinh viên nam khác cũng coi trọng cô bé này, hai bên ngôn ngữ bất hòa mà đánh nhau. Nam sinh kia là cậu ấm của phó chủ tịch thành phố Giang Châu, có quan hệ rộng, bây giờ trường nói em tôi đánh nhau gây rối, tính chất ác liệt, cần phải khai trừ. Chu Ái Quân nói và mặc bộ đồng phục cảnh sát lên người và chuẩn bị rời đi, Vương Tử Quân lại nói. "Đội trưởng Chu, anh đến Giang Châu chuẩn bị làm gì?" "Làm gì sao? Tôi phải nói rõ lý lẽ với bọn họ." Rõ ràng là đối phương động tay trước, dựa vào cái gì để khai trừ em trai của tôi?" Cửu gia Thành nhìn sang Chu Ái Quân lúc này đang như một con sư tử nổi giận, hắn thầm nghĩ chuyện không liên quan đến mình thì không nên xen vào. Chu Ái Quân kia là một cảnh sát hình sự phá án thành tinh, lúc này giống như biến thành một người khác. "Đội trưởng Chu, anh đừng kích động, tôi có hai người quen ở đại học Giang Châu, tôi sẽ liên lạc với bọn họ để xem có thể giải quyết hay không, nếu không được thì anh đến Giang Châu cũng không muộn." vương tử quân khoát tay áo với chu ái quân rồi đi đến bên cạnh điện thoại hành vi của vương tử quân làm cho chu ái quân chợt ngây người hắn không ngờ đối phương lại có năng lực như vậy hơn nữa từ lúc bắt đầu gặp mặt vương tử quân hắn vẫn luôn châm chọc khiêu khích bây giờ đối phương lại chủ động đứng ra dù hắn cũng không nghĩ rằng đối phương có thể giải quyết vấn đề cho mình nhưng thái độ của tên kia cũng làm hắn cảm thấy bất ngờ lúc chu ái quân dùng ánh mắt cảm kích nhìn sang vương tử quân đúng lúc vương tử quân nhắc điện thoại lên alo một âm thanh thuần hậu truyền vào trong tai vương tử quân lúc này nghe vào tai thật sự tràn đầy từ tính trong mắt vương tử quân chợt bùng lên chút hơi nước người đầu dây bên kia chính là người bạn học thân thiết nhất của hắn nửa năm trước khi con trai của hắn tốt nghiệp vào kiếp trước phó hiệu trưởng đại học giang châu là trương khải đã buông tay nhân gian vì bệnh bạch cầu khi trương khải qua đời vương tử quân vì có chút chuyện trễ nãi mà không thể đến gặp bạn lần cuối đây chính là một tiếc nuối trong lòng hắn. Bây giờ nghe thấy bạn cũ vẫn trẻ khỏe mà không có việc gì, hắn thật sự cảm thấy rất mừng. Một lúc sau Vương Tử Quân cúp điện thoại, dù bạn ở bên kia cách xa hàng trăm km nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy giống như rất gần. "Bí thư Vương, chủ ái quân tôi xin cảm ơn cậu, nhưng tôi thấy tôi nên đi một chuyến." Chủ ái quân chợt ngây người, lời nói có vẻ mềm mại, sau đó lại có chút căm tức. Thấy vương tử quân gọi điện thoại xong thì hắn cảm thấy có lỗi, lên tiếng nói lời cảm kích từ tận đáy lòng. Chu ái quân thấy vương tử quân tuy có thể ra tay không ngại hiểm khích trước đó, nhưng đối phương còn trẻ, có lẽ cũng là có tâm nhưng vô lực, không thể nào giúp được mình. Đối phương chỉ hơn 20, dù có quen biết người công tác ở Đại học Giang Châu thì cũng chỉ là nhân viên bình thường, mà người thân của vị cục trưởng mạnh kia chính là một cán bộ phó phòng hậu cần của Đại học Giang Châu. Bây giờ anh chờ một chút thì có khác gì đâu không bằng nghe bạn của tôi nói rõ tình huống, sau đó chúng ta sẽ thương lượng đối sách. Vương tử quân nhìn thấy chu ái quân rất nóng vội, hắn khẽ an ủi. Ái quân, anh nên nghe bí thư vương, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đám người cửu gia thành thấy vương tử quân chủ động hỗ trợ chu ái quân, thế là ánh mắt nhìn về phía vương tử quân có thêm vài phần kính nể. Bí thư vương có khí độ như vậy thì sau này đi theo nhất định sẽ dựng nên một phen sự nghiệp, trong thể chế có một câu thật sự là chân lý với mọi người không sợ anh là loại người chó má gì chỉ sợ anh đứng sai hàng ngũ nếu mình có thể xem xét thời thế và đứng đúng chiến tuyến có lẽ là đặt đúng cửa sinh cựu gia thành đang thầm nghĩ như vậy điều này điều này chu ái quân nghe thấy vương tử quân và cựu gia thành khuyên bảo như vậy cũng có chút do dự tút 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 tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên vương tử quân tiếp điện thoại sau khi nói vài câu thì giao cho Chu Ái Quân. "Đội trưởng Chu, anh nghe máy đi." Chương 26: Ban ân kết bạn. Chu Ái Quân tiến lên nhấc điện thoại, vẻ mặt âm u lúc vừa rồi đã xuất hiện niềm vui khó có được, dù bên kia đã cúp máy nhưng âm thanh vẫn vang vọng bên tai hắn. "Anh, sao em không biết anh có quen với Bí thư Vương? Vương đại vĩ vừa rồi đã nhận sai, còn đảm bảo sau này sẽ không quấy rầy bạn gái của em nữa, trường cũng không tiếp tục truy cứu vụ này." âm thanh của đứa em trong điện thoại có vẻ kích động, có niềm vui sướng, càng nhiều là sùng bái người anh như chu ái quân. Nhiều năm qua đứa em luôn xem anh là thân cây đại thụ trong nhà, được anh che trở nên em trai rất vô tư, lúc này âm thanh thân thiết của em trai như ngọn gió thổi tan mây đen bao phủ trong lòng hắn, bây giờ đứa em mà hắn thường lấy làm kiêu ngạo vẫn tiếp tục có tương lai bừng sáng. Tất cả những thứ này đang rõ rành rành, là kết quả một cuộc điện thoại của Vương Tử Quân, Chu Ái Quân cũng không biết nên biểu đạt lòng cảm kích của mình với đối phương như thế nào cho phải. Vừa rồi Chu Ái Quân tuy mở miệng là muốn đến Trường Giang Châu, thế nhưng trong lòng không chút nắm chắc, hắn chẳng qua chỉ phát tiết vì không phục mà thôi. Trong huyện Hồng Bắc thì Chu Ái Quân hắn có thể là một vị đội trưởng cảnh sát hình sự phong vân một cõi, nhưng đến Giang Châu thì hắn há là gì? Trước mặt phó chủ tịch thành phố Giang Châu, hắn là cái thá gì? Chu Ái Quân nghĩ về tình huống vừa rồi mình mạo phạm Vương Tử Quân, trong lòng thật sự khó chịu. Hắn đưa mắt nhìn vương tử quân, lúc này ánh mắt nóng lên. Hắn lập tức đi đến bàn rượu, sắp ra bàn sáu ly, sau đó nói. Bí thư vương, đại ân không thể cảm tạ bằng lời, chuyện ngày hôm nay chú ái quân tôi xin ghi tạc trong lòng. Sáu ly rượu cũng không ít, chú ái quân nâng từng ly lên uống cạn. Khi Chu ái quân nâng ly thứ hai thì vương tử quân giữ lấy tay, gương mặt Chu ái quân có chút kích động, hắn run rẩy nói. Bí thư Vương, Chu Ái Quân tôi rõ ràng là không nhìn rõ ngài. Ái Quân, tôi uống trà, dùng trà thay rượu, chỉ cần có cảm tình thì uống gì cũng là rượu, nếu như anh tình nguyện làm bạn của tôi, cũng đừng lấy dạ dày ra phân cao thấp." Vương Tử Quân chân thành nâng một ly rượu lên nghiêm trang nói. Chu Ái Quân nhìn gương mặt trẻ tuổi và tràn đầy khí thế nghiêm nghị trước mắt, hắn chợt thấy gương mặt này rất thân thiết và hiền hòa, hắn đột nhiên cảm thấy lời nói của mình đã không còn quan trọng chủ yếu là vương tử quân chấp nhận một người bạn như mình, vậy là quá đủ. Bí thư vương, mời. Chu ái quân nói rồi nâng ly rượu lên khẽ cùng với vương tử quân, rượu nóng nhập vào cuống họng, cảm thấy nóng sốt, nước mắt lè nhòe. Vương tử quân tuy không nâng ly lên cao nhưng lúc cụng ly thì chu ái quân lại hạ thấp ly của mình xuống, đám người ngồi trên bàn sao không thấy rõ cho được. Đây là thái độ gì? Là hạ cấp mời rượu thượng cấp. Vừa rồi hai bên uống rượu, Chu Ái Quân luôn muốn sánh ngang với ly rượu của Vương Tử Quân, ý là địa vị ngang nhau. Bây giờ chỉ sau một cuộc điện thoại thì Chu Ái Quân đã biến đổi thành một nhân vật khác, thành hạ cấp. Bí thư Vương rõ ràng đã có biến hóa rất lớn, tuy chỉ là một ngày nhưng những biến đổi thật sự làm cho cửu gia thành phải cảm khái. Vừa rồi Chu Ái Quân uống một hơi sáu ly rượu, không phải là uống rượu cảm tạ, mà là uống rượu bồi tội. Vương Tử Quân lại không cho đối phương uống, lại chủ động uống hai ly, hành động này hạ bậc thang cho chu ái quân, đồng thời càng làm cho chu ái quân cảm thấy thua thiệt. Hai ly rượu vừa rồi có ý nghĩa rất cao xa, không có bất kỳ âm thanh nào vang lên nhưng lại đạt được hiệu quả cực tốt, cao, thật sự rất cao. Có thể thoải xử lý sự việc liên quan đến con của Phó Chủ tịch thành phố Giang Châu, như vậy bối cảnh của bí thư vương này là thế nào? Một cán bộ thanh niên vừa có tài, thủ đoạn và bối cảnh, như vậy tương lai sau này sẽ ra sao? Cửu gia thành nghĩ đến tình huống sau này có thể phát triển sau lưng bí thư vương mà cảm thấy may mắn, nhanh chóng dựa vào bí thư mới thật sự là phương án hữu hiệu nhất. Lúc này bầu không khí trên bàn tiệc bắt đầu trở nên nhiệt liệt, nhưng sau cây ếch chu ái quân buông ly thì chết sống không chịu ngồi xuống chiếc ghế chủ vị. Vương tử quân hiểu thái độ của đối phương, đám người cửu gia thành cũng không phải kẻ hồ đồ, cũng không mở miệng nói toạc ra. Bí thư vương, tôi mời anh một ly phó đồn trưởng đồn công an xã tây hà tử là ngô khải cũng nâng ly rượu đi đến trước mặt vương tử quân rồi dùng giọng cung kính nói sau khi uống liên tiếp vài ly thì vương tử quân cũng có chút cảm giác say có hơi lơ lửng tử lượng của hắn là như vậy không vì hắn trọng sinh mà tăng thêm phó đồn trưởng ngô tôi đã khá say vì tránh tình huống say rượu thất thố tôi thấy thế này nhé chúng ta lấy ly này làm hạn định tôi uống hết ly coi như qua uống rượu ở giang châu thật sự không phải bình thường ly lớn rượu cay, vương tử quân không muốn say trước mặt bao người, hắn còn muốn bảo trì trạng thái uy nghiêm của mình. Vương tử quân là một vị lãnh đạo đứng đầu xã, cần phải có uy, thứ này có tác dụng rất lớn về sau nào với Ngô Khải, trước lúc cho đối phương lợi ích, phải cho thấy quyền uy của mình cái đã. Nếu như là cửu gia thành thì Ngô Khải tất sẽ dây dưa một lúc, nhưng đối mặt với vương tử quân thì hắn cũng không dám tùy tiện mở lời, thế cho nên chỉ cười rồi khẽ tiếp nhận. Ngô Khải rất tốt, sau này nếu có rảnh thì đến chỗ tôi ngồi chơi. Vương tử quân nói, hắn vỗ vai ngô khải, sau đó lại quay sang cửu gia thành. Tổ chức có nguyên tắc dùng người, đã là nhân tài thì phải sử dụng đúng chỗ, nói trắng ra là đặt người lên đúng vị trí thích hợp. Gia thành, một đồng chí trẻ tuổi như tiểu ngô cũng nên gia tăng trọng trách. Vương tử quân tuy nói không lớn nhưng lại làm cho ngô khải nghe vào và cảm thấy máu huyết sôi trào, ở đồn công an xã thì hắn là người bị chèn ép, bây giờ bí thư nói như vậy giống như mở cho hắn một khe hở để gió mát hùa vào bàn tiệc với bầu không khí hòa hợp cũng kết thúc chu ái quân cũng uống đến mức chóng mặt mơ hồ cũng muốn chạy xe đưa vương tử quân về ủy ban xã vương tử quân cũng có hơi loạn choạng cơ thể liêu siêu rõ ràng cũng đã say nhưng trong lòng thầm bừng sáng chu ái quân kéo tay vương tử quân hắn vỗ ngực thật mạnh nói là bí thư vương có việc gì cứ phân phó nếu không sẽ là xem thường mình cuối cùng Ngô Khải chạy chiếc xe máy của Chu Ái Quân đưa Vương Tử Quân về phòng. Sau khi về phòng thì hắn cảm thấy toàn thân bùn rùn, khó thể giữ lâu hơn, thế là chạy đến nhà vệ sinh nôn mửa, ói đến mức da mật xanh mật vàng, sau đó lên giường nằm ngủ, cũng không biết gì nữa. chương 27, úp mặt nóng lên mông lạnh. Vương Tử Quân không biết lúc mình uống rượu ở thôn Hồng Lĩnh thì cũng có hai người đang uống rượu, hơn nữa trên bàn tiệc này lại lén lút nổi lên một âm mưu muốn đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Lại là một buổi sáng trong lành, bầu trời xanh thẳm, Vương Tử Quân nhìn ánh mặt trời ấm áp, một cảm giác thoải mái bùng ra khắp toàn thân. Khi hắn lạnh nhạt đi về phía phòng họp, đám người bốn phía nhanh chóng chào hỏi ồn ào như đối với Triệu Liên Sinh. "Bí thư Vương, anh xem, còn có gì căn dặn nữa không?" Triệu Liên Sinh sắp xếp xong công việc, hắn mở miệng hỏi Vương Tử Quân theo thường lệ. Có kinh nghiệm lần trước, lần này tất cả cán bộ công nhân viên đều ngồi ngay ngắn chờ Vương Tử Quân cho ra chỉ thị. Chủ tịch Triệu sắp xếp rất tốt, tôi hoàn toàn đồng ý. Mặt khác tôi có một vấn đề, tôi thấy lúc này đang là mùa nông nhàn, các đồng chí cần phải chú ý đến hướng đi tư tưởng của quần chúng, cần phòng ngừa chu đáo, để phòng rắc rối xuất hiện, triệt để loại trừ những nhân tốt bất ổn định, tránh phát sinh những sự kiện kêu oan vượt cấp. Các đồng chí, nếu không bỏ sức ra ở cơ sở, như vậy đất núi sẽ rung chuyển. Vương tử quân ngồi trên đài chủ tịch, giọng nói vẫn như bình thường, ánh mắt và biểu cảm vẫn như thường nhưng đám cán bộ ở bên dưới lại giống như nghe được tuyên ngôn. Dưới tình huống bí thư Vương dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống, không ai dám không nghe. Mục đích Vương tử quân nói ra những lời này chính là muốn xem đòn ra tay sắc bén của mình hôm qua có mang lại phản ứng gì. Dù người ngồi dưới đài tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng thầm bùng lên nhiều ý nghĩ. Bí thư vương hình như nói bóng gió muốn gõ đầu những cán bộ không an phận, làm người lãnh đạo cao nhất xã, bí thư muốn chứng minh ánh mắt sắc bén và quyền uy không thể xâm phạm của mình. Triệu liên sinh vẫn cười nhạt, nhưng người quen thì lại thấy chủ tịch triệu đang co rút ánh mắt lại, đang nhìn chầm chầm vào một người. Khi tiếng tan họp từ trong miệng vương tử quân truyền ra, các cán bộ xã Tây Hà Tử bắt đầu đi ra khỏi phòng, đến khi vương tử quân đi đến phòng làm việc của mình, hắn chợt phát hiện có một hình bóng quen thuộc đang chờ tên mập họ cao, chính là trạm trưởng trạm y tế xã Tây Hà Tử. Khoảnh khắc cao mập thấy vương tử quân thì cặp mắt híp chợt lóe lên những luồng sáng rực rỡ, hắn cười tùm tìm chạy đến trước mặt vương tử quân, sau đó khách khí nói. Chào bí thư vương, trạm trưởng cao, anh có việc gì sao? Vương tử quân có phản ứng rất lãnh đạm với người này, quyết định khai đao đối phương đầu tiên. Bí thư vương, tôi đến muốn báo cáo công tác của trạm y tế xã tên mập họ cao xoa xoa tay cung kính nói lúc này hắn đã cảm thấy rất hối hận tin tức hôm qua vương tử quân xử lý lý tam thái đã rơi vào trong tay hắn làm cho hắn cảm thấy rất sợ hãi không an tĩnh bí thư vương rõ ràng không phải loại người dễ dàng gì có lẽ bí thư không làm gì được chủ tịch triệu thế nhưng muốn xử lý một vị trạm trưởng trạm y tế như mình thì rõ ràng là quá dễ dàng cao mập cũng không phải kẻ hồ đồ hắn biết rất rõ bí thư đại nhân có mặt nhưng lần vẫn cố gắng thu tiền viện phí Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đứng ngồi không yên, rất hối hận. Hắn quyết định mình nên đến nhận tội chịu đòn, mong bí thư có thể mở một mặt lưới tha cho mình. Trạm y tế thuộc về phạm vi quyền hạn của chủ tịch Lưu, anh có chuyện gì cứ trực tiếp đi báo cáo với chủ tịch Lưu là được. Vương Tử Quân cũng không muốn nhìn tên trạm trưởng kia, hắn phất tay mất kiên nhẫn, muốn đối phương đi ra. Trạm trưởng cao thấy mình úp mặt nóng lên mông lạnh của bí thư Vương thế là tâm tình chợt níu chặt, giống như cảm thấy chiếc ghế của mình sắp đổi chủ. Khi tại vị sẽ là ông nội, khi mất chức thì không bằng cả cháu nội, không được, dù ngựa chết hay sống thì mình cũng không thể ném vị trí béo bở này cho kẻ khác. Vì thế Cao Mập cảm thấy sợ toát mồ hôi. Bí thư vương, tôi biết rõ anh bận rộn, anh ngày đi ngàn dặm cũng phải nghe tôi nói lời xin lỗi. Chuyện hôm qua là tôi mù mắt, bí thư vương, anh quân tử tha cho kẻ tiểu nhân như tôi, mong anh đừng chấp nhất loại người như tôi. Khi Cao Mập đang cầu tình thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tên Mập bây giờ dù không cam lòng cũng chỉ có thể nghẹn họng. Khi hắn thấy người vào là Chủ tịch Triệu thì rất xấu hổ, gương mặt như mặt lừa, tái xám, khó coi. "Chào Bí thư Vương, anh Cao cũng có mặt ở đây à?" Triệu Liên Sinh vào phòng làm việc của Vương Tử Quân với gương mặt đầy nụ cười, hắn khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó ngồi xuống ghế sa lông. Cao Mập báo cáo công tác với Bí thư Vương lại đụng mặt Chủ tịch Triệu. Thế là mất đi hơn phân nửa khi thế, lúc này hai vị lãnh đạo ở trong một phòng, mình thật sự là quá xui xẻo. Cao Mập cảm thấy mình giống như mắc nghẹn xương, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười khô cứng, hắn nói: "Chào chủ tịch Triệu, các anh cứ trò chuyện, tôi đi ra trước." "Anh Cao, tôi cũng đang có chuyện đi tìm anh, anh có mặt cũng vừa đúng lúc, tôi còn muốn anh giúp một việc." Triệu Liên Sinh nói và mỉm cười với Vương Tử Quân. "Bí thư Vương, tôi muốn xin nghỉ vài ngày." anh cao cũng biết cánh tay của tôi đau nhức không phải ngày một ngày hai khoảng thời gian này bệnh cũ tái phát rất đau hai ngày sau tôi muốn đến giang châu kiểm tra một chút vương tử quân vốn đang ngồi ở ghế trước bàn làm việc nhưng khi thấy triệu liên sinh đến thì cũng chuyển sang ngồi đối diện ở ghế salon dù triệu liên sinh là đối thủ của hắn nhưng hắn cũng không còn là cậu thanh niên nông nổi như năm xưa càng là kỳ phùng địch thủ thì càng nên ẩn giấu không lộ ra ít nhất cũng phải có biểu hiện cho triệu liên sinh tôn trọng còn sau này thế nào hắn cũng không phải con run trong bụng triệu liên sinh lúc này triệu liên sinh ra chiêu vương tử quân ung dung ngồi trước mặt triệu liên sinh hắn không biết đối phương có ý gì nhưng hắn thầm nghĩ có lẽ đối phương đã chịu hết nổi tay đau cũng không phải chuyện nhỏ anh triệu năng lực công tác mạnh mẽ là đủ nhưng sức khỏe mới là tất cả nếu vì làm việc quá độ mà mất đi sức khỏe thì sao bây giờ vì thế cần phải điều trị cho tốt xã Tây Hà Tử và bản thân tôi cũng không thể nào thiếu anh được. Vương Tử Quân dùng giọng quan tâm nói với Triệu Liên Sinh. Tìm gặp Vương Tử Quân để xin nghỉ chính là bước đầu tiên trong sách lược đối phó của Triệu Liên Sinh. Sau khi nghe thấy Vương Tử Quân nói hay như vậy thì hắn cảm thấy rất chán ghét. Tổ chức đặt trọng trách, tố chất sức khỏe của tôi là hãng nhất, chẳng lẽ muốn cầm cái này để chơi nhau. Hơn nữa cái gì là xã Tây Hà Tử và tôi không thể thiếu anh. Đúng là coi tôi là thuộc hạ sao nhưng triệu liên sinh tuy bực bội nhưng không có ý phát tác, vì người ta hơn cấp có thể đè chết người, ai bảo đối phương là bí thư. Cảm ơn bí thư quan tâm. Triệu liên sinh trầm ngâm một chút, sau đó vẫn nói ra lời cảm tạ trái với lương tâm. chương 28, đâm lao phải theo lao. Chủ tịch triệu, bệnh đau tay của anh lại tái phát sao? Trước đó anh Trương ở bệnh viện huyện không phải đã nói trị hết cho anh rồi sao? Bây giờ sao lại tái phát? anh Trương không chỉ rứt được à. Cao mập bị kẹt giữa bí thư và chủ tịch xã mà đầu óc choáng váng, lúc này nghe thấy Triệu Liên Sinh nói cánh tay lại đau, thế là vội vàng dùng giọng nịnh nọt hỏi. Cao mập nói như vậy thì vẻ mặt Triệu Liên Sinh càng khó coi, tên mập kia nói lời tâm bốc, nhưng rõ ràng vỗ mông ngựa dịch xuống đùi ngựa. Triệu Liên Sinh thầm mắng, tên mập này trước nay luôn có ánh mắt, bây giờ sao lại cứ chọc vào mình thế này vương tử quân nhìn tên mập nói lời nịnh nọt với triệu liên sinh mà càng cảm thấy đối phương xin nghỉ là có vấn đề tuy trong lòng đã đoán như vậy nhưng biểu hiện lại giả vờ như chưa từng phát giác ra anh triệu chữa bệnh là quan trọng anh cứ yên tâm đi chữa trị nhà của tôi ở thành phố giang châu cũng có người quen trong bệnh viện có vài người là chuyên gia giỏi tôi sẽ nói với bọn họ một tiếng anh trực tiếp đi tìm bọn họ là được vương tử quân nói tay định nhấc điện thoại lên gọi đi Triệu Liên Sinh vốn giả vờ bị bệnh, sao lại để cho Vương Tử Quân gọi bác sĩ cho mình? Thế nên hắn vội vàng nói với Vương Tử Quân: "Bí thư Vương, tôi có bệnh thì sẽ tự tìm bác sĩ, cũng không dám làm phiền anh." "Anh Triệu, anh là người công tác với năng lực rất mạnh, anh cũng đừng khách khí với tôi, tìm chuyên gia tốt thì sẽ an tâm hơn, biết đâu bác sĩ tôi quen thì anh cũng biết." Tên Mập cũng hồn nhiên không biết tình huống ảo diệu giữa hai vị lãnh đạo Lúc này hắn cảm thấy chuyện hai vị lãnh đạo không hợp nhau hình như chỉ là lời đồn thì phải, thế là vội vàng phụ họa. "Chủ tịch Triệu, tôi thấy anh cũng đừng nên chối từ, nhiều chuyên gia hội chuẩn sẽ tốt hơn." "Tốt cái đầu mày." Triệu Liên Sinh thật sự muốn đạp cho tên mập một cái, người này đúng là một con lợn, chút giác ngộ chính trị tối thiểu cũng không có. Hắn rơi vào tình huống bị động chỉ có thể nói lời cảm ơn Vương Tử Quân, giải thích là mình có hẹn với bác sĩ, nếu như là trước đó thì nhất định sẽ làm theo. Vậy thì được rồi, anh cứ yên tâm đi xem bệnh, có gì khó khăn cứ liên lạc với tôi." Vương Tử Quân dùng vẻ mặt đáng tiếc nói. "Bí thư Vương, lần này tôi đi kiểm tra có thể sẽ không về ngay được, tất cả mọi chuyện trong xã đều trông chờ vào anh, nhưng tôi tin Bí thư Vương sẽ làm tốt mọi chuyện." Triệu Liên Sinh nói, trong tay đã có tờ đơn xin nghỉ. "Nghe bác sĩ nói bệnh của tôi cần phải mất 2 tuần khám và điều trị, mong Bí thư phê chuẩn." Vương tử quân tiếp nhận đơn xin nghỉ của triệu liên sinh, thầm nghĩ người này quá mẫn cảm, khứ giác thật sự linh mẫn, vì muốn thi triển chiêu thức mà xin nghỉ những hai tuần. Xoẹt! Vương tử quân ký ba chữ tên mình lên tờ đơn. Triệu liên sinh xin nghỉ phải là chính hắn viết đơn, chữ của hắn rất đẹp, hắn tin tưởng vào câu nói trà trộn vào quan trường thì thứ nhất cần chữ đẹp, thứ hai cần tài tình, thứ ba cần tử lượng. Nói thật hắn bình thường cũng không ỷ vào nó để khoe khoang, nhưng thấy người ngoài khen không dứt miệng thì tất nhiên trong lòng cũng thoải mái. Vương tử quân ký ba chữ tên của mình lên giấy, ba chữ đó thật sự giống như vẻ mắt cho rồng, như mây bay nước chảy, cương nhu giao hòa, rồng bay phượng múa, búc lực cứng cáp, làm cho triệu liên sinh cũng thầm thán phục. Tất nhiên triệu liên sinh cũng chỉ thán phục chữ viết của vương tử quân mà thôi. Tiểu vương này viết chữ rất tốt, nhưng người này muốn công tác ở đây cũng là quá non, một đứa bé từ trường đại học đi ra cũng không phù hợp triệu liên sinh thầm nghĩ như vậy bước chân cũng đã dịch ra bên ngoài bí thư vương tôi đi đây tôi cần về nhà dọn dẹp một chút đến chiều tôi sẽ đi cao mập thấy triệu liên sinh cũng đi thì vội vàng cáo từ vương tử quân hắn bước theo sát triệu liên sinh chủ tịch triệu ngài chờ tôi một chút cánh tay của ngài sao lại tái phát như vậy triệu liên sinh chợt dừng bước sau đó chừng mắt nhìn cao mập cuối cùng mới đi về phía phòng làm việc của mình Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc mà đau khổ suy tư về những việc sẽ phát sinh ở xã Tây Hà Tử sau khi mình gặp chuyện không may. Chính hắn dù có tìm kiếm như thế nào cũng không thể nào cho ra điều gì khác, đều không có bất kỳ chuyện lớn gì phát sinh. Mà bây giờ sự việc sắp phát sinh biết đâu có liên quan đến chuyện cường thế chân áp đối thủ của mình. Vương Tử Quân lẳng lặng ngồi trước bàn làm việc, hắn suy tư rối loạn, đành phải dùng tay vỗ lên chán, vẻ mặt mới khá hơn. Cốc, 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 tiếng gõ cửa khẽ vang lên, chủ nhiệm văn phòng Vương Lục Thuận tiến vào. Bí thư Vương, Chủ tịch Triệu sẽ đi chữa bệnh, anh ấy nói tôi đến đưa lên phần danh sách các công tác đang triển khai mở rộng trong xã để anh xem qua. Vương Lục Thuận nói xong thì lấy ra một phần tài liệu đặt xuống trước mặt Vương Tử Quân. Trên giấy có hơn 10 hạng mục công tác, tất cả đều được ghi rất rõ ràng, Vương Tử Quân nhìn thái độ nghiêm trang chờ đợi của Vương Lục Thuận, trong lòng không khỏi xem trọng triệu liên sinh thêm vài phần. Đối phương khá cẩn thận, đối phương xin nghỉ, còn giao tất cả hạng mục công tác hiện tại cho Vương Tử Quân, nếu như trong lúc nghỉ việc khám bệnh mà có xảy ra nhiễu loạn, sợ rằng sẽ chẳng liên quan gì đến Triệu Liên Sinh. Vương Tử Quân thầm có ý nghĩ, hắn cẩn thận xem qua danh sách, sau đó nói với Vương Lục Thuật. "Chủ nhiệm Vương, chủ tịch Triệu thật sự là nhân tài khó kiếm được, không những có năng lực công tác rất mạnh, còn làm việc đến nơi đến chốn, bây giờ đau tay cũng không quên thúc đẩy xã Tây Hà Tử phát triển." Đúng là khó có được. Vương Lục Thuận là tâm phúc của Triệu Liên Sinh, tất nhiên hắn sẽ biết rõ Triệu Liên Sinh đi làm gì, sau khi hắn nghe xong lời cảm thán của Vương Tử Quân thì thiếu chút nữa đã cười thành tiếng. Thầm nghĩ, tiểu vương này dù thế nào cũng còn quá non, đấu với chủ tịch Triệu cũng không xứng tay. À, chủ tịch Triệu thường xuyên mang bệnh đi kiên trì công tác. Vương Lục Thuận thấy Vương Tử Quân tán dương Triệu Liên Sinh, cũng tranh thủ mở lời phụ họa chủ tịch triệu đã vì sự phát triển của xã tây hà tử mà quan tâm cố sức chịu nhiều mệt nhọc bây giờ phát bệnh thì đảng ủy chính quyền xã cũng không thể không coi trọng cần phải xem hạng mục chữa bệnh cho chủ tịch triệu là một nhiệm vụ chính trị quan trọng chủ nhiệm vương gần đây anh là người thận trọng tôi thấy anh nên vất vả một chuyến cùng đi với chủ tịch triệu đến giang châu vương tử quân nói lúc nói hai mắt nhìn chằm chằm vào vương lục thuận vương lục thuận nằm mơ cũng không ngờ triệu liên sinh vốn giả vờ xin nghỉ bệnh mà vương tử quân lại coi như là thật nghĩ đến nhiệm vụ mà triệu liên sinh giao cho mình hắn lên tiếng bí thư vương văn phòng rất bề bộn tôi thấy nên đổi lại là người khác thì hay hơn chủ nhiệm vương trước mắt chuyện trị bệnh cho chủ tịch triệu chính là đại sự của xã tây hà tử chúng ta tôi sở dĩ cho anh đi cũng là vì tín nhiệm anh hơn cả đây là công tác mà ủy ban xã giao cho anh có biết không vương tử quân căn bản không cho vương lục thuận dư âm quay đầu, hắn cải chiếc mũ trách nhiệm chính trị lên đầu đối phương. Vương lục thuận còn muốn nói gì đó nhưng há hốc mồm mà không nên lời, vương tử quân đã đưa chuyện trị bệnh của chủ tịch triệu lên một độ cao chính trị, hắn không ra tay nắm bắt thì còn chờ lúc nào. Vương tử quân nói lời quá hùng hồn, dù hắn không tình nguyện thì còn lời gì có thể phản bác được. Được rồi, anh đi đi, chủ nhiệm vương, đừng phụ lòng tín nhiệm của đảng ủy đối với anh. Vương Tử Quân mỉm cười vỗ vai Vương Lục Thuận, tỏ vẻ anh làm việc thì tôi an tâm. Vương Tử Quân chỉ cảm thấy trong lòng thật sự đầy bi ai, mà sự thật là như vậy, thế cho nên sắp xếp của hắn làm cho Vương Lục Thuận thật sự không kịp chuẩn bị. Thế là sau khi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng chạy đến nhà của Triệu Liên Sinh. Chương 29: Ngừng lại sẽ đứt gãy. Cậu nói là Vương Tử Quân chủ động sắp xếp cậu đi theo tôi chữa bệnh. Triệu Liên Sinh nhìn Vương Lục Thuận rồi trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Chủ tịch Triệu, hắn nói muốn coi chuyện khám chữa bệnh của anh là chuyện lớn hàng đầu của xã, sắp xếp tôi đi cùng chính là vì đảng ủy chính quyền tín nhiệm tôi, tôi thật sự không có cách nào chối từ. Vương Lục Thuận cười khổ một tiếng, hắn nói với Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh không nói một lời, hai ngón tay gõ lên bàn rất có tiết tấu, chỉ sau chốc lát lại nói. Vương tử quân này tuyệt đối không phải loại dễ chơi, thôi thôi, việc đã đến nước này thì cũng chỉ coi giả là thật, cậu nói một tiếng với nhà mình, coi như theo tôi ra ngoài đi du lịch. Vương Lục Thuận lại báo cáo sự việc, Triệu Liên Sinh dặn dò. Cậu cần mới Lý Nguyên Ý và anh địch trưởng ban giáo dục đến, để cho bọn họ tổ chức chuyện này cho tốt, ra tay phải ổn, chuẩn, hung ác, cần phải làm cho Vương Tử Quân trở tay không kịp, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào hồi sinh. Chủ tịch Triệu cứ yên tâm, tôi sẽ đi tìm Lý Nguyên Ý và anh địch, dù Vương Tử Quân có chút bản lĩnh cũng không thể nào có pháp thuật biến ra tiền, có phải không?" Vương Lục Thuận vừa nói vừa cười đắc ý. Sau khi Vương Lục Thuận bỏ đi thì trong nhà chỉ còn lại Triệu Liên Sinh và vợ, hắn thoải mái nằm xuống ghế, sau đó thì thào cảm thán. "Thật sự là làm người không thể nào nhìn vào vẻ bề ngoài, trước kia tôi xem thường cậu, nhưng cậu có thể chặt đứt một cánh tay của tôi mà không có chút biểu cảm nào, ngay cả Triệu Liên Sinh tôi cũng bội phục cậu." Nhưng nếu so với tôi thì cậu chỉ là một thằng nhãi con, thật sự chưa đủ kinh nghiệm đâu. Anh Triệu, đến giúp em cất những bộ quần áo này vào. Vợ lên tiếng cắt ngang khoảnh khắc yên tĩnh của Triệu Liên Sinh, hắn bóp nát đầu thuốc, sau đó đứng lên đi vào trong phòng. Trong nhà Triệu Liên Sinh, các ban ngành thành viên của ủy ban xã Tây Hà Tử được bí thư Vương Tử Quân dẫn dắt đến tiến chân chủ tịch Triệu đi lên thành phố Giang Châu khám chữa bệnh. Chủ tịch Triệu, anh đã vất vả nhiều năm vì Tây Hà Tử lúc này đi khám chữa bệnh nhất định phải phối hợp thật tốt với bác sĩ, tất cả mọi chuyện ở nhà đã có tôi lo. Vương tử quân bắt chặt tay triệu liên sinh, trong miệng nói lời ân cần. Bí thư vương, lúc này tình huống ở xã khá bề bột, lẽ ra tôi không nên xin nghỉ, nhưng cánh tay của tôi đúng là không ra gì, vào đúng thời điểm quan trọng lại phát sinh vấn đề. Triệu liên sinh nói với vẻ mặt hổ thẹn, giống như xin nghỉ vào thời điểm này là thật sự có lỗi với vương tử quân đám thành viên ban ngành của xã Tây Hà Tử nào có ai không phải là kẻ tai thính mắt tinh. Khi thấy hai người tranh đấu gay gắt, nghĩ một đằng nói khách sáo một nẻo thì thầm cười trộm, nhưng biểu hiện của ke nào cũng rất ngưng trọng, thỉnh thoảng mới gật đầu cười. Chủ tịch Triệu cũng không thể nói như vậy, công tác vĩnh viễn khó thể nào làm cho hết, nhưng sức khỏe của cơ thể chính là chuyện không thể chế nãi được. Vương Tử Quân nói, sau đó hắn quay sang nói với Vương Lục Thuận. Chủ nhiệm Vương, ủy ban xã giao chủ tịch triệu cho anh, có gì khó khăn cứ liên lạc với tôi, nên dùng tiền thì dùng tiền, nên gia tăng nhân lực thì thêm nhân lực. Vâng, Bí Thư Vương, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc chủ tịch triệu thật tốt. Vương Lục Thuận trả lời khá lớn, xem như lên tiếng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Phó Bí Thư Đảng ủy xã Trương Dân Cường, Bí Thư Ban Kiểm tra Kỷ luật Tả Vận Sương, Phó Chủ tịch xã Cửu Gia Thành, Lưu Căn Phúc, Ủy viên Tổ chức Lý Thu Na, Ủy viên Tuyên truyền Tề Á Bân, khi thấy bí thư và chủ tịch đã nói xong thì cũng tiến đến trước mặt Triệu Liên Sinh, cả đám căn dặn chủ tịch Triệu nên an tâm dưỡng bệnh, chúc hắn sớm ngày bình phục. Trong tiếng dặn dò của mọi người, Triệu Liên Sinh cùng vợ và Vương Lục Thuận leo lên xe jeep của xã Tây Hà Tử, chạy như bay về phía huyện thành. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe jeep chạy đi, hắn biết tất cả là âm mưu của Triệu Liên Sinh đều hướng về phía mình, nhưng âm mưu cũng có hai mặt, một là nguy hiểm và hai là kỳ ngộ. Chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ, mình xem như đứng vững gót chân ở xã Tây Hà Tử này. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe khuất bóng mà khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hắn nhìn thoáng qua đám thành viên ban ngành ở phía sau, lại thản nhiên nói. Chủ tịch Triệu nhất định sẽ tốt, chúng ta quay về thôi. Đã tiến người đi, bây giờ không có ai không nghe lời Vương Tử Quân, không có xe zip nin đoàn người phải đi bộ từ nhà Triệu Liên Sinh về ủy ban may mà khoảng cách cũng không quá xa chỉ sau chốc lát đã đi đến ủy ban xã bí thư vương bây giờ chủ tịch triệu đã đi khám bệnh có phải chúng ta nên họp điều chỉnh công tác không trương dân cường mỉm cười nhìn vương tử quân rồi trầm giọng nói trương dân cường mở miệng thì các thành viên khác đều nhìn sang vương tử quân đặc biệt là cừu gia thành trong mắt càng có thêm chút khác thường hắn là một vị phó chủ tịch xã có thâm niên lâu năm tất nhiên biết rõ những lời của trương dân cường là không ổn dưới điều kiện bình thường thì nếu không có lãnh đạo đứng đầu là bí thư mới cần điều chỉnh công tác, bây giờ Triệu Liên Sinh tuy đi khám bệnh nhưng Vương Tử Quân vẫn còn có mặt, nào cần điều chỉnh công tác. Loại chuyện này nếu làm không tốt, như vậy sẽ có ảnh hưởng đến uy tín của bí thư, có thể tạo ra đả kích lớn. Bí thư Vương tuy là người cơ trí có thừa nhưng dù sao kinh nghiệm sợ rằng sẽ là không đủ, nếu thật sự tổ chức họp mà không cho ra kết quả gì thì cũng không tốt. Cựu gia thành thầm lo lắng nhưng lại không thể nào mở miệng nhắc nhở không cần, về phía khối chính quyền sẽ do chủ tịch cứu tạm thời phụ trách, còn về văn phòng thì do đồng chí Chu Thường Hữu tạm thời chăm nom. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trương Dân Cường rồi dùng giọng khẳng định nói. Thái độ của Vương Tử Quân thật sự làm cho Trương Dân Cường và đám thành viên ban ngành phải ngây người, đặc biệt là những người như Lưu Căn Phúc muốn chuẩn bị xem Vương Tử Quân mất mặt, lúc này càng phải hít vào một hơi thật sâu, không ngờ Triệu Liên Sinh vừa đi thì Vương Tử Quân đã bá đạo như thế. Lưu Căn Phúc và Trương Dân Cường đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói: "Bí thư Vương, anh quyết định như vậy thì có vẻ gấp gáp, tôi thấy chúng ta nên mở hội nghị ban ngành thì hay hơn." "Các đồng chí, chúng ta đang công tác thì nên thực hành chế độ tập trung dân chủ, cũng không cần cứng nhắc, có vấn đề cứ bày ra để phân tích. Lúc này chủ tịch Triệu đi khám bệnh, chúng ta làm sao để mở hội nghị ban ngành? Dứt khoát quyết định như vậy." Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Lưu Căn Phúc ở phía sau, sau đó vung tay lên không thèm nể mặt đối phương lưu căn phúc đỏ mặt đây là lần thứ hai vương tử quân không thèm nể mặt hắn thế là hắn cảm thấy rất khó khăn chỉ có thể tiến lên chất vấn bí thư vương tôi muốn nói thế này anh quyết định cho chủ tịch cửu chủ trì công tác không phải quá qua loa rồi sao vương tử quân nhìn lưu căn phúc đã sớm nổi giận trong lòng thầm cười lạnh nói chủ tịch lưu khối chính quyền có anh và anh lưu là hai phó chủ tịch xã không phân nhiệm vụ chủ trì công tác cho phó chủ tịch Lưu, như vậy phải phân công tác cho anh sao?" Vương Tử Quân nói đã dồn Lưu Căn Phúc đến chân tường, Lưu Căn Phúc dù lỗ mãng cũng không thể tiếp tục nói mình muốn chủ trì công tác, nếu hắn nói như vậy thì thật sự sẽ làm chuyện cười cho cả xã Tây Hà Tử. "Đồng chí Lưu nhân phẩm rất tốt, nhưng có chút liều lĩnh lỗ mãng." Vương Tử Quân thấy Lưu Căn Phúc không nói lời nào thì gương mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười chương 30, chỉ cần tư tưởng không tục dốc thì khó khăn gì không vượt qua. Liều lĩnh, đánh giá như vậy rõ ràng là không xuôi tai, dù phía trước có thêm bốn chữ nhân phẩm khá tốt nhưng từ liều lĩnh kia rơi vào trong tai lãnh đạo sẽ biến thành thành kiến, ít nhất cũng cho rằng Lưu Căn Phúc không đủ trầm ổn, không chịu nổi trọng dụng. Tôi căn bản không thể so với chủ tịch cừu, nhưng Lưu Căn Phúc tôi không thể thì những người khác cũng không phải không có năng lực, ví dụ như bí thư trương. Lưu Căn Phúc thật sự không nuốt trôi cơn tức này, hắn dứt khoát đẩy Trương Dân Cường lên đầu sóng. Trương Dân Cường hít vào một hơi dài, thầm nghĩ Lưu Căn Phúc này thật sự là con mẹ nó làm hư việc hơn thành công, để danh như vậy cũng không hay ho gì với Trương Dân Cường. Nhưng việc đã đến nước này thì hắn đâm lao phải theo lao, không thể không ủng hộ Lưu Căn Phúc. Bí thư Vương, tôi cũng là một vị phó chủ tịch xã tiến lên phó bí thư, vì đại cục của xã Tây Hà Tử, không bằng cho tôi chủ trì vài ngày. Trương Dân Cường mở miệng thì ủy viên tuyên truyền là Tề Á Bân đi khá gần với Triệu Liên Sinh định mở miệng giúp đỡ, nếu hắn mở miệng thì chỉ sợ không thể không mở hội nghị, mà Vương Tử Quân thì cảm thấy mình căn bản chưa thể nắm giữ thế cục trong xã, thế nên không muốn mở hội nghị như vậy. Các vị đồng chí, chúng ta đều biết trong tiến trình cải cách chính trị của chúng ta luôn cường điệu sự nhất trí giữa quyền lực và trách nhiệm, cần phải thống nhất lẫn nhau. Nói đơn giản thì nhân dân giao phó cho anh chức vụ gì, anh cần phải gánh trách nhiệm tương ứng hôm nay bí thư trương chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm đó là thể hiện phương diện phân công không phân biệt đổi vị trí không mất quyền là tinh thần lấy đại cục làm trọng tôi là bí thư cũng cảm thấy cảm động cũng rất vui mừng trong ban ngành có một đồng chí như vậy còn có gì có thể làm khó chúng ta chỉ cần tư tưởng của mọi người không tụt dốc còn khó khăn gì không vượt qua vương tử quân nói bằng giọng điệu sôi sục điều này không khỏi làm cho trương dân cường và lưu căn phúc cảm thấy huyết mạch căng phồng đầy hăng hái. Nhưng Vương Tử Quân chợt xoay chuyển lời nói, "Hôm nay từ trên xuống dưới đều cường điệu đảng ủy và chính quyền nên tách ra, tôi còn suy xét đảng ủy chúng ta cũng đừng nên quá can thiệp vào khối chính quyền." Vương Tử Quân nói xong với vẻ mặt ngưng trọng, sau đó hắn tiến lên bắt tay Trương Dân Cường, sau đó lại vỗ vỗ vai, tỏ ra có vẻ cảm động. Trương Dân Cường khá xấu hổ, hắn há hốc mồm nhưng không có gì để nói lúc này hắn muốn nói tách biệt giữa đảng ủy và chính quyền chỉ là một đề pháp, chỉ là nói cho hay, nhưng hắn khó thể nào mở miệng được. Chủ tịch Cừu, hai tuần tới anh nên quan tâm nhiều hơn đến công tác của khối chính quyền, có gì khó khăn cứ kịp thời liên hệ và thương lượng với Chủ tịch Lưu, đủ nhân tâm thì có thể rời cả Thái Sơn. Vương Tử Quân nói rồi đi đến trước mặt Cừu Gia Thành. Cừu Gia Thành lúc này cảm thấy Vương Tử Quân mười phần thư sinh lại trở nên đẹp đẽ lạ thường. Lúc này trên gương mặt Bí thư Vương có mang theo chút ôn hòa và đáng tin, trong nghiêm túc có tùy ý, bộ dạng nắm quyền trong tay, chúa tể thiên hạ. Những năm qua Cửu Gia Thành chìm nổi quan trường, lòng người ấm lạnh, thời tiết biến đổi, lòng người đổi thay, khoảnh khắc này tất cả bùng lên trong lòng làm hắn không nhịn được cảm thấy có chút bất an, hưng phấn, càng thêm bội phục vì những lời nói phân công nhiệm vụ của Vương Tử Quân. Cửu Gia Thành lập tức tỏ thái độ, mong Bí thư Vương yên tâm cựu gia thành tôi sẽ nhất định không phụ phó thác của đảng ủy chính quyền, đảm bảo sẽ chủ trì công tác thật tốt để chủ tịch triệu an tâm chữa bệnh. Khi thấy cửu gia thành nói còn kéo cả triệu liên sinh vào, trương dân cường có chút giở khóc giở cười. Khoảnh khắc này hắn cảm thấy triệu liên sinh dùng chiêu chữa bệnh có vẻ rất hay, chỉ mong sao kế hoạch có thể thực hiện được, nếu không thì xã Tây Hà Tử là thiên hạ của ai cũng rất khó nói. Khi không còn việc việc gì khác thì các thành viên ban ngành đều tự về phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân quay về phòng, sau đó Chu Thường Hữu đi đến. Đi vào cửa thì Chu Thường Hữu đầu tiên xem xét phích nước nóng của Vương Tử Quân có đầy không, sau đó cung kính đưa đến một ly nước trà. Vương Tử Quân cũng không cản những hành vi của Chu Thường Hữu, hắn châm một điếu thuốc, khẽ dựa lên ghế sa lông, nheo mắt. Những sự việc đã xảy ra kiếp trước thật sự làm cho hắn trở nên chín chắn hơn, trầm ổn và chu toàn hơn. Người sống trên đời có những chuyện tuyệt đối không thể nào nói lý lẽ được khi anh đang cao cao tại thượng thì đối đãi với cấp dưới cũng không nên quá cứng ví dụ như những trò bưng trà rót nước anh cũng không cần vung tay nên học tính ỉ lại cho cấp dưới đi làm nếu chuyện bé xé ra to thì không những phát sinh tình huống phản cảm ngược lại còn làm cho cấp dưới chán nản vì bọn họ muốn có cơ hội thân cận với lãnh đạo anh chỉ cần cho bọn họ cảm giác tín nhiệm cho bọn họ làm vài việc vặt là được vương tử quân cũng xem như đề bạt chu thường hiếu đối phương lấy lòng như lúc này là một cách bày tỏ thái độ, trong lòng đối phương đang rất cảm kích. Nếu như hắn vung tay cản lại, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương ăn ngủ không yên, tuy lời cảm kích không nói ra nhưng những hành động lại biểu hiện rất rõ. Đợi khi Chu Thường Hiếu đặt ly nước lên bàn công tác của mình, Vương Tử Quân lúc này mới khẽ vung tay lên rồi dùng giọng thấm thiên nói. Thường Hiếu, anh bây giờ chủ trì công tác của văn phòng, anh cần mau chóng tiến vào trong công tác. Chu Thường Hiếu đã bao lần phỏng đoán, bây giờ nghe được lời phân phó của bí thư thì thật sự cảm thấy nóng lòng, giống như một làn gió ấm thổi qua tai, gương mặt chợt bùng lên ánh hồng rạng rỡ. Hắn đi đến chiếc ghế gần bên vương tử quân ngồi xuống, hai mắt cung kính, rõ ràng muốn tuân theo dạy bảo. Vương tử quân móc một điếu thuốc ném cho Chu Thường Hiếu, lúc này Chu Thường Hữu nhận thuốc cũng không châm lửa ngay, hắn lại dùng bật lửa châm thuốc cho vương tử quân. Thường Hữu anh đã công tác ở văn phòng được bao năm rồi? Vương Tử Quân hút vào một hơi thuốc, sau đó thở ra một vòng khói, bắt đầu hỏi thăm Chu Thường Hữu. Đã được 13 năm, bí thư Vương, kể từ thập niên 80. Chu Thường Hữu nói, 13 năm mà chưa thể tiến lên, hơn nữa Chu Thường Hữu cũng không phải người có ước nguyện tầm thường, thế cho nên Vương Tử Quân vừa nói chuyện vừa nhìn rõ phương hướng của Chu Thường Hữu. Đời người nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, quan trọng là bước đi thế nào để một thuận trăm lợi. Trái lại nếu một bước làm trễ nãi, như vậy sẽ xem như phí thời gian, rời người có được mấy cái ba năm. Thường Hiếu, nhân sinh cũng không dễ dàng gì. Những lời của Vương Tử Quân giống như thanh kiêm sắc đâm vào trong lòng Chu Thường Hiếu, làm hắn không còn chỗ nào lẩn trốn. Lời nói của Bí Thư làm hắn sững sờ, trong lòng thầm nóng lên, giống như có một luồng sáng chiếu qua lòng, mở ra một thế giới xưa nay bị che kín, có một thứ gì đó ấm áp bùng lên trong lòng hắn vị bí thư vương ẩn giấu sâu sắc này chính là cây đại thụ mà Chu Thường Hữu cần phải dựa vào, nghĩ lại thì thấy hôm qua bí thư có nói mình là đồng chí tốt, nên gia tăng trọng trách, hôm nay hắn đã được chủ trì công tác của văn phòng ủy ban, rõ ràng là nói là làm, tác phong như sấm sét. Như vậy chẳng phải bí thư đã có tính toán, đã nắm chắc rồi sao? Chủ nhiệm Lục Thuận đã công tác được bao năm rồi? Vương Tử Quân khẽ gạt tàn rồi hỏi. Chủ nhiệm Vương đã công tác được 8 năm, muộn hơn tôi 5 năm, Chu thường hữu trầm ngâm một chút rồi dùng giọng chi tiết đáp: "À, công tác văn phòng thật sự không giống với những công tác khác, cần phải làm tốt công tác thượng truyền hạ đạt, còn phải có trách nhiệm với việc vận chuyển và phối hợp giữa các cơ quan trong ủy ban, là một đơn vị bộ mặt, tố chất thế nào sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cả đơn vị. Tôi tin thông qua những năm anh công tác rèn luyện và những mối quan hệ sẵn có, anh đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, lúc này tôi giao văn phòng ủy ban cho anh cũng an tâm." "Xin bí thư cứ yên tâm." tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ phục vụ vì đảng chu thường hữu giống như thấy được ánh sao trong đêm tối hắn vừa vui mừng vừa cảm thấy chua sót và sảng khoái thế cho nên nói lời cảm tạ à anh là đồng chí tốt chỉ là tài hoa bị mai một nhưng không sao chỉ cần anh có cơ hội tôi tin anh sẽ tỏa sáng vương tử quân nói rồi nâng ly trà lên anh nói tôi nghe một chút vì sao xã tây hà tử không có biên chế thư ký đảng ủy Bốn chữ thư ký đảng ủy làm cho trái tim của Chu Thường Hữu đập rộn lên, những năm nay hắn công tác ở văn phòng nhưng không phải là thư ký đảng ủy, thế cho nên cũng không phải cấp phó khoa. Nhớ năm xưa vì chức vụ thư ký đảng ủy mà Chu Thường Hữu và Vương Lục Thuận đã phân tranh cao thấp rất mạnh mẽ, kết quả là kẻ tám lạng người nửa cân, không có bất kỳ kết quả gì. Sau này bí thư bị điều đi, Vương Lục Thuận được đề bạt làm chủ nhiệm văn phòng, Chu Thường Hữu thì càng biết mình không được gì. Bây giờ Vương Tử Quân nhắc lại chuyện cũ, trái tim của Chu Thường Hữu như được thiêu đốt, muốn sôi trào lên. Bí thư Vương nói vậy là sao? Chẳng lẽ bí thư muốn giúp đỡ mình làm thư ký đảng ủy? Điều này còn chưa thể xác định. Chu Thường Hữu nói, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Vương Tử Quân. Con người đôi khi là như vậy, nếu có dục vọng, dù chỉ thấy một miếng mồi cũng sẽ thấy ánh sáng hy vọng, sau đó vì mục tiêu này mà phấn đấu. Chu Thường Hữu nếu đã có mục tiêu, tất nhiên sẽ dùng toàn lực tiến lên. À, chưa thể xác định là tốt. Thường Hữu, anh dù sao cũng là cán bộ lão thành của xã, bây giờ tôi cho anh một nhiệm vụ, chú ý các hành vi tư tưởng của các đồng chí bên dưới, nếu có gì phải báo cáo ngay cho tôi, cũng dễ dàng cho tôi làm ra quyết sách. Chu Thường Hữu nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì dục vọng ẩn giấu nhiều năm qua chợt sụp đổ. Chương 31, bão tố sắp xảy ra. Đối với đám cán bộ công nhân viên chức xã Tây Hà Tử, những ngày nay chuyện bọn họ bàn luận nhiều nhất chính là Chủ tịch Triệu Liên sinh đi khám chữa bệnh, người chủ trì công tác của khối chính quyền cũng không còn là trương dân cường giống như năm xưa mà biến thành cửu gia thành. Dù sắp xếp như vậy thật sự vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng không ai dám chậm trễ với cửu gia thành. Nhưng nguyên nhân của kết quả phân công như vậy thì ai cũng mở miệng cho rằng mình nói đúng, mọi người bàn tán xôn xao, chẳng qua chỉ có một phiên bản giống nhau. Đó chính là cuối cùng ai cũng nói vì bí thư Vương vung tay giải quyết dứt khoát nên mọi việc được định đoạt. Những ngày Triệu Liên Sinh xin nghỉ thì đám cán bộ thôn xóm giống như rất linh mẫn, bọn họ tỏ ra rất tôn kính Vương Tử Quân, đám người phụ trách tuyến dưới cũng bắt đầu thường hay ra vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, trong đó kẻ chạy đến nhiều nhất chính là Trạm trưởng trạm y tế, là Cao Mập. Hai ngày qua ủy ban xã rất trật tự, tất cả công tác đều tốt đẹp, dù Chu Thường Hữu muốn biểu hiện trước mặt Vương Tử Quân nhưng hắn dù xem xét kỹ lưỡng thế nào cũng không phát hiện ra chút động tĩnh gì khác biệt. Càng như vậy thì vương tử quân càng không dám khinh thường, hắn thấy bầu không khí yên tĩnh này quá kỳ dị, giống như báo hiệu rông bão sắp bùng lên. Bố, con muốn ăn nho. Đứa bé dùng ánh mắt ngập ngừng nhìn bố, nhìn gương mặt vàng vọt nhỏ nhắn của con gái, thầy giáo triệu tân phổ của trường trung học trong xã Tây Hà Tử cảm thấy chua sót, nước mắt sắp rơi xuống, con bé nhà mình thật sự là thiếu chất dinh dưỡng khi con gái được sinh ra thì vợ cũng vì đẻ khó mà chết, đã có lúc Triệu Tân Phổ cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé của con mình quá mạnh mẽ, mạnh đến mức phải lấy cả tính mạng của vợ mình để đánh đổi. Lúc bắt đầu thì hắn cũng mơ hồ có chút bài xích với con gái, nhưng sau đó hắn nhanh chóng không còn như vậy. Những năm tháng khổ sở đã làm cho đứa con gái yêu quý của Triệu Tân Phổ ngày càng gầy yếu, đến lúc này đi đường còn lắc lư như lá vàng, cũng giống như một thân cây non nớt sắp mất đi gốc dễ vậy. Đã từng có một lần Triệu Tân Phổ dạy thêm cho học sinh, vì không có người trông nên hắn đưa con đến nói đứng đó chơi. Con gái của hắn cũng giống như những học sinh cấp 2 khác, nó ngồi yên nơi đó không động đậy, khát nước thì lấy bình nước luôn mang theo bên người để uống, đói bụng cũng sẽ uống nước, đến khi bố nó dạy thêm xong thì con bé đang ngủ vùi bên bờ tường. Con bé ngoan đến mức làm cho Triệu Tân Phổ cảm thấy đau lòng, con bé lặng lẽ phát triển trong cuộc sống thanh đạm, ngày từng ngày lớn lên. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút áy náy, chỉ có thể thương yêu con gái nhiều hơn. Đã 6 tháng chưa phát lương, Triệu Tân Phổ đã phải nhịn ăn nhịn mặc, thậm chí con gái thích ăn nho cũng không dám mua. Triệu Tân Phổ nhìn ánh mắt chăm chăm của con gái vào chùm nho, ánh mắt rất thèm thuồng, điều này làm cho ánh mắt của hắn có hơi ướt ướt. Hắn ôm lấy con gái, khẽ dỗ dành. "Tiểu Vũ ngoan, hôm nay chúng ta không ăn, đợi ngày mai phát tiền lương, bố sẽ mua cho con một đống lớn." để cho con gái của bố ăn no một bữa. Ba ba sẽ mua một đống lớn sao? Không cần, tiểu vũ không cần, chỉ cần một chùm nhỏ là được rồi. Tiểu vũ lúc đầu còn tỏ ra vui mừng, nhưng sau đó nó nhanh chóng lắc đầu nói. Không muốn tốn tiền lãng phí sao? Không có gì đâu, lúc bố nhận lương thì sẽ thành tiểu phú ông, chờ đó, bố không gạt con đâu, ai gạt người sẽ là đứa ngốc. Triệu Tân Phổ nghiêm trang nói với con gái. Ôi, ngày mai có thể ăn nho, ba ba, ngoắt tay cái nào, không được đổi lời đấy nhé. Tiểu vũ giống như lây nhiễm tâm tình vui sướng của bố, nó cũng có chút hưng phấn, thế là nghịch ngợm ngoắt ngón út với bố, lúc này mới đi vào cổng trường. Khi đưa con vào trường, mãi đến lúc không còn thấy hình bóng gầy yếu kia thì triệu tân phổ mới bỏ đi. Ngày mai sẽ phát lương, dù khất nợ 6 tháng, bây giờ chỉ phát lương 3 tháng nhưng cũng đủ giải quyết nhiều chuyện, hắn cảm thấy rất mỹ mãn hưng phấn, thậm chí còn có chút kích động. Triệu Tân Phổ đi vào trong trường, hắn đi đến phòng làm việc của mình, bên trong rất đơn sơ, vài chiếc bàn cùng kê vào một chỗ, ngoài vài dụng cụ dạy học thì chỉ có một chồng vở bài tập. Triệu Tân Phổ đi vào văn phòng và cảm thấy có gì đó không đúng, những đồng sự lúc này vốn phải ngồi đây chấm bài, bây giờ trong phòng lại không có người nào. Mọi người đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ đi tìm kế toán Tôn, chẳng lẽ phát lương trước thời hạn? Triệu Tân Phổ kích động mà cũng không nghĩ nhiều, hắn đi về phía phòng tài vụ. Trước cửa đã đầy ắp người, còn chưa đi đến gần đã nghe có người dùng giọng nóng như lửa đốt để hỏi thăm. Kế toán Tôn, cô nói thật sao? Đúng vậy, ban tài chính của xã đưa ra thông báo, trước mắt tài chính căng thẳng, tiền lương của chúng ta có lẽ phải giữ lại một thời gian. Kế toán Tôn càng nói càng nhỏ, nhưng âm thanh vẫn như một cây gậy đập vào đầu Triệu Tân Phổ. Tài chính căng thẳng, trước mắt không lương, tạm hoãn lại. Đây chính là những lý do mà đám thầy cô giáo vốn không khá giả gì đã nghe mà đầu mọc kén. Triệu Tân phổ nghĩ đến những lời hứa hẹn với con gái, trong lòng càng căm tức, hắn cảm thấy khó thở, lại căm tức, thế là hỏi. Kế toán tôn, tin tức của cô có xác thực không? Cũng đừng đùa như vậy, đừng nói là không có, chúng tôi cũng không còn gì ăn, nửa năm không phát lương, chúng tôi là người không nhiễm khói lửa nhân gian sao? Thầy Triệu, không phải tôi đã nói sớm cho mọi người sao? lúc này xã không có tiền, anh nói xem, tôi bây giờ biết làm gì hơn. Vì những chuyện liên quan đến báo cáo thu chi mà trước kia kế toán tôn không có quan hệ hòa hợp với Triệu Tân Phổ, hôm nay thái độ lại khá khách khí. Nhưng Triệu Tân Phổ căn bản không có tâm tư để ý đến thái độ của kế toán tôn, hắn thất vọng và dùng giọng không cam lòng hỏi. Không phát được 3 tháng lương, chẳng lẽ một tháng cũng không có? Một câu hỏi này của Triệu Tân Phổ thật sự đã mang theo tất cả phẫn nộ và lo lắng. Đúng, ba tháng không phát thì phát một tháng cũng được, đã bao lâu rồi chưa phát lương cho chúng tôi. Muốn làm gì đây? Chúng ta vất vả hơn nửa năm nhưng không lấy được đồng lương về nuôi gia đình, thậm chí Tết Trung Thu cũng không tiền, rõ ràng là bắt ngựa chạy nhưng không cho ngựa ăn cỏ, là chuyện gì đây? Những âm thanh nghị luận vang lên đủ cả thượng vàng hạ cám, người người cùng đặt câu hỏi. Triệu tân phổ không nói lời nào, gương mặt giống như ngàn năm chưa thấy mặt trời, có màu nâu nhạt, cặp mắt không còn ánh sáng, chút hy vọng vừa bùng lên đã tan tành. các thầy cô, tôi nói thật, các anh chị cũng đừng làm khó tôi, tôi cũng không gánh được việc này. chỉ là tôi muốn nhắc nhở, tôi nghe nói phải đến tết mới phát lương. lời nói đến tết mới phát lương của kế toán tôn thật sự như xét giữa trời quang, trong đám người vang lên những âm thanh nghị luận nhỏ ầm ầm, tảng đá trong lòng mọi người đã rơi xuống vỡ thành từng khối nhỏ, sau đó tất cả dồn lại một chỗ, sinh ra áp lực càng lớn. Tôi cũng thấy lạ, nếu không có tiền thì cơ quan xã sao vẫn phát lương đúng hạn. Cái gì là tài chính căng thẳng, tôi thấy tất cả chỉ là chuyện khôi hài. Một âm thanh thẳng thắn vang lên từ trong đám người, câu nói phẫn hận này giống như một que diêm đốt bùng lên ngọn lửa trong lòng mọi người. Đúng là quá kém, cũng là lấy lương từ ban tài chính, dựa vào cái gì để đám giáo viên chúng tôi khổ sở cả ngày không nhận được lương. Còn đám công bộc của dân ngày ngày đi xe, giữa chưa ăn ngon, Tôi ăn nhậu phủ phê, đến tháng lại có lương. Tôi thấy rõ ràng là đám khốn kiếp không chịu phát lương. Bây giờ tôi mượn tiền từ anh trai, cũng có thể chống đỡ đến Tết không chết đói. Đủ mọi âm thanh vang lên, một giáo viên thể dục chụp lấy vai kế toán Tôn nói. Kế toán Tôn, tôi cũng không quan tâm, hôm nay anh phải phát lương, tôi cần lương để lấy vợ. Triệu Liệt, anh có giết tôi cũng không có tiền, hơn nữa tiền này cũng không phải tôi phát, là cán bộ xã phát xuống. Nếu có bản lĩnh thì đến ủy ban mà nói, đừng nói với tôi." Kế toán Tôn đẩy tay Triệu Liệt ra rồi la lớn. Nhưng âm thanh ồn ào lắng xuống, nhưng tất cả chỉ là tạm thời, Triệu Tân Phổ đứng giữa đám người cảm thấy trong lòng bốc hỏa, tất cả đang thiêu đốt trong bụng, cổ họng nóng rát, miệng khô nứt. Ủy ban xã có thể phát lương cho cán bộ, như vậy dựa vào điều gì mà mình cả nửa năm không có xu nào? Đúng, phải tìm bọn họ, tìm bọn họ nói rõ ràng. Tất cả các thầy cô giáo chúng ta đi tìm bọn họ nói lý lẽ, nếu hôm nay không nói cho rõ thì chúng ta lên huyện náo loạn. Không biết là ai dẫn đầu hô lên như vậy, đám người phẫn nộ lại nổi điên lên. chương 32 kêu oan Trong tiếng la hết ẩm ý, cả trăm giáo viên của xã bắt đầu xuất phát, tất cả đều phóng về phía ủy ban xã với bộ dạng tràn đầy căm phẫn. Hai người kế toán tôn và triệt liệt vừa rồi mới hung hăng giật dây đám giáo viên, bây giờ cũng cùng đội ngũ chạy ra ngoài cổng trường, sau đó lén chạy về phía một ngôi nhà gần đó. Tổ trưởng địch, trưởng ban ý, mọi việc đã làm thỏa đáng. Kế toán tôn đi vào trong phòng, cầm lấy một ly nước uống, bỏng đến mức liên tục khoát tay, liên tục kêu la. Lý Nguyên Ý tùy tiện ngồi trước mặt tổ trưởng tổ giáo dục địch vạn thần, hắn cười hì hì nói. Làm tốt lắm, anh địch, binh tướng hừng hực, thủ hạ của anh quả nhiên đông đúc, đợi đến khi triệu đại ca quay lại, tôi sẽ nói rõ chi tiết chuyện này với anh ấy. Địch Vạn Thần năm nay hơn 40 tuổi, tuy người không cao nhưng lại đầy thịt thừa, sau khi nghe câu nói khích lệ của Lý Nguyên Ý thì ngồi thẳng người trên ghế salon, sau đó vung bàn tay mập mạp vuốt mái tóc, lại phụ họa. "Ôi, dù sao thì anh cũng đi theo Triệu Đại Ca kiếm ăn, quán lớn thì việc vặt cũng nhiều, còn tôi thì thật sự không chịu nổi. Sau này tôi còn cần phải dựa vào anh nói tốt vài câu, có thêm chút kinh phí văn phòng, nếu không thì anh địch này cũng chết đói." "Không có vấn đề." Anh địch cứ yên tâm, đợi đến khi Triệu Đại Ca đi về, tôi sẽ nói không thể bỏ qua công lao của anh, hễ là những việc có lợi cho anh thì tôi sẽ tranh thủ giúp, đúng rồi, còn chuyện ở trường tiểu học sắp xếp xong chưa? Chỉ dựa vào đám giáo viên của trường trung học thì có hơi ít, vẫn chưa là gì cả, không đạt được quy mô hiệu ứng. Lý Nguyên Ý coi như vỗ ngực đảm bảo, sau đó lại nhắc đến chuyện kích động đám giáo viên tiểu học. Anh dịch của cậu đã ra tay, cậu còn chưa yên tâm sao? Theo tôi phỏng đoán thì bây giờ các giáo viên tiểu học của 15 điểm trong xã cũng đang trên đường đến, đến khi các giáo viên của trường trung học cơ sơ đến ủy ban xã, có lẽ bọn họ sẽ đến đúng lúc tụ họp. Lý Nguyên Ý gõ ngón tay xuống bàn rất có tiết tấu, hắn nở nụ cười đắc ý. Khi hi, anh địch, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, hai ngày qua bí thư đang khá nhàn rỗi, có tài mà không có chỗ thi triển, chúng ta xem như nghĩ cho lãnh đạo, coi như trăm phương ngàn kế tạo điều kiện cho lãnh đạo kiến tạo chiến tích. Trời rất xanh, có nhiều mây trắng bay, coi như là một ngày thu đẹp nắng, Y Phong chạy xe đạp khẽ hát một bài chạy đi làm, quần jean bó sát lấy hạ thân thanh xuân, toàn thân bùng ra sức sống bừng bừng, cơ thể nhìn có vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Khi vào sân trường thì những âm thanh EA đọc sách vang lên, Y Phong hít vào một hơi thật sâu, nàng thích hoàn cảnh như vậy, trong lòng thầm cảm thán, làm con nít cũng thật vui vẻ. Cô Triệu, mọi người đang làm gì vậy? Y Phong nhìn đám người đang đứng túm tụm trong văn phòng mà dùng giọng kỳ quái hỏi. Cô Triệu đã hơn 40 tuổi, cơ thể có hơi mập, là một giáo viên có năng lực nghiệp vụ hạng nhất ở điểm trường tiểu học thôn Hồng Lĩnh, rất có uy vọng. Sau khi nghe thấy Y Phong hỏi, nàng nghiêng đầu lại nói: "Tiểu Y, em còn chưa biết sao? Vừa mới nhận được thông báo của tổ giáo dục xã, lần này nếu không chờ đến Tết thì đừng hòng nhận được lương." "Cái gì? Không phát lương?" Y Phong nghe những lời này mà lắp bắp kinh hãi, dù nàng đang vào độ tuổi thanh niên sung sức, bình thường có cha mẹ tiếp tế, nhưng tin tức này vẫn làm cho nàng mất hứng. Vài ngày trước không phải nói đến Trung Thu là phát lương sao? Thế nào lại đổi ý rồi? Y Phong còn chưa nói hết câu thì một giọng nói quái dị vang lên. Còn chuyện gì nữa? Hừ, tiền lương phát cho chúng ta giống như đã bị đám cán bộ xã bỏ túi hết rồi vậy. Chúng ta ở đây khổ sở dạy dỗ con em, đến lúc phát lương thì lãnh đạo chỉ cần mở miệng nói một câu, như vậy sẽ không có xu nào, coi như vất vả uổng công, còn có muốn chúng ta sống nữa không? Người lên tiếng cào nhau không phải là ai khác, chính là phó hiệu trưởng Thái Đông Quân của trường tiểu học thôn Hồng Lĩnh. Thái Đông Quân là người của thôn Hồng Lĩnh, bình thường dạy học cũng không chú tâm, lại thường hay lui tới với các lãnh đạo trong tổ giáo dục xã, có hơn phân nửa tâm tư đều dùng để vuốt mông ngựa. Trong hệ thống giáo dục của xã Tây Hà Tử, những trò hắn bày ra có thể nói là kinh điển. Nghe nói thầy Thái đi dạy học thường nói câu lời ít ý nhiều, thích khái quát, một tiết của học sinh tiểu học chỉ có 45 phút, hắn chỉ nói ba câu, câu đầu tiên là mở vở ra xem, chỉ một câu đã mất hơn 10 phút, câu thứ hai là tự đọc, mất hơn 10 phút, câu thứ ba là tự ghi chép, mất 25 phút, sau đó tiếng trống tan tiết vang lên. Dù lười nhác và làm nhiều trò nhưng thành tích dạy học của thầy Thái luôn rất cao đó là những học sinh được học hắn đi thi đều có điểm số rất cao đừng nghĩ rằng thầy thái dạy học không tích cực nhưng hắn lại giỏi nịnh bợ lãnh đạo thu thả tự nhiên khiến cho lãnh đạo từ trên xuống dưới cảm thấy rất thoải mái lúc nào có chuyện cũng gọi hắn chạy đến thời gian dài các giáo viên khác thấy hắn thì đề phòng như kẻ cướp không đám nói ra một câu bực tức không ngờ vào đúng lúc này thái đông quân lại giống như mặt trời bừng lên lớn tiếng chỉ trích hiệu trưởng lý đã nửa năm rồi không phát lương nếu không phát thì Trung Thu cũng không có xu nào, trực tiếp đi xin cơm cho rồi. Một giáo viên nói về phía vị hiệu trưởng đang trao mày ngồi trước bàn làm việc. Hiệu trưởng Lý, hôm nay ở trước mặt anh, tôi cũng không sợ mọi người chê cười, khoảng thời gian này tôi thường đến chợ làm vài thứ lặt vặt, ví dụ như lột rau cải, ngoài miệng nói là làm việc giết thời gian, thật ra không phải kiếm được đồng nào hay đồng nấy sao. Người cùng trí chí ngắn, chính mình đến đường cùng thì chỉ có thể tự tìm kế sinh nhai, tự tôn cũng không thể ăn thay cơm, nếu người ta biết được tôi là giáo viên, cũng đừng trách tôi làm tổn hại hình tượng của lãnh đạo trường học. Mọi người đưa mắt nhìn sang, thì ra là một vị giáo viên đang rất ủ rột. Y Phong cũng thầm oán hận đám quan viên, nàng đến thôn Hồng Lĩnh dạy học chưa được một năm, nhưng dù sao cũng khá quen thuộc hoàn cảnh của những giáo viên tiểu học nơi đây. Đừng nghĩ rằng giáo viên chính là hình tượng của cán bộ nhà nước, mà cuộc sống của bọn họ rất khốn đốn, đặc biệt là thầy Triệu, còn đang học phổ thông, thời gian bình thường càng thêm khó khăn. Đã hơn nửa năm rồi chưa phát lương, đúng là ép chúng ta bãi công. Tôi nghe nói các thầy cô giáo trong xã cũng có đi tìm hiểu, những năm nay trừ khi mình có thể gây chú ý, mới được giải quyết vấn đề, nếu không thì đừng hòng. Thái Đông Quân giống lên một tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng. Đi tìm bọn họ, tìm đám lãnh đạo xã để hỏi xem vì sao không phát lương cho chúng ta. Đúng, đi tìm bọn họ trước đó Chủ tịch Triệu nói sẽ phát lương, sao bây giờ bí thư mới đến nhận chức thì như vậy? Không thể được, chúng ta phải lên huyện tố cáo mới được. Dưới sự kích động của Thái Đông Quân, đám giáo viên chợt kích động như nước lũ vỡ đê, bọn họ sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề và xuất phát. chương 33, tôi không phải là ai khác, tôi là Vương Tử Quân. Nghi Phong nhìn những đồng sự đang xúc động mạnh, nàng nghĩ đến chuyện mình đã ba lần từng tiếp xúc với Vương Tử Quân, dựa vào khả năng quan sát của nàng, nàng cảm thấy bí thư vương cũng không phải loại người như những gì Thái Đông Quân đã nói. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều chỉ mũi rùi về phía hắn, nàng cũng không ngăn cản đồng sự, cũng không thể nào giải thích được, nàng chỉ có thể nhìn mọi người cố gắng dùng mọi phương thức để bảo vệ lợi ích của mình. Y Phong, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cô có thủ oán với tiền lương sao? Còn không mau cùng đi. Cô Triệu có quan hệ không tệ với Y Phong, nàng nghiêng đầu phát hiện Y Phong đang đứng ngây người, thế là vội vàng dùng giọng oán trách nói. Lúc này Y Phong mới hòa hoãn trở lại, lên tiếng nói. Chờ tôi với, tôi cũng đi. Dưới sự tổ chức của những người khác, đám giáo viên 15 phân điểm tiểu học và một phân điểm trung học hầu như ảo về phía ủy ban xã, hai lực lượng này cực kỳ hấp dẫn ánh mắt mọi người, cũng không phải vì bọn họ nhiều người, mà là vì những người này kêu oan rất đặc sắc. Tất cả các giáo viên như những cánh quân tham chiến, đều sắp xếp thành đội ngũ, nhanh chóng tạo nên những hình tượng đẹp trên đường cái xã Tây Hà Tử. Trong đám người xem náo nhiệt cũng có không ít những kẻ đã từng thấy qua nhiều tình huống kêu oan ghê gớm hơn, nhưng chưa từng thấy những đội ngũ chỉnh tề như vậy, thế cho nên bọn họ vừa vỗ tay ủng hộ các thầy cô giáo vừa cảm thán, xem như thế sự thứ gì cũng có. Khi đội ngũ giáo viên kéo vào trong ủy ban xã thì Vương Tử Quân đang cùng Cửu ra thành bàn về công tác của khối chính quyền. Thông qua những ngày qua, Vương Tử Quân đã có được những hiểu biết đại khái về phân công công tác ở khối chính quyền xã. Khi hai người đang cười cười nói nói thì Chu Thường Hữu chạy đến vã mồ hôi hột. Bí thư Vương, Chủ tịch Cừu, không tốt, các thầy cô giáo trong xã đang chặn cổng ủy ban. Giáo viên chặn cổng ủy ban, Cừu Gia Thành đang cúi đầu uống nước chợt cảm thấy sướng sốt, thiếu chút nữa đã đánh vỡ chiếc ly trong tay. Hắn là người xã Tây Hà Tử, trong lòng hắn biết rõ những trò kêu oan như vậy có ý nghĩa như thế nào. Vừa nghe nói giáo viên đến kêu an thì vương tử quân đã mẫn cảm ý thức được đây chính là bố cục mà triệu liên sinh bày ra, hắn cũng không tỏ ra kinh hãi, mỗi ngày hắn đều chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh đón âm mưu. Vương tử quân biết rõ tính nghiêm trọng của những vụ kêu an tập thể, hắn cũng không biết rõ vì sao giáo viên trong xã lại đến kêu an, thế nhưng hắn biết rõ một điều, tình huống càng khó khống chế thì càng cần phải bình tĩnh, tỉnh táo. Thường hiểu, suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? anh từ từ nói. Vương tử quân rất bình thản, giống như định hải thần châm, làm cho Chu Thường Hữu cũng phải bình tâm trở lại, hắn lau mồ hôi chán, trái tim cũng dần bình ổn. Bí thư vương, giáo viên trong xã đến phản đối, tôi đắc tranh thủ cho người đóng cổng ủy ban chặn bọn họ ở bên ngoài. Yêu cầu của bọn họ chính là phát lương đã nợ 6 tháng qua, bí thư vương, anh xem chúng ta nên làm gì bây giờ. Khất nợ 6 tháng lương. Vương tử quân thật sự lắp bắp kinh hãi, Kiếp trước sau khi từ trước ở xã Tây Hà Tử, hắn có nửa đời đi dạy học, hắn biết khất nợ lương giáo viên là tình huống khốn đốn cỡ nào, thế là hắn cũng sinh ra cảm động lây, hiểu rất rõ tình huống. Bí thư vương, tôi đi trước để đàm phán với các giáo viên, anh triệu tập người phụ trách của ban tài chính và tổ giáo dục, để bọn họ nghĩ biện pháp phát 2 tháng lương cho các giáo viên. Trước tiên phải đẩy các giáo viên về trường, đừng làm cho sự việc náo loạn. Cựu gia thành trầm ngâm một phen, sau đó nhanh chóng quyết định nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân biết rõ lúc này đề nghị của Cửu Gia Thành là suy nghĩ vì mình, dù thế nào thì Cửu Gia Thành cũng là một phó chủ tịch xã công tác lâu năm, ít nhất cũng quen thuộc tình huống hơn mình. Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì khẽ gật đầu. Chủ tịch Cửu, tạm thời cứ làm thế, anh đi ra ổn định cảm xúc của đám giáo viên, chỉ cần có yêu cầu hợp lý thì đồng ý ngay, ngàn vạn lần đừng để mâu thuẫn gay gắt. Chúng tôi muốn tiền lương, chúng tôi muốn ăn cơm. Chúng tôi muốn gặp lãnh đạo xã, dựa vào cái gì mà không phát lương cho chúng tôi? Mong mọi người yên lặng, yên tĩnh một chút, chủ nhiệm Chu đã đi gọi bí thư Vương, bí thư sẽ lập tức đến gặp mọi người. Tất cả các vị giáo viên, mọi người phải tin vào chính quyền, bí thư Vương và Đỗ Hiểu Mạn, cô đừng đứng đó mà lắm mồm, năm qua không phát lương cho cô, như vậy cô mới biết chúng tôi khổ sở thế nào. Mỗi tháng cô đều được nhận lương, cuộc sống tươi đẹp cô có biết chúng tôi sống thế nào không? Cửu gia thành đi ra ngoài thì những âm thanh náo loạn có hơi lắng xuống một chút, nhưng tất cả chỉ là tạm thời, còn vương tử quân bây giờ đang ngồi trong phòng làm việc nghĩ đối sách. Nếu triệu liên sinh đã dở trò như vậy với mình, không cần nghĩ cũng biết lúc này ban tài chính sẽ không còn tiền. Vương tử quân nghĩ đến ban tài chính, hắn tiện tay lật sổ điện thoại, thấy có ba chữ bắt mắt lý nguyên ý trong danh mục ban tài chính. Vương tử quân nhìn ba chữ kia mà trong lòng khẽ động, Hắn trầm ngâm một chút, sau đó phân phó Chu Thường Hữu. Anh thông báo cho các thành viên ban ngành với trưởng ban tài chính là tổ trưởng tổ giáo dục xã, nhanh chóng đến phòng làm việc của tôi họp khẩn cấp. Vâng, tôi sẽ đi thông báo, Bí thư Vương. Chu Thường Hữu đồng ý rồi đi ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước thì dừng lại. Bí thư Vương, tôi cảm thấy anh luôn có chuẩn bị tâm lý, trước đó chủ tịch Triệu xin nghỉ, bây giờ giáo viên trong xã gây loạn, đây có phải là trùng hợp không? phản ứng của chu thường hiếu làm cho vương tử quân có chút thỏa mãn điều này nói rõ vị phó chủ nhiệm chu thường hiếu này đã bắt đầu dựa về phía mình a à, thường hiếu rất tốt có tính mẫn cảm chính trị rất mạnh có tương lai vương tử quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua chu thường hiếu trong miệng nói lời khẳng định nếu như ban tài chính không có tiền giáo viên trong xã lại kéo đến kêu oan như vậy vương tử quân là bí thư xã tây hà tử không thể trốn khỏi trách nhiệm Chu Thường Hữu nghĩ đến hậu quả của sự việc mà không khỏi có chút phát run. Bí thư Vương không thể ngã, không thể tan đàn xẻ nghé, nếu bí thư ngã thì mình biết dựa vào ai. Bí thư Vương, trước mắt chúng ta nên làm gì bây giờ? Chu Thường Hữu vô thức hỏi một câu. Trời sắp mưa, con gái lớn sắp lấy chồng, cứ để cho bọn họ đứng bên ngoài la hét, chúng ta thông báo họp cái đã. Vương Tử Quân tiến lên vỗ bả vai Chu Thường Hữu rồi thản nhiên nói: Chu Thường Hữu tuy không biết bí thư có biện pháp gì hay, nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hầu như còn lóe lên chút cảm xúc chấn định tự tin, thế là trong lòng cũng an tâm hơn. Chủ tịch Cừu, chúng tôi cũng biết anh không có quyền hạn trong chuyện này, cũng không muốn làm khó anh, anh mau đi ra, để bí thư xã đến nói chuyện với chúng tôi. Đúng, chúng tôi muốn nói chuyện với bí thư xã, bí thư không đi ra chúng tôi sẽ lên huyện, sẽ đối thoại với lãnh đạo huyện. Để Vương Tử Quân đi ra, có gan sắp xếp như vậy, sao không có gan nói chuyện với chúng tôi? đám người kêu oan lại tiếp tục bạo động, vương tử quân nghe được những âm thanh này xen lẫn âm thanh an ủi của cựu gia thành, thế là hắn đẩy cửa bước ra. lúc này ngoài cổng ủy ban đứng đầy các vị giáo viên, cưu gia thành đang đứng ngoài đại sảnh cố gắng giải thích với các giáo viên. vương tử quân đứng từ đằng xa nhìn một lúc, sau đó phát hiện chỉ có vài người là la hét lớn nhất. tất cả các vị giáo viên, các người hãy nghe tôi nói. Chính quyền xã nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho mọi người một cái Tết Trung thu vui vẻ, tôi đảm bảo với mọi người như vậy. Cửu Gia Thành tôi nói lời là giữ lời, mong mọi người cứ về trường dạy học, tiền lương thiếu nợ sẽ được phát trước Tết. Cửu Gia Thành không biết có phải vì nói nhiều quá hay không, lúc này âm thanh đã có hơi khàn. Cửu Gia Thành, đã nói rồi, anh cũng đừng nói lung tung, trừ khi bí thư đến đây, nếu không chúng tôi đừng hòng bỏ đi, không bao giờ đi. Thái Đông Quân đứng trong đám người và lớn tiếng hô hào. "Đúng, Cửu Gia Thành, chúng tôi không tin anh, anh trang thủ cút sang một bên đi." "Cửu Gia Thành, anh nói sẽ phát lương, lấy gì bảo chứng?" Lời này ai tin? Cửu Gia Thành giải thích nhiều lời, cảm thấy khô cả họng, nhưng đám giáo viên vẫn tiếp tục châm chọc khiêu khích, căn bản là không nghe. "Tất cả các vị giáo viên, chủ tịch Cửu đã nói sẽ phát lương trước Tết, tuyệt đối không phải nói lời bịa đặt, mong mọi người tin tưởng anh ấy." một âm thanh vang dội phát ra từ sau lưng cửu gia thành, một câu bày tỏ thái độ làm cho đám người la hét ồn ào chợt yên tĩnh. Mọi người đưa mắt nhìn, làm một tên thanh niên đi từ bên trong ra ngoài. Cậu là cán bộ nào? Có tư cách lên tiếng ở đây sao? Kế toán tôn thấy đám giáo viên câm miệng thì không khỏi tự mình ra trận. Chào mọi người, tôi không phải là ai khác, chính là Vương Tử Quân. chương 34, mọi người vỗ tay. Ba chữ vương tử quân đại biểu cho cái gì thì đám giáo viên trong xã Tây Hà Tử đều biết rõ, đám giáo viên vừa rồi còn kêu gào muốn gặp vương tử quân bây giờ chờ tắt lửa như rút củi đáy nồi. Vương tử quân nhìn vẻ mặt trần trừ của đám giáo viên, hắn tiến lên một bước nói. Các đồng chí, hôm nay mọi người đã đến ủy ban xã đòi lương, đây là chúng tôi công tác sai lầm, tôi đầu tiên đại biểu cho đảng ủy chính quyền xã nói lời xin lỗi với mọi người. Vương Tử Quân nói xong thì khẽ cúi người về phía các giáo viên. Hành động của Vương Tử Quân khiến cho đám giáo viên bất ngờ, bọn họ căn bản không ngờ một vị bí thư xã lại không có khí chất quan liêu, càng có thể cúi người nói lời xin lỗi với mình. Thế cho nên vẻ mặt đám người tuy vẫn rất lạnh nhưng tâm tình một ngạt cũng thoải mái hơn. Hôm nay các vị đến đây đều là những thành phần tri thức của khối giáo dục, tôi tin tưởng điểm xuất phát của mọi người chính là muốn đến ủy ban xã phản ánh tình huống, mục đích cuối cùng là lấy được tiền lương mà chính quyền đang nợ mình vì thế căn cứ vào mục đích giải quyết vấn đề của mọi người tôi cho ra hai ý kiến thứ nhất mời các vị thầy cô giáo cùng chủ tịch cửu đến hội trường lầu ba nghỉ ngơi mọi người đứng lâu như vậy cũng đã mỏi mệt hiểu mạo cô và chủ nhiệm chu ra ngoài mua bánh trái để mọi người lót dạ thứ hai mọi người tuyển ra ba đại biểu đến phòng làm việc của tôi chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện được rồi bây giờ nếu các vị đồng ý với ý kiến của tôi như vậy cứ làm theo những gì tôi đã nói. Đám giáo viên vừa rồi còn rất hăng hái, bây giờ thấy Vương Tử Quân cho ra sắp xếp hợp tình hợp lý thì cảm thấy rất đồng tình, đám người đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu mà không nói nên lời. Bọn họ dù sao cũng là giáo viên, công nhân viên nhà nước, vẫn rất quan tâm đến thân phận giáo viên của mình, nếu không phải bị ép thì sẽ chẳng đến ủy ban xã gây rối. Hôm nay bọn họ sắp đạt đến mục đích kêu oan, ngược lại cũng không biết làm sao. Được, đi thì đi chúng ta không trộm không cướp, sợ cái gì. Ngay sau đó vài kẻ kích động được địch vạn thần sắp xếp cũng chủ động đứng lên đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Đám người nhanh chóng an tĩnh trở lại, bọn họ ngoan ngoãn đi theo đỗ hiểu mãn lên phòng họp lầu ba, thế là trước cổng ủy ban đã trống rỗng, chỉ còn cừu ra thành đứng một bên thở dài một hơi. Hắn liên tục cảm thán, bí thư vương xem ra giải quyết khá ổn, biến ma thuẫn thành vô hình, chỉ vài câu đã làm cho đám giáo viên không tiếp tục đề phòng. Vương Tử Quân vừa đi về phía phòng làm việc của mình vừa nghĩ đối sách, hắn biết rõ vài tên đi theo mình về phòng làm việc chính là người được triệu liên sinh sắp xếp sẵn, chính mình cũng không thể làm nổ tung vấn để không phát lương, cũng không thể nói bừa để lừa bọn họ. Nếu không một khi xử lý không tốt, hậu hoạn vô cùng, thậm chí còn có cớ cho những kẻ khác đâm thọc. Sau khi quay lại phòng làm việc, vẻ mặt ôn hòa của Vương Tử Quân đã không còn, gương mặt trở nên âm trầm, hắn bắt đầu lớn tiếng trong ba người ai là đảng viên, mời giơ tay. Ba người đi theo vương tử quân thì một là triệu liệt, một là thái đông quân và người còn lại là người nhà của địch vạn thần. Ba người bọn họ đều không biết vì sao vương tử quân lại hỏi như vậy, thế cho nên đều ngoan ngoãn giơ tay. Được rồi, buông tay, ba người ai là lãnh đạo trong trường, là nòng cốt dạy học thì giơ tay. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, lại ngoan ngoãn đưa tay lên, triệu liệt là giáo viên thể dục, hắn có chút trần trừ, nhưng cuối cùng hắn cũng giơ tay lên. Lẽ ra hắn không tính là lãnh đạo của trường, hắn chỉ là một cán sự bậc trung mà thôi, nhưng mỗi lần mở đại hội giáo viên thì hắn là người được hiệu trưởng cho làm bản ghi chép, thế nên cảm thấy mình hơn giáo viên bình thường. Bốp! Vương tử quân vỗ mạnh xuống bàn với gương mặt âm trầm làm cho ba người kia khiếp sợ phải ngẩng mặt lên. Làm một đảng viên, lại là lãnh đạo trong trường, các anh không chịu khó nghiên cứu nghiệp vụ dạy và học, lại kích động, kêu gọi, ức hiếp, đứng phía sau thao túng các giáo viên đến ủy ban xã đòi tiền lương. Tính giai cấp của các anh để đi đâu rồi? Còn có tính kỷ luật tổ chức nữa không? Các anh nói tôi nghe xem." Vương Tử Quân nổi giận như một con sư tử, hắn đi tới đi lui trước bàn làm việc. "Trước mắt tài chính của chúng ta khó khăn, khất nợ giáo viên quá lâu, Đảng ủy chính quyền cũng thông cảm với sự khó xử của mọi người, nhưng tôi nhắc nhở, đừng quên các anh là đảng viên, còn là lãnh đạo trong trường, xe lửa được kéo đều nhờ đầu xe nếu như các anh căn bản không có tác dụng làm gương, để tư tưởng của mình hạ thấp đến mức như nhân dân bình thường, xem các anh còn dùng để làm gì nữa. Các anh quay về viết bản kiểm tra tường trình, cuối năm sẽ xem xét ưu khuyết điểm, vấn đề đề bạt và trọng dụng sẽ được tôi xem xét lại, căn cứ vào biểu hiện của từng người. Vương Tử Quân nói xong cũng không quay đầu mà đi ra ngoài, ba người cũng đi theo, đều nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Từ khi ba người đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, căn bản không có ai có cơ hội mở miệng. Vương Tử Quân đi đến phòng họp ở lầu 3, lúc này Đỗ Hiểu Mạn và Cửu Gia Thành đang phân phát bánh bao cho mọi người. Bánh bao này mới mua, còn nóng hổi, khi mọi người nhận bánh bao thì cảm xúc cũng không còn mạnh mẽ như trước. "Bí thư Vương, hôm nay anh chỉ cho chúng tôi ăn bánh bao thôi sao?" Có người thấy Vương Tử Quân đến thì lên giọng nói. Vương Tử Quân thấy bầu không khí đã hòa hoãn rất nhiều thì khẽ mỉm cười, hắn lớn tiếng nói: các đồng chí, mọi người đều là tri thức hiểu lễ, tôi tính cho mọi người xem, cứ mỗi năm một vị dạy vài chục học sinh, như vậy sau 5 năm 10 năm thì số lượng học sinh sẽ là thế nào? Dù cho học sinh ra đi không quay trở lại nhưng ít nhất mọi người cũng đã làm tốt công tác của người đưa đò, coi như nhóm lên những ánh đèn lớn bừng sáng ngoài xã hội. Vài chục năm sau còn ai nói xã Tây Hà Tử chúng ta nghèo hèn? Những lợi ích kinh tế chính trị của quốc gia đều bắt nguồn từ giáo dục nói từ phương diện này thì các vị chính là báu vật vô giá của Tây Hà Tử. Trước mắt xã chúng ta nghèo hèn, hôm nay vương tử quân tôi chỉ có thể móc tiền túi mời mọi người ăn bánh bao, tương lai khi kinh tế phát triển, điều kiện tốt lên, tôi mời mọi người đến khách sạn ở Giang Châu, coi như trả ơn cho các vị công thần của xã Tây Hà Tử. Bây giờ chỉ còn cách trung thu hai ngày, hôm nay tôi là một bí thư đảng ủy xin lấy chức danh của mình đứng ra bảo chứng, hai ngày sau sẽ phát lương đến tận tay mọi người. Vương tử quân nói ra những lời này thật sự có sức ảnh hưởng rất mạnh, đám giáo viên bên dưới đều đưa mắt nhìn hắn, gương mặt của bí thư góc cạnh rõ ràng, âm thanh du dương trầm bồng, rất có khí phách, thậm chí ngay cả việc giơ tay nhấc chân cũng tỏ ra trưởng thành cơ trí, quyết đoán khôn khéo. Nhưng một vị bí thư đảng ủy trẻ tuổi với tương lai đầy hứa hẹn như vậy rõ ràng cầm chiếc mũ quan của mình ra đảm bảo hai ngày sau sẽ phát lương, điều này không những làm cho đám giáo viên khiếp sợ, còn rất cảm động tất cả các thầy cô giáo, Bí Thư Vương là người tốt, hai ngày trước đã đóng tiền viện phí giúp cho học sinh Tiểu Linh, khi đó Bí Thư tự bỏ tiền túi ra giúp đỡ. Bây giờ Bí Thư đã đứng ra đảm bảo, mọi người nên tin tưởng anh ấy. Y Phong ngồi dưới đài do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng đứng lên nói lời giải thích. Ôi, Y Phong, là Bí Thư Vương sao? Hi hi, sao cô không nói sớm, Bí Thư Vương, chỉ cần chuyện này thì tất cả giáo viên thôn hồng lĩnh chúng tôi thật sự tin tưởng anh. Hiệu trưởng lý của phân hiệu trường tiểu học thôn Hồng lĩnh đứng lên nói với các thầy cô giáo trường mình. Thầy hiệu trưởng lý nói như vậy thì các vị giáo viên khác cũng lên tiếng hưởng ứng. Ăn bánh bao xong thì chuẩn bị rời đi. Phương Tử Quân vung tay lên gật đầu nói: Cảm ơn mọi người đã tiến nhiệm. Chỉ còn hai ngày nữa là đến trung thu, mong tất cả các thầy cô giáo cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng cho mọi người một trung thu thật vui vẻ. Dưới đài vang lên những tiếng vỗ tay như sấm, những âm thanh khác đều bị áp chế. Y Phong khẽ nháy mắt, gương mặt hơi ửng hồng, nụ cười nở trên môi, hai bàn tay nhỏ bé thì vỗ thật mạnh. Dù những tiếng vỗ tay là dành cho người trên đài, âm thanh rồn dập làm cho nàng giống như đang bay lượn trên những con sóng âm thanh, trong lòng thoải mái, sung sướng. chương 35, Tận dụng nhân tài Trong phòng họp lầu ba vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, tiếng cười lại nối tiếp sau đó, coi như sự kiện giáo viên kêu oan biến thành một trò vui không hơn không kém. Lưu Căn Phúc trốn trong phòng làm việc của Trương Dân Cường lại đang nín thở, hắn bóp mạnh đầu thuốc rồi hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, hai ngày sau không phát được lương thì sẽ phải từ chức, vị bí thư vương này xem ra rất lớn lối, lớn tiếng. Có tên này thì sợ rằng tất cả mọi người trong xã không cần làm gì cũng được nuôi không. Trương Dân Cường không mở miệng, hắn giống như đang suy xét điều gì đó. Hắn là phó bí thư xã Tây Hà Tử, Trương Dân Cường cũng từng nhiều lần xử lý các vụ việc kêu oan tập thể, Vài năm liền được bầu làm phó bí thư tiên tiến trong huyện, nhưng hôm nay sau khi thấy Vương Tử Quân xử lý vụ việc thì trong lòng giống như mắc xương, cuống họng nghẹn đến mức khó chịu. Đám giáo viên cười đùa từ trên lầu đi xuống, trước khi đi còn nói vài lời vui đùa với Vương Tử Quân, nhìn bộ dạng của đôi bên thì giống như là bạn tốt lâu năm gặp lại vậy. Một nguy cơ có thể nói là nguy hiểm lại bị Vương Tử Quân hóa giải một cách hời hợt như vậy, nhưng theo sau chính là áp lực chưa từng có. Cửu Gia Thành đi theo Vương Tử Quân về phòng, sau đó hắn cẩn thận nhắc nhở: "Bí thư Vương, tiền lương của các giáo viên trong xã hơn 100 ngàn, dù phát 3 tháng cũng không phải con số nhỏ." Cửu Gia Thành nói rất huyền chuyển nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng, hắn không dám trực tiếp nói là Vương Tử Quân quá xúc động, quá võ đoán. Lúc này hai bên đang kết hợp thành một mặt trận thống nhất, nếu như Vương Tử Quân mà bị điều đi hay gặp vấn đề, như vậy Cửu Gia Thành cũng chỉ có thể bị người ta cho ra rìa chủ tịch cừu có người dám bày trận thì có kẻ tiếp chiêu đám người kia dám nắm trò này để làm bậy hừ là lấy đá đập chân mình vương tử quân đưa cho cừu gia thành một điếu thuốc sau đó lạnh lùng nói cừu gia thành cũng biết rõ dù tài chính trong xã khó khăn nhưng cũng có chuẩn bị để phát tiền lương cho giáo viên trước tết trung thu nhưng triệu liên sinh quyết định nắm số tiền đó để làm khó vương tử quân dĩ nhiên lại là một chuyện khác bí thư vương tôi đến chậm tôi có lời xin lỗi với anh Tôi không quản lý tốt các giáo viên, chuyện này là trách nhiệm của tôi, mong anh cứ kiểm điểm." Địch Vạn Thần chạy đến với gương mặt tràn đầy mồ hôi và sợ hãi, khi thấy Vương Tử Quân thì nhanh chóng mở miệng giải thích. Vương Tử Quân tuy chưa từng gặp qua Địch Vạn Thần nhưng cũng có được phán đoán sơ bộ, Triệu Liên Sinh có thể kích động tất cả giáo viên trong xã đến ủy ban gây rối, như vậy vị tổ trưởng địch này phải phát huy tác dụng không nhỏ. Tổ trưởng địch, anh đến không sớm cũng không muộn, coi như rất kịp thời. Cửu Gia Thành đứng bên cạnh Vương Tử Quân, thấy địch vạn thần ngoài miệng nhận sai lầm nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô tội thì châm chọc không chút khách khí. Chủ tịch Cửu, anh như vậy là oan uổng cho tôi, tôi nhận được tin thì lập tức chạy đến, không ngờ đám giáo viên kia lại bí mật chạy đến đây, gạt cả tôi. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi quay về sẽ xử lý bọn họ. Địch vạn thần cũng không thèm quan tâm đến Cửu Gia Thành, hắn nhìn Vương Tử Quân và dùng giọng son sắt nói sẽ xử lý vấn đề. Cửu gia thành nhìn gương mặt béo núc của địch vạn thần mà hận đến mức ngứa răng, định tiếp tục nói móc vài câu, nhưng hắn thấy Vương Tử Quân khoát tay và nói: "Chủ tịch Cửu, đây là ai vậy?" Vương Tử Quân nói như vậy thật sự giống như cho địch vạn thần một tát thật mạnh, những lời nói lấy lòng của địch vạn thần thật sự giống như đông cứng trong ngày tuyết rơi. Tổ trưởng tổ giáo dục dưới xã là một nhân vật lợi hại, vài trăm giáo viên thuộc quyền quản lý của hắn, dù không phải là cán bộ cấp phó khoa nhưng nếu nói về quyền lợi cũng là kẻ hô phong hoán vũ lợi ích thực tế không kém ai địch vạn thần chạy đến vội vàng nhưng vương tử quân lại không phán đoán ra hắn là ai điều này không khỏi làm hắn cảm thấy hồ đồ hắn nghi ngờ đối phương đang cố gắng hạ uy thế của mình không phải anh rất vinh váo sao ở chỗ tôi anh cũng chẳng là loại chó má gì bí thư vương tôi là tổ trưởng tổ giáo dục xã là địch vạn thần địch vạn thần vừa cảm thán quan lớn đè chết người vừa trịnh trọng giới thiệu thân phận của mình cho vương tử quân sao anh là tổ trưởng tổ giáo dục xã, chuyện vừa rồi phát sinh anh biết nhanh vậy à? Vương tử quân lập lại một lần nữa, vẻ mặt trẻo nụ cười thản nhiên. Vương tử quân tuy không nóng không lạnh nhưng gương mặt thì lạnh như sắt nguội, địch vạn thần cảm thấy đối phương giống như một ngọn núi băng lạnh ghê người, cảm thấy sau lưng như hóa băng, đầu óc rối loạn, quên mất những gì mình đã sắp xếp sẵn. Bí thư vương, các giáo viên đến gây rối có trách nhiệm của tôi, tôi không làm tốt công tác, mong bí thư nghiêm trị. Địch Vạn Thần tỏ ra vô cùng đau đớn, cũng không đợi bí thư mở miệng mà dùng giọng thành khẩn phê bình chính mình. Anh thì có gì sai? Không phát tiền lương cũng không phải lỗi do anh." Vương Tử Quân khoát tay nói, hắn chợt đặt một câu hỏi với Địch Vạn Thần. "Tổ trưởng địch, vừa rồi tất cả giáo viên trong xã đều tập hợp đến ủy ban phải không?" "À, tất cả đều đến đây, à, không, có lẽ có lẽ cũng không kém." Địch Vạn Thần vô thức đáp lại một câu. Nhưng hắn chợt ý thức lời nói của mình là không ổn, thế nên tranh thủ thời gian đổi giọng. Vương Tử Quân bình tĩnh hỏi làm cho địch vạn thần thật sự lo lắng bồn chồn, bây giờ hắn thật sự hy vọng Vương Tử Quân sẽ mở miệng mắng lớn, vì hành động của bí thư vào lúc này rất khác thường, khiến cho hắn cảm thấy càng thêm khó chịu và trầm trọng. Tất cả giáo viên trong xã đều đến đây, anh là tổ trưởng tổ giáo dục mà không có chút phản ứng sao? Anh làm tổ trưởng cũng quá quan liêu rồi, cũng không liên lạc được với các cán bộ cấp dưới của mình vương tử quân lớn tiếng chất vấn địch vạn thần cảm thấy phát run tôi tôi thật sự có trách nhiệm tôi công tác bất lực đã làm cho lãnh đạo rơi vào tình huống bị động trên trán địch vạn thần bắt đầu vã ra một tầng mồ hôi lạnh hắn bắt đầu hối hận vì nghe theo lời của lý nguyên ý bí thư vương tổ trưởng địch rõ ràng có trách nhiệm ở phương diện không quản lý cho tốt tôi thấy không bằng cho anh ấy lấy công chuộc tội đi chấn an cảm xúc của các giáo viên vào lúc này trương dân cường đẩy cửa tiến vào hắn lên tiếng xin sỏ cho địch vạn thần. Đúng thế, anh địch trước nay làm rất tốt công tác để cao năng lực cho giáo viên trong xã. Lưu Căn Phúc cũng nhanh chóng phụ họa theo Trương Dân Cường. Hừ, bây giờ tất cả các giáo viên đều đã về trường, còn để cho địch vạn thần gọi bọn họ ra khỏi lớp học, tập hợp tất cả lại để trần an sao? Chẳng phải quá buồn cười sao? Vương Tử Quân cũng căn bản không thèm nhìn mặt Trương Dân Cường, hắn trực tiếp phân phó Chu Thường Hiếu. Thường Hiếu, anh đi khởi thảo một văn kiện miễn đi chức vụ tổ trưởng tổ giáo dục của đồng chí địch vạn thần nếu đồng chí địch vạn thần có năng lực nghiệp vụ tốt lại không biết quản lý như vậy cho anh ấy xuống làm giáo viên làm lãnh đạo thì phải nắm rõ phạm vi công tác của mình nếu không làm tốt thì chỉ có thể đi xuống cho người khác lên thay như vậy mới xem như tận dụng người có năng lực nếu để người có nghiệp vụ nhưng không giỏi quản lý làm lãnh đạo thì cũng xem như lãng phí nhân tài bí thư vương anh không thể làm như vậy nếu muốn miễn chức của tổ trưởng tổ giáo dục, ít nhất phải mở hội nghị ban ngành để nghiên cứu xem xét, cuối cùng mới quyết định có thông qua hay không. Trương Dân Cường lúc này lên tiếng có hơi cứng rắn, lúc đầu hắn còn nén giận vì sự cường thế của Vương Tử Quân, nhưng bây giờ hắn là một người ở lại phụ trách mọi việc của Triệu Liên Sinh, tất nhiên phải bảo vệ địch vạn thần, ép Vương Tử Quân nuốt lời nói vừa rồi trở về. Sẽ mở hội nghị ban ngành, nhưng không phải nghiên cứu vấn đề của địch vạn thần, mà nghiên cứu làm sao để phát lương cho các giáo viên trong xã." Vương Tử Quân vung tay lên, sau đó nói lời khiển trách với Chu Thường Hữu còn đang đứng ngây người không biết phải làm sao. "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Anh là nhân viên văn phòng, cũng không cần phải hỏi tôi nên sử dụng văn bản nào chứ." Trương Dân Cường căn bản không ngờ Vương Tử Quân lại chẳng nể mặt như vậy, dù tâm lý bức bối nhưng thật sự không thể tránh được. Hắn là một cán bộ thâm căn cố đế ở xã Tây Hà Tử này thì thế nào? Nếu so về quyền uy vẫn kém hơn đối phương một bậc. Bí thư Vương, nếu anh chuyên quyền độc đoán như vậy, rơi vào tai lãnh đạo tuyến trên sẽ sinh ra phiền toái. Hừ, rơi vào tai lãnh đạo huyện là chuyện đương nhiên. Bí thư Trương, dù anh là phó bí thư phân công công tác chính trị, nhưng lại là người nắm công tác văn thư, anh có nghe thấy sự việc nửa năm chưa phát lương cho giáo viên chứ? Điều này, tôi cũng biết rõ vài tin tức. Trương Dân cường đối mặt với Vương Tử Quân cũng có chút sợ hãi anh biết rõ, thế anh công tác thế nào? Rơi vào tai tuyến trên thì không phải một phó bí thư nắm văn thư như anh không có trách nhiệm sao? Hôm nay thượng cấp đã đưa ra 5 điều với công tác văn thư, đó là tìm hiểu những vụ kêu oan tập thể, tiêu diệt các trạng thái bất ổn định, nếu truy cứu trách nhiệm thì anh là người không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy có xử phạt cũng đáng. Được rồi, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của anh, thông báo cho các thành viên ban ngành, chúng ta họp khẩn cấp. Vương Tử Quân nói xong thì xoay người đi về phía phòng họp. chương 36, nên ra tay thì ra tay. Cựu gia thành thấy Vương Tử Quân không những hóa giải nguy cơ mà còn ép cho tổ trưởng tổ giáo dục địch vạn thần phải rút lui, như vậy không khỏi cảm thấy uất nghẹn. Hắn cố gắng áp chế tâm tình, cảm giác hỗn loạn cũng dần bình tĩnh trở lại, hắn nhìn Vương Tử Quân đi về phía phòng họp, sau đó theo sát phía sau. Thật ra khi bàn bạc đưa ra âm mưu, Địch vạn thần biết mình ít nhiều gì cũng bị phê bình, nhưng làm hắn trở tay không kịp chính là vương tử quân kia không nói hai lời mà cách chức mình, hậu quả như vậy là quá nghiêm trọng. Nếu văn kiện được khởi thảo, sẽ có hiệu lực pháp luật, dù chủ tịch triệu quay về phục chức cho hắn thì chắc chắn cũng rất khó khăn. Hơn nữa dù vương tử quân có nể mặt triệu liên sinh, sợ rằng chuyện thay đổi lãnh đạo xoành xoạch ở một cơ quan nhà nước cũng trên căn bản là không thể nào. Nếu địch vạn thần muốn nhận lại chức vụ cũng không phải dễ dàng. Nghĩ lại thì hắn vì nịnh bợ Triệu Liên Sinh mà lấy đá đập chân mình, hắn cảm thấy giống như ăn quả đắng, hối hận tái mặt. Bí thư Trương, anh xem, việc này có thể. Địch Vạn Thần nhìn Trương Dân Cường, hắn nói với gương mặt tràn đầy uất ức. Trương Dân Cường đã bị Vương Tử Quân phê bình không chút khách khí, hắn đang nén giận trong lòng, thế cho nên cũng không thèm nhìn Địch Vạn Thần, cất bước đi về phía phòng họp. Anh Địch, anh cứ yên tâm, chủ tịch Triệu quay về sẽ phục chức cho anh lưu căn phúc đi đến từ phía sau hắn vỗ vỗ vai của địch vạn thần rồi khẽ an ủi địch vạn thần giống như một kẻ giữa dòng vớ được cây cỏ cứu mạng hắn kéo cánh tay của lưu căn phúc rồi nói chủ tịch lưu anh cũng biết rõ chuyện này vào đúng thời điểm mong anh nói với chủ tịch triệu tôi đây làm tất cả cũng vì chủ tịch triệu mà thôi lưu căn phúc vốn nghĩ muốn an ủi địch vạn thần vài câu nào ngờ đối phương cứ như keo áp sát vào mình không tha vì sợ đối phương nói ra những lời không hay lại thấy Vương Tử Quân đã đi vào phòng họp, thế cho nên khẽ khiển trách. Anh địch, cơm có thể ăn tùy tiện nhưng cũng không được nói lung tung, nếu anh bán đứng đại ca, anh sẽ phải gánh lấy hậu quả. Bí thư Vương đã nói rồi, không phát tiền lương sẽ từ chức, anh không chờ được hai ngày sau. Chủ tịch Triệu là người tâm sáng như gương, khi quay về sẽ cứu anh. Lưu Căn Phúc vỗ vỗ vai của địch vạn thần rồi đi về phía phòng họp. Lưu Căn Phúc nói giống như cho địch vạn thần một liều thuốc trợ tim, vẻ lo lắng bất an đã mất đi vài phần, trong lòng cũng an tâm hơn. Vương tử quân này tối đa cũng chỉ còn vài ngày tốt đẹp ở xã Tây Hà Tử này mà thôi, chính hắn nên chờ đợi một chút. Vương tử quân, sau này có anh sẽ không có tôi. Địch vạn thần thầm này sinh ý nghĩ ác độc, hắn nhổ một bãi nước miếng xuống đất, sau đó đi ra ngoài ủy ban xã. Anh địch, anh chờ chút. Không biết là ai hô lên một câu, địch vạn thần chợt ngẩn ngơ, khi thấy có nhân viên văn phòng chạy đến thì nhếch môi vui vẻ xem ra vương tử quân biết không thể nào cách chức được địch vạn thần mình đây thế cho nên cho người đến giải thích nếu thật sự là như vậy thì hắn sẽ nể mặt bí thư một chút nhưng dù thế nào thì mình cũng sẽ không bỏ qua địch vạn thần có ý nghĩ như vậy hắn lập tức tiến lên sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn thì ra là phó chủ nhiệm chu thường hữu chủ nhiệm chu anh tìm tôi có việc gì tôi đang bị miễn chức chuyện lớn cũng đừng nói Tôi làm không được. Địch Vạn Thần trước kia gặp Chu Thường Hữu thì gọi là tiểu Chu này tiểu Chu nọ, lần này mới mở miệng gọi là chủ nhiệm Chu nhưng trong lòng thầm chán ghét, ai bảo bây giờ đối phương là tâm phúc của Vương Tử Quân. Anh địch, chuyện lớn thì không có, chỉ là văn kiện này liên quan đến anh, thế nên phát cho anh một phần. Bây giờ họp thành viên ban ngành, tôi không đi được, đợi đến khi họp xong tôi sẽ cùng ủy viên tổ chức Lý Thu Na đến tổ giáo dục để tuyên bố quyết định của lãnh đạo. Chu Thường Hữu vừa nói vừa nhét văn kiện vào trong tay địch vạn thần, sau đó chạy vội về phía phòng họp. Quyết định miễn đi chức vụ tổ trưởng tổ giáo dục xã Tây Hà Tử của đồng chí địch vạn thần. Địch vạn thần nhìn quyết định với con dấu đỏ tươi mà thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Trong phòng họp, các thành viên ban ngành đều đã nghiêm chỉnh ngồi trên vị trí của mình để chờ họp, bầy không khí rất đè nén, ai cũng thầm hiểu, cúi đầu không nói lời nào, yên lặng chờ bí thư vương ngồi chính giữa lên tiếng mọi người đến đông đủ rồi chứ xã tây hà tử chỉ có vài thành viên ban ngành vương tử quân mở to mắt nhìn quanh là biết ngay nhưng hắn vẫn phải hỏi như vậy đây cũng không phải là vấn đề về trình tự chẳng qua liên quan đến uy nghiêm của một bí thư bí thư vương ngoài trưởng ban lý ban tài chính chưa đến những người khác đều đã có mặt chu thường hữu đứng lên báo cáo cho vương tử quân à đã thông báo cho trưởng ban lý chưa vương tử quân hỏi chu thường hữu bằng vẻ mặt ngưng trọng đã thông báo, trưởng ban lý nói sẽ lập tức. Bộp, cửa phòng mở ra, Lý Nguyên Ý như một quả cầu xuất hiện trước mặt mọi người, hắn vừa đứng vững thì đã tự kiểm điểm. Bí thư Vương, tôi nhận được thông báo có hơi muộn, vội vàng chạy đến đây, mong bí thư cứ phê bình. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Lý Nguyên Ý mà cười nhạt một tiếng nói. Bây giờ mọi người mới vào được 2 phút, cũng không tính là muộn, mời đồng chí ngồi. Vương tử quân nói rồi nhìn qua bốn phía, hắn nghiêm mặt. Các đồng chí, tôi nói một câu thế này, tôi không biết mọi người đã từng nghe qua chưa? Đó là 8 giờ học thì 9 giờ đến, 10 giờ mới làm báo cáo. Đây không phải là câu nói đùa, mà là một sự thật về quan niệm thời gian với rất nhiều quan viên, rất nhiều thương nhân và khách cảm thấy rất bực bội vì thói quen không đúng giờ của quan viên chính quyền. Có khi đã hẹn với khách, lại để khách chờ lâu, đối với thương nhân thì thời gian là tiền tài, hiệu suất chính là tính mạng, hiệu suất của quan viên như vậy sẽ có thể kéo được đầu tư sao? Hiệu suất công tác của một cơ quan có thể nhìn vào phương diện tuân thủ giờ rất để thấy rõ ràng, tôi đề nghị sau này chúng ta sẽ thành lập một văn kiện tương quan, chủ nhiệm Chu, sau này anh sắp xếp thẻ cho nhân viên, giống như thẻ của các vận động viên trong các cuộc thi đấu tranh tài thể dục thể thao, bên trên ghi rõ những giờ đi muộn, lại sắp xếp ở vị trí cuối cùng trong phòng họp. Sau đó anh cho ra thông báo, sau này nếu có họp mà đến muộn thì phạt 20 đồng, cho ngồi vào ghế sau cùng. Mặt khác tôi cũng cường điệu một điểm, chính là sau này hễ là Đảng ủy chính quyền cho ra quyết nghị, như vậy phải thực hiện ngay, không thể hôm nay nói thế này ngày mai nói thế khác để trì hoãn, hôm nay thuận miệng thì hứa hẹn, ngày mai lại thay đổi 180 độ. Dù có bất kỳ quyết nghị gì cũng nên hoàn thành, chứng thực tốt, tổng kết giỏi, điều này sẽ giao cho đồng chí chủ nhiệm Chu chứng thực và giám sát. Chu thường hữu gật đầu đồng ý sau đó vương tử quân ngồi xuống và nói. Được rồi, bây giờ bắt đầu học, hôm nay là lần đầu tiên tôi mở hội nghị ban ngành từ khi đến nhận chức ở xã Tây Hà Tử. Chúng ta nghiên cứu và thảo luận làm sao trả tiền lương đã khất nợ cho giáo viên trong xã. Trương Dân Cường còn muốn nhắc đến vấn đề của địch vạn thần, không ngờ Vương Tử Quân đã quyết định nội dung hội nghị ngay từ đầu, các thành viên khác, dù kể cả Trương Dân Cường cũng không dám tiếp lời. Dù Vương Tử Quân đã hứa hẹn phát lương, nhưng 6 tháng không phát lương trước đó không liên quan đến hắn, đây là quá rõ ràng, không ai dám nói gì. Sau khi suy xét một lúc, Trương Dân Cường quyết định ném chuyện của địch vạn thần qua đầu. Bí thư vương, chuyện khất nợ lương của giáo viên là từ xưa đến nay, anh mới đến nhận chức thì gặp phải vấn đề này, đúng là khó giải quyết. Cựu gia thành nói ra một sự thật, đây là lỗi của ban ngành, không liên quan đến một người đến sau như vương tử quân, không phải giải vây cho vương tử quân sao. Chủ tịch Cừu, chúng ta hôm nay không thảo luận về trách nhiệm, chỉ thảo luận nên giải quyết thế nào mà thôi. Vương tử quân cười ha hả rồi nói với Lý Nguyên Ý. Trưởng ban Lý, bây giờ ban tài chính có thể lấy ra được bao nhiêu tiền lương cho giáo viên? mươi 37, nước quá trong không có cá, có người nhìn chằm chằm sẽ chẳng có tương lai. Bí thư vương, không phải ban tài chính chúng tôi không muốn phát tiền lương cho giáo viên, chẳng qua là vì không bột khó gột nên hồ, Ban tài chính chúng tôi cũng không có tiền. Lý Nguyên Ý đã sớm có phương án đối phó, đã sớm thao luyện bao nhiêu lần, hôm nay thấy Vương Tử Quân đặt câu hỏi thì coi như phát huy công dụng. Phản ứng của Lý Nguyên Ý cũng nằm trong dự đoán của Vương Tử Quân, hắn sở dĩ hỏi như vậy chỉ là bộc lộ chút vỏ bề ngoài mà thôi. Trưởng ban Lý, sao đến lúc này lại không có tiền? Khoản tiền năm nay đã xài hết rồi sao? Không đợi Vương Tử Quân mở miệng, Lưu Căn Phúc là người đầu tiên muốn gây khó cho Lý Nguyên Ý. Đã tiêu pha gần hết, Chủ tịch Lưu, ngài cũng không biết đấy thôi, những năm nay giá hàng tiêu dùng tăng vọt còn hơn cả tốc độ máy bay, tiền giảm giá trị, tiêu pha cũng không đủ. Lý Nguyên Ý vừa khóc than vừa lấy một quyển sổ ra, giống như muốn báo cáo tất cả thu chi thượng vàng hạ cám. Vương Tử Quân cũng không tinh thông phương diện này, hắn cũng không muốn dìm ra bệnh tật từ trong ban tài chính, Lý Nguyên Ý dám công bố thì đủ chứng tỏ đã sắp xếp đâu ra đấy. Cũng không cần công khai tài vụ, trưởng ban Lý, tôi hỏi anh, lúc này còn lại được bao nhiêu tiền? Phương tử quân dùng giọng mất kiên nhẫn cắt ngang lời Lý Nguyên Ý, giọng điệu rất khí phách. 3.628 đồng 56 phân tiền. Lý Nguyên Ý báo ra một con số giống như một vị quản gia rất xứng đáng với chức vụ. Trương dân cường nghe thấy những chữ như vậy thì khóe miệng co giật vài cái, thiếu chút nữa thì cười thành tiếng. Hắn tuy mặc kệ ban tài chính nhưng cũng biết vài vấn đề, dù ban tài chính của xã có khốn cùng đến mức nào cũng không đến mức còn ít tiền như vậy. Hắn thầm nghĩ, Lý Nguyên Ý này đúng là to gan lớn mật, dám chơi trò với bí thư sao? Nếu so sánh với trường dân cường thì khóe miệng Lưu Căn Phúc càng co giật dữ dội hơn, hắn là người chủ quản ban tài chính, hắn tất nhiên biết rõ vấn đề bên trong. Lý Nguyên Ý báo ra con số vừa rồi thì hắn đã cố gắng khắc chế chính mình nếu không phải đây là hội nghị ban ngành, sợ rằng hắn sẽ cười lăn ra đất. Bí thư Vương, tôi là phó chủ tịch phân công quản lý tài chính của xã, tôi nói một câu, bây giờ vấn đề tiền bạc rất khó khăn, tuyến trên kìm giữ tiền, bên dưới lại phát sinh nhiều chuyện vụn vặt, nào có thể tiết kiệm được. Nếu không phải trưởng ban lý tính toán tỉ mỉ, sợ rằng ngay cả chút tiền kia cũng không còn. Lưu Căn Phúc mở miệng cảm thán nói: "Bây giờ đang có văn kiện yêu cầu giảm bớt gánh nặng cho nông dân, không thể nào thu phí bậy bạ, thế cho nên trong tay xã còn lại bao tiền. Nói lời không dễ nghe thì tài chính của xã luôn rơi vào tình cảnh khốn đốn, rất căng. Vẫn là chủ tịch Lưu biết rõ nổi khó xử của tôi. Lý Nguyên ý thấy Lưu Căn Phúc lên tiếng thì giống như tìm được tri âm, hắn ngẩng đầu lên nhìn Vương Tử Quân rồi giải thích. Vốn là tiền lương của nhân viên cơ quan cũng phải hoãn lại, nhưng chủ tịch Triệu thấy bí thư Vương vừa mới đến nhận chức, cũng không muốn lãnh đạo mất mặt, Thế cho nên mới lấy đông bù sang tây, gom góp đủ cho nhân viên ủy ban xã, còn tiền lương của giáo viên thì thật sự không có biện pháp. Vương Tử Quân nghe thấy Lý Nguyên Ý và Lưu Căn Phúc kẻ sướng người họa thì trầm mặc không nói lời nào. Lý Nguyên Ý nhìn thì có vẻ chất phác, nhưng hắn cũng không thể nghĩ một người như vậy sao có thể tham ô hơn 300.000 vào kiếp trước. Hơn 300.000 vào lúc đó cũng không phải là con số nhỏ. Vương Tử Quân sở dĩ nhớ về vụ án của Lý Nguyên Ý cũng vì hắn từng công tác ở xã Tây Hà Tử, hơn nữa phải từ chức bỏ đi trong uất hận, tuy hắn đi xa dạy học nhưng vẫn luôn chú ý đến những tin tức liên quan đến xã Tây Hà Tử. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tên này càng nói càng ra vẻ, Vương Tử Quân chỉ cười cười, sau đó hắn lên giọng nói. Như vậy Vương Tử Quân tôi còn phải cảm ơn trưởng ban lý đã quan tâm sao? Bí thư Vương, anh cũng không nên nói như vậy, tôi là một trong những thủ hạ của anh, giải tỏa phân ưu cho lãnh đạo chính là chức trách của đám cán bộ cơ quan chúng tôi, nào dám nhận lời cảm tạ. Lý Nguyên Ý vẫn nở nụ cười rồi từ tốn nói. Bí thư ủy ban kỷ luật xã Tây Hà Tử là tả vận xương đưa mắt nhìn Lý Nguyên Ý biểu diễn, lão ngoáy bút trong tay, dù lão nhìn rõ trò hề của đối phương nhưng không nói một câu nào. Lý Nguyên Ý này cả gan làm loạn, rõ ràng là do triệu liên sinh sai bảo, nhưng tả vận xương tự nhận mình không phải đối thủ của triệu liên sinh, hơn nữa lại sắp về hưu, cũng không muốn dây vào. Chuyện này có liên quan gì đến lão, mình cần gì phải chọc vào cho mệt. Ủy viên tuyên truyền đề Á Bân và ủy viên tổ chức Lý Thu Na thì càng không nói gì, hai người bọn họ một thì uống nước một thì liên tục vuốt mái tóc dài của mình, bộ dạng giống như không quan tâm, không liên quan. Tất cả những hành vi của thành viên ban ngành, dù là mỗi cái nhíu mày nháy mắt cũng được phương tử quân thu hết vào trong mắt, dù hắn không trông mong hội nghị ban ngành sẽ cho ra được kết quả, nhưng biểu hiện của bọn họ cũng làm cho hắn cảm thấy căm tức. Bí thư vương, ban tài chính không có tiền, như vậy chúng ta cần nghĩ biện pháp khác, cũng không thể để cho các giáo viên khổ cực nửa năm mà đến Tết Trung Thu cũng không có xu nào được. Cửu gia thành đặt ly nước xuống rồi trầm giọng nói. Chủ tịch cửu nói đúng, nếu cơ sở không làm tốt công tác thì sẽ sinh chuyện lớn, nếu không phát lương thì giáo viên sẽ lên huyện kêu oan. sự việc càng thêm nghiêm trọng, vấn đề là bây giờ chúng ta hữu tâm vô lực, không có tiền thì cũng toi công. Lưu Căn Phúc với vẻ mặt không làm gì hơn được, nhưng lời nói phát ra từ miệng hắn lại giống như có thể giải quyết được vấn đề, nhưng lại giống như tăng thêm sầu khổ cho Vương Tử Quân. Trương Dân Cường tiếp tục lên tiếng. Chuyện tiền bạc trước nay thuộc về khối chính quyền, nếu Chủ tịch Triệu không có mặt thì cứ để Chủ tịch Cửu vất vả thu gom, cố gắng phát lương cho các giáo viên. Hai người này ăn nói rất tự nhiên, đổ tất cả trách nhiệm lên đầu cừu gia thành, giống như căn bản không liên quan đến bọn họ. Được rồi, nếu bí thư trương đã tác chủ, tôi sẽ nói rõ ý nghĩ của mình. Bí thư vương, chúng ta không thể nào trả hết nửa năm tiền lương cho giáo viên trong xã, nhưng trước mắt chúng ta có thể phát một tháng lương, xem như trấn an cảm xúc của các giáo viên qua mùa trung thu. Tôi đã tính toán rồi, tiền lương của các giáo viên toàn xã chưa đến 100 ngàn, các thành viên ban ngành chúng ta cộng với trưởng ban lý, mỗi người ứng ra 10 000 để phát lương cho giáo viên, chờ đến Tết có tài chính sẽ trả lại cho các vị. Cựu gia thành nói như vậy thì vương tử quân cũng biết đó là ý tốt, là đối phương muốn giải vây cho mình, nhưng tiền lương của giáo viên mà bắt các thành viên ban ngành phải bỏ tiền thì không phải hành vi sáng suốt, dù người ta không nói gì, cũng có kẻ mắng chó má sau lưng. Dù cựu gia thành suy nghĩ cho vương tử quân, hành động cũng có chút sắc thái hiệu quả và lợi ích, nhưng dù sao cũng là ý tốt, vương tử quân vẫn cảm kích nước quá trong sẽ không có cá, có người nhìn vào chầm chầm sẽ không có tương lai, nếu muốn lôi kéo thực lực, muốn người ta đi theo mình thì phải cho bọn họ động lực. Kế hoạch kia khó thể thực hiện, Vương Tử Quân biết rõ điều này, hơn nữa Trương Dân Cường và Lưu Căn Phúc căn bản không dễ dàng cho mình làm như vậy để thoát tội. Hắn nghĩ đến mưu đồ của mình, thế là dùng giọng biết thời biết thế nói. Đó cũng là một biện pháp hay, tôi thấy cứ nên xử lý theo chủ tịch cừu. Bí thư vương, không phải là tôi không nghĩ cho ủy ban, nhưng thật sự là không được, năm trước đã ứng tiền cho nhà máy bánh phở, bây giờ còn chưa trả, làm cho vợ con phải nhịn ăn nhịn mặc, cũng cảm thấy rất khó khăn. Trương Dân Cường vung tay nói, vẻ mặt khốn khổ. Lưu Căn Phúc cũng theo sát phía sau, cũng nói không có tiền. Tả Vận Sương không muốn bỏ tiền, bây giờ thấy hai người kia nói như vậy cũng bày ra tình huống rất khó khăn. Ủy viên tổ chức Lý Thu Na thì nói cũng vì chuyện bỏ tiền mà trong nhà rối loạn chồng thiếu chút nữa thì làm đơn ly hôn, nếu bây giờ tiếp tục thì sợ rằng gia đình khó bảo toàn. Bí thư vương, tôi thật sự không thể lấy ra 10.000 đồng, nhưng tôi có thể mượn tạm tiền trong nhà, có lẽ sẽ lấy được 1.000, bí thư cũng đừng ngại ít. Lý Nguyên Ý chờ tất cả cán bộ phó khoa nói xong thì dùng giọng trung tâm nói. Lý Nguyên Ý nói xong thì cả phòng họp rơi vào trạng thái yên lặng, chủ thường hữu đang ghi chép cũng run tay. Bây giờ thế cục rất rõ ràng, ba người Lý Nguyên Ý, Lưu Căn Phúc và Trương Dân Cường cùng đùa bỡn Vương Tử Quân, ba người tả vận xương thì biến thành cỏ trên đầu tường ngã theo chiều gió, dù cựu gia thành có toàn lực toàn tâm vì bí thư thì cũng không đấu lại nhiều người như vậy. Phát lương cho giáo viên trong hai ngày sau, đúng là quá mơ hồ. chương 38, công bộc của dân chính là người giúp việc đại chúng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vương Tử Quân, muốn xem hắn bị chọc giận sẽ có phản ứng thế nào. Trong mắt Trương Dân Cường, Lưu Căn Phúc và Lý Nguyên Ý thì càng có thêm vài phần chiêu tức. Ban ngành có 7 người, 5 người phản đối, dù Vương Tử Quân là bí thư xã cũng không có biện pháp cưỡng chế người ta bỏ hầu bao trong nhà ra. Bốp! Vương Tử Quân vỗ bàn thật mạnh, sau đó hắn đứng lên dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn thoáng qua rồi tức giận nói. Xem các anh có hình tượng gì kìa, cái gì là tác phong công tác. Có lợi ích thì tranh giành nhau, có trách nhiệm thì đẩy qua đẩy lại, còn luôn miệng nói mình là công bộc của dân, các anh là công bộc kiểu gì, cái gì là công bộc của dân. Tôi nói anh, anh, còn anh nữa, tất cả đều là người giúp việc của nhân dân, không phải cho anh làm quan đại lão ra. Phát lương cho giáo viên là thiên kinh địa nghĩa, đây là trách nhiệm của đảng ủy chính quyền xã, từng thành viên ban ngành đều phải chủ động gánh trách nhiệm, nếu ai cảm thấy oan thì có thể từ chức. Vương tử quân lớn tiếng gian dậy làm cho văn phòng không còn âm thanh nào khác, nhưng Lưu Căn Phúc thì lơ đãng nhìn Trương Dân Cường, trong mắt giống như vui vẻ vì nắm chắc thắng lợi trong tay. Hội nghị ban ngành tiếp tục được tiến hành, nhưng những lời đề nghị sẽ nhanh chóng chết hiểu, khi Chu Thường Hữu đưa nước đến tay các thành viên, chỉ có hai ý kiến được tán thành. Thứ nhất chính là tranh thủ vay của quỹ tín dụng xã một khoản tiền, đây là công tác mà Lưu Căn Phúc chủ động đứng ra đảm nhiệm, biện pháp thứ hai chính là mượn tạm từ phòng tài chính nguyện chuyện này rơi lên đầu vương tử quân. Sau khi mở hội nghị ban ngành thì đã đến trưa, Lưu Căn Phúc rời khỏi phòng họp thì gọi điện thoại cho tả vận xương. Bí thư tả, ngồi từ sáng đến giờ cũng êm mông, cùng nhau đi uống vài ly chứ. Tả vận xương thấy vương tử quân còn chưa đi, lão từ chối. Chủ tịch Lưu, các anh cứ đi đi, tôi còn phải về nhà, trong nhà còn có khách. Lúc này trong phòng họp chỉ còn lại hai người vương tử quân và cửu gia thành. Cựu gia thành nhìn vương tử quân đang ngồi hút thuốc mà trong lòng có chút bức bối, dù có hai phương án nhưng hầu như không có tác dụng quá lớn. Trước kia đã từng vay quỹ tín dụng xã, đến kỳ hạn bị người ta thúc giục vô số lần, rõ ràng là vay mà không trả, thế cho nên chủ nhiệm quỹ tín dụng xã thấy mặt đám cán bộ ủy ban đều tránh mặt, còn về huyện đòi tiền, phòng tài chính huyện còn đang thâm hụt, lấy tiền đâu cho xã. Bí thư vương dù sao cũng còn trẻ, không có kinh nghiệm đấu tranh chính trị, bây giờ thì chúng chiêu của triệu liên sinh, nếu như là chính mình thì thà rằng để cho đám giáo viên lên huyện gây rối cũng không nói lời sẽ từ chức nếu không phát lương. Cựu gia thành tỉnh táo phân tích, sau đó cảm thấy có chút chua sót, hắn đi đến trước mặt vương tử quân và nói lời an ủi. Bí thư vương, lúc này đã chưa rồi, chúng ta đi dùng cơm thôi. Cựu gia thành an ủi vương tử quân và cũng đã nghĩ kỹ, băng đóng thành tảng cũng không phải chỉ vì ba ngày lạnh, đây là những gì có từ trước đó, không liên quan đến một bí thư vừa mới nhận chức như vương tử quân. Khi hắn chuẩn bị mở miệng nói thì Vương Tử Quân chợt mỉm cười. "Người sắt cũng phải dùng cơm, bây giờ tôi cũng đói bụng, tôi đi ăn trước." Quán ăn Hồng Hạnh được xem là một khách sạn lớn ở xã Tây Hà Tử, bên trong là một dãy hơn 10 phòng cơm được phân cách rõ ràng, các quán khác khó thể nào sánh được. Hơn nữa chủ quán lại là một bà chủ xinh đẹp thanh xuân nấu nướng ngon ngọt khôn khéo lưu loát, thế cho nên nó là một quán ăn được người ta ưa chuộng. Nếu nói quán ăn này có điểm đặc sắc thì chính là phòng bếp được ngăn cách bằng một tấm kính trong suốt, khách có thể thấy rõ quá trình nấu nướng của đầu bếp, đây thật sự là khó có được với một xã điều kiện vệ sinh hơi kém, thế cho nên kinh doanh buôn bán rất thịnh vượng. Trong một phòng trang nhã của quán Hồng Hạnh, ba người Trương Dân Cường đang uống cực kỳ khí thế, Lý Nguyên Ý vừa rồi còn khóc than nhưng lúc này đang rót rượu kiếm Nam Xuân khó có được cho Trương Dân Cường. Bí thư Trương, uống thôi, uống thôi, anh như vậy là không được. Lần này không sai không xong. Vào đúng thời điểm mấu chốt thì trưởng ban lý rất biết cách lừa dối, đều nói ra cả số tiền lẻ, thiếu chút nữa thì tôi cười sốc không. Xem ra cậu chuẩn bị rất tốt, đến đây, tôi mời cậu một ly. Lưu Căn Phúc nâng ly rượu lên, sau đó uống cạn, đầu lưỡi cay xè. Không dám, không dám, dù thế nào thì Lý Nguyên Ý tôi cũng chỉ là một vị quản gia đứng ngoài cửa, bỏ tâm cơ không phải ra sức vì chủ tịch Triệu sao? Lý Nguyên Ý nâng ly rượu lên mà thầm mắng Lưu Can Phúc, thầm nghĩ đối phương thật sự là sâu rượu, thấy rượu ngon thì uống ửng ực, mặt dày mày dạn. Tưởng rằng rượu kiếm Nam Xuân này dễ có lắm sao? Nếu không phải Lý Nguyên Ý vì nịnh bợ vị chủ tịch xã tương lai Trương Dân Cường này, chỉ bằng một chức vụ phó chủ tịch xã như Lưu Can Phúc cũng không uống được hai ly. Thịt kho lươn đến đây. Tiếng đập cửa vang lên, bà chủ Thanh Xuân xinh đẹp bưng đồ ăn vào phòng. Thịt kho lươn là món ăn thương hiệu của quán Hồng Hạnh, trưởng ban lý từng nhiều lần chứng kiến đầu bếp trong quán làm món này, vừa đẹp, vừa ngon vừa bổ dưỡng. Nghe nói có một lần một vị đại biểu quốc hội, ủy viên mặt trận tổ quốc đến xã Tây Hà Tử thị sát công tác dùng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, giữa trưa đến dùng cơm ở quán Hồng Hạnh, cũng gọi món thịt kho lươn, kết quả là tán thưởng cao độ. Thế cho nên năm đó công tác dùng hóa chất sản xuất trong nông nghiệp của xã Tây Hà Tử đứng đầu toàn huyện. Bí thư trương, chủ tịch lưu, trưởng ban lý, lươn được bắt lên hôm qua, không ô nhiễm, rất tự nhiên, các vị lãnh đạo chỉ cần nếm qua là biết ngay. Tôi nghe nói thứ này rất tốt, có thể bồi bổ tính năng cho các ông. Là một bà chủ quán ăn, nếu không có vài phần miệng lưỡi thì khó thành, hơn nữa quán ăn này lại kinh doanh rất tốt. Bà chủ quán tên là Hồng Hạnh, chưa nói xinh đẹp, còn là người dịu dàng thoải mái, giống như một đóa hoa đinh hương trong núi sâu, lại khéo ăn giỏi nói, gặp người nói tiếng người gặp quỷ dùng giọng quỷ, trên mặt luôn là nụ cười vui vẻ. Tất cả biểu hiện của bà chủ làm cho khách hàng cảm thấy hưởng thụ, thoải mái, nhịn không được phải gọi thêm vài món, nâng ly say xưa. Chị Hồng Hạnh, món này dù sao cũng kém hương vị hơn so với chị. Lưu Căn Phúc cười hì hì, sau đó đưa tay đến giữ lấy cặp bàn tay trắng nõn được chăm sóc bảo dưỡng kỹ càng của bà chủ quán. chương 39, 3 giai đoạn trên bàn rượu. Lưu Căn Phúc bình thường cũng là người khôn khéo, cũng không đến mức háo sắc, thế nhưng không rượu thì chẳng sao, có rượu vào thì lộ nguyên hình. Chỉ cần nhìn thấy một cô gái kha khá thì bùng cháy như một cây diêm, kích động run rẩy, dù liếc mắt đưa tình cũng thật sự rất có ý tứ. Nghe nói có lần Lưu Căn Phúc này uống say mềm đã nói ra tất cả bí mật, vài đồng sự muốn tốt đưa hắn về nhà, được vợ rót nước đấm lưng, khi đó hắn chụp lấy tay vợ, vừa xoa nắn vừa dùng giọng mơ hồ nói: "Vuốt tay vợ như tay trái vuốt tay phải." vuốt tay em thì anh cứ như quay về thời điểm mới 19 đôi mươi. Vợ Lưu Căn Phúc tức giận đến mức ứa nước mắt, tức giận chạy về nhà mẹ đẻ, điều này làm cho hắn khổ sở chạy qua lại, bếp lò trong nhà nguội lạnh nửa tháng. Cuối cùng là Chủ tịch Triệu và Ủy viên Tổ chức Lý Thu Na lấy danh nghĩa tổ chức đến khuyên vợ hắn quay về. Bà chủ bị giữ lấy cổ tay, nàng cười duyên khanh khách, sau đó khẽ liếc mắt với Lưu Căn Phúc, trong miệng oán trách. Người nào không biết Chủ tịch Lưu có một người vợ tốt, nào có thời gian chạy đi đâu xa. Các anh cứ uống trước, tôi đi đến xem món chim chỉ đã xong chưa. Bà chủ vừa nói vừa lách mình bỏ đi. Ôi, lúc nào thì hồng hạnh này mới ra tường. Mình cũng không phải là liễu hạ huệ, đến lúc đó đừng trách tôi không giữ được tính giai cấp. Lưu Căn Phúc nhìn bóng dáng xinh đẹp của bà chủ quán mà chép chép môi, giống như tình huống trêu đùa vừa rồi vẫn còn chưa thỏa mãn. Ha ha ha, Lý Nguyên Ý cười lên ha hả, rõ ràng là bộ dạng cùng chung chí hướng. Phần lớn đàn ông đều biết trên bàn rượu có ba giai đoạn, thứ nhất là dỗ ngon ngọt, thứ hai là nói lời hùng hồn, thứ ba chính là nó bậy bạ. Khi thấy đã qua ba giai đoạn này, Trương Dân Cường ở bên kia lên tiếng. Được rồi, được rồi, đừng làm loạn nữa, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Chủ tịch Triệu, báo cáo rõ sự việc vừa xảy ra. Trương Dân Cường cũng không quen nhìn thói dâm ô tục tiếu rối loạn của hai tên trước mặt, thế là trong lòng thầm cười nhạt, nhưng hắn cũng biết hai tên này có miệng mà không có gan, có gan cũng không có trí, thế cho nên mở lời di chuyển chủ đề. Lưu Căn Phúc và Lý Nguyên Ý đều là hạng mê gái nhưng cả hai thật sự không dám khinh thường những gì liên quan đến triệu đại ca. Sau khi nghe xong phân phó của Trương Dân Cường thì nhanh chóng đồng ý, sau đó tranh thủ nhắn tin cho chủ tịch triệu. Một lát sau đã có điện thoại đến, ba người đưa mắt nhìn nhau, Trương Dân Cường lên tiếng. Căn Phúc, cậu báo cáo cho chủ tịch triệu đi lưu căn phúc đã sớm muốn khoe khoang tất nhiên lúc này cũng không chối từ vậy là cầm lấy điện thoại trước tiên cười rộ lên đại ca mọi chuyện đều tốt chứ triệu liên sinh ở bên kia nói rất tốt sự việc thế nào đại ca tất cả đều thuận lợi sáng nay đám giáo viên lên gây rối tên kia vì muốn áp chế hiện trường mà mạnh miệng nói rằng trước tết trung thu mà không phát tiền cho giáo viên sẽ từ chức ha ha đúng là trời giúp chúng ta, hắn tự mình đẩy ngã mình. Lưu Căn Phúc vừa nói vừa cảm thấy toàn thân ngứa ngáy và cười lên ha hả. Sao, có chuyện này à, tốt, bí thư vương rõ ràng là nghe con không biết sợ cọp, dũng khí cao vời đáng khen. Căn Phúc, cậu kết hợp với dân cường, dù thế nào cũng phải nghĩ cách thành toàn cho bí thư của chúng ta. Triệu Liên Sinh vui vẻ cười nói. Vương Tử Quân nói ra những lời mạnh miệng như vậy thì xem như nước hắt ra ngoài khó hốt trở lại, nếu một khi ra đi, không phải Triệu Liên Sinh sẽ là lãnh đạo số một của xã Tây Hà Tử sao? Có mặt Vương Tử Quân, dù Triệu Liên Sinh có nắm toàn cục thì cũng không danh chính ngôn thuật, không được tự nhiên. Đại ca cứ yên tâm, mọi người đều có mặt ở đây. Đại ca không biết đâu, hôm nay mở hội nghị ban ngành, tên kia đầu tiên là bị trưởng ban lý đùa bớn, sau đó tôi và anh Trương Dân Cường hợp lực bác bỏ đề nghị của Cửu Gia Thành, bí thư vương tức giận đến mức mà tái nhợt, Vỗ bàn mắng lớn, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Triệu Liên Sinh ở đầu dây bên kia nghe được cũng cười lớn, Lưu Căn Phúc càng thêm đắc ý. Ngày mai một ngày, ngày mốt một ngày, sau 48 tiếng nữa thì bí thư Vương sẽ phải cút khỏi xã Tây Hà Tử, đến lúc đó anh về đúng lúc, coi như thay trời đổi đất, sẽ là bí thư đại nhân của xã Tây Hà Tử. Lưu Căn Phúc dù tiếp điện thoại nhưng đứng rất thẳng, giống như ngày thường đến báo cáo với Triệu Liên Sinh, có ghế cũng không ngồi. Trương Dân Cường thấy vẻ mặt nịnh nọt của Lưu Căn Phúc thì chợt nhớ đến một chuyện mà Tả Vận Sương từng nói, thế là cười xì một tiếng vui vẻ. Vào một ngày hè nóng bức, Lưu Căn Phúc không biết lấy đâu được vài con chim rừng, thế là mang ra làm một nồi hầm cách thủy khoản đãi triệu đại ca, kết quả là triệu đại ca không chịu nổi tình huống người người đứng ra mời rượu, uống quá vui vẻ. Lưu Căn Phúc căn bản không cam lòng cho lãnh đạo đi, cứ bắt ở lại nhà. Sau đó triệu đại ca liên tục ca thán, nói là đêm đó đi vệ sinh, mở cửa thấy rất mát mẻ, đèn lại mở cả đêm, nói rằng Lưu Căn Phúc vì thấy mình uống nhiều rượu nên sợ đi vệ sinh bị ngã mới bật đèn sáng trưng như vậy, xem ra Lưu Căn Phúc ngày thường tùy tiện nhưng đúng lúc lại rất biết cách chăm sóc. Tả Vận Sương cũng từng đến ngủ qua đêm ở nhà Lưu Căn Phúc, lão buồn bực nói nhà vệ sinh sao không mát mẻ như Chủ tịch Triệu đã từng nói. Kết quả là hỏi mới biết, Lưu Căn Phúc đau khổ nói Chủ tịch Triệu coi tủ lạnh nhà hắn làm nhà vệ sinh. Đại ca cứ thoải mái tinh thần chơi vài ngày, chờ tin tốt lành là được. Trương Dân Cường vừa nở nụ cười thì nghe thấy Lưu Căn Phúc nói câu cuối cùng và cúp điện thoại, sau đó Lưu Căn Phúc nâng ly lên nhấp hai ngụm rồi sảng khoái nói. Ôi, nhân sinh được bao nhiêu ngày vui vẻ, triệu đại ca rất hài lòng với công tác của chúng ta, đặc biệt là trưởng ban lý, đại ca đặc biệt khen ngợi cậu. Cảm ơn Chủ tịch Lưu. Lý Nguyên Ý bưng ly rượu lên mời Lưu Căn Phúc. Chu Thường Hiếu. Có mặt. Vương Thủ Quân. Có. Đỗ Hiểu Mạn, đi công tác với Bí Thư Vương. nhưng âm thanh hùng hậu từ trong miệng Trương Dân Cường vang lên, sau đó một ngày công tác mới bắt đầu được mở màn ở xã Tây Hà Tử. Nhưng lúc này trên đài chỉ có Trương Dân Cường và Cửu Gia Thành đang chủ trì công tác của khối chính quyền, vị Bí Thư trẻ tuổi làm cho người ta khó phán đoán kia không biết đã đi đâu rồi. Ủa, Bí Thư Vương đi đâu rồi? Một công nhân viên bên dưới dùng giọng tò mò hỏi đồng sự bên cạnh, vì Vương Tử Quân đã từng vung tay thu thập Lý Tam Thái, thế nên nếu có mặt Bí thư Vương thì đám nhân viên sẽ ngồi nghiêm chỉnh, không dám mạo phạm, bây giờ không có mặt Bí thư thì cả đám bắt đầu xì xào bàn tán. Cậu còn không biết gì sao? Bí thư Vương đi lấy tiền, ngày hôm qua đã đảm bảo sẽ phát lương cho các giáo viên trong thời gian 2 ngày, nếu không phát được thì phải cuốn gói rời đi. Có việc này sao? Đây không phải tự mình ngáng chân mình à? Tên nhân viên kia khẽ giật mình, khi hai tên nhân viên đang nói với nhau thì Trương Dân Cường đã điểm danh xong, hắn nói. Chủ tịch Cừu, anh sắp xếp công tác hôm nay đi. Cừu gia thành không rên một tiếng, gương mặt trầm trầm như ngàn năm chưa thấy ánh sáng, hắn miễn cưỡng giữ vững tinh thần nói. Mọi người làm tốt công tác của mình là được. Thông lệ điểm danh buổi sáng cứ như vậy mà cho qua, nhưng những lời nghị luận bàn tán lại bùng ra trong ủy ban như Thủy Triều. Chúc mừng năm mới 2013 chương 40, một lần bại thì không sao, nhiều lần bại thì năng lực có vấn đề. Trong ủy ban xã chưa đến 100 cán bộ, mỗi người đều là kẻ thần thông quảng đại, quan hệ giữa người và người như mạng nhện, dây dưa không rõ, rắc rối phức tạp. Hơn nữa đại bộ phận đám người cả đời chỉ cam tâm tình nguyện làm ba chuyện, dối gạt mình, khinh người, bị người ta ức hiếp. Chỉ là một ngày mà những lời bàn tán đã dấy lên đầy trời. Nghe nói chủ tịch Lưu đi đến tìm chủ nhiệm xài của quỹ tín dụng xã, chủ nhiệm xài sống chết thế nào cũng không chịu cho vay. Chủ tịch Cửu gặp chủ nhiệm xài thì như thấy cứu tinh, nhưng năm trước cho vay chưa trả, năm nay đã mượn thêm, nào dễ dàng như vậy. Hi hi, các anh nói loạn cái gì vậy? Tổ trưởng tổ giáo dục địch vạn thần là ai? Trưởng ban tài chính lý nguyên ý là ai? Vài trăm giáo viên của xã đều bị khất lương, đều chạy đến ủy ban sao? Không phải là con giận trên đầu hói à? Lời này vừa nói ra thì có kẻ khác khẽ nói. Bí thư Vương này đúng là đáng tiếc. Mọi người cũng không có phản ứng mạnh với những lời bàn tán của đám nhân viên ủy ban, vì đám người này chỉ mong thời gian qua nhanh để về nhà mà thôi. Hôm nay một ngày trôi qua cũng khá nhanh, nháy mắt đã sắp đến Trung thu, ngày mai cũng là kỳ hạn bí thư Vương phát lương cho giáo viên, nếu không làm được thì coi như xong. Đám cán bộ công nhân viên trong ủy ban đứng top 5 top 3 thảo luận về vấn đề này. Nghe nói bí thư xã lên huyện đòi tiền cũng không dễ dàng gì, lẽ ra bí thư Vương nên trực tiếp đến tìm chủ tịch huyện, hoặc tìm gặp phó chủ tịch phân công quản lý tài chính thì được. Hi hi, con người mà, luôn phạm sai lầm, nếu không thì chẳng phải bây giờ đầy lãnh đạo rồi sao? Rốt cuộc vẫn chỉ là thanh niên, thiếu kinh nghiệm, dễ nóng đầu, bây giờ vì mạnh miệng mà phải chạy đi xử lý rồi. Trương Dân cường nâng ly sứ lên thổi lá trà trên mặt nước, sau đó uống một hớp dù nước nóng cảm giác bỏng rát nhưng hắn lại cảm thấy thoải mái, toàn thân sảng khoái rông như tinh thần bùng cháy. Đây là thói quen cả chục năm qua của Trương Dân Cường, cứ mỗi buổi sáng hắn phải uống một bình trà nóng, như vậy mới bắt đầu một ngày mới bắt đầu. Cảm giác thoải mái đã lâu chưa từng có làm cho Trương Dân Cường hít vào một hơi thật sâu, khi hắn mở miệng cất lên một bài hát thì Lưu Căn Phúc đẩy cửa đi vào. Bí thư Trương, hôm nay hình như tâm tình rất vui thì phải. Lưu Căn Phúc cũng không khách khí mà trực tiếp ngồi xuống ghế sa lông trong phòng làm việc của Trương Dân Cường, sau đó đưa đến cho Trương Dân Cường một điếu thuốc. Trương Dân Cường thuận tay nhận thuốc, Lưu Căn Phúc nhanh chóng bật lửa đưa đến trước mặt Trương Dân Cường. Trương Dân Cường hít vào một hơi và đưa mắt nhìn Lưu Căn Phúc, trong lòng thầm cảm thấy kỳ quái, Lưu Căn Phúc này ngoài lúc uống rượu thì luôn xưng anh em với mình, ngày thường lại càng thêm tự phụ, sao hôm nay lại đốt thuốc cho mình. Tối qua tôi gọi điện thoại cho Dược, chật chật, anh không biết đâu, nghe nói bí thư ngô nghe hắn báo cáo 5 phút thì đuổi đi, chủ tịch Nghiêu thì càng lợi hại hơn, dứt khoát không cho thời gian hội kiến, trong số các thường ủy khác, ngoài lão bí thư ủy ban kỷ luật huyện ủy lại nhảy với hắn nửa giờ thì chỉ có trưởng phòng đoạn của phòng tuyên truyền tiếp kiến mà thôi. Trương Dân Cường vẫn ngồi trên ghế hút khói nhà xương, cũng không nói lời nào. Hắn đã có nghe nói về những gì vương tử quân gặp phải trên huyệt, chỉ là không được kỹ càng như Lưu Căn Phúc nói mà thôi nghĩ lại thì thấy làm bí thư xã cũng không dễ dàng gì, càng phải muối mặt đi lên huyện đòi tiền, thế cho nên hắn chợt cảm thấy trong lòng bùng lên chút trầm trọng, giống như còn có chút tự ti mà cảm trước nay chưa từng có. Lưu Căn Phúc cũng không xấu hổ vì Trương Dân Cường tỏ ra trầm mặc, hắn tiêu sái phun ra một hơi thuốc hình tròn, sau đó dùng giọng hả hê nói. Anh có biết vì sao trưởng phòng đoạn tiếp kiến hắn không? Vì trưởng phòng đoạn đã đặt hàng báo đảng, anh ấy thúc xã chúng ta nên tiếp nhận cho nhanh, sau đó trả tiền. Rõ ràng là nhà rột gặp mưa đêm, có lẽ lúc này hai mắt bí thư cũng đang tối đen như mực. Hôm nay không phải là bí thư vương cũng đi sao, điều này nói rõ anh ta rất có trách nhiệm. Trương dân cường thổi ra một hơi thuốc, sau đó mở rộng điệu thượng cấp đánh giá hạ cấp nói. Hừ, chỉ là treo cổ chính mình mà thôi, làm được gì hơn. Thất bại một lần thì không có vấn đề, nhưng nếu luôn thất bại thì năng lực có vấn đề. Lưu Căn Phúc nói ra một câu rồi cười lên ha ha, Trương Dân Cường dù cũng bị chọc cười nhưng trong lòng có đầy đủ hương vị, biểu hiện cũng có chút quái lạ. Bí thư Trương, không, tiếp theo nên gọi là chủ tịch Trương, sau này vấn đề về tài chính thì tiểu đệ sẽ luôn cần vào sự giúp đỡ của anh. Lưu Căn Phúc nói, sau đó vung hai tay làm ra tư thái chúc mừng Trương Dân Cường. Tuy Lưu Căn Phúc là người của Triệu Liên Sinh, Trương Dân Cường và Lưu Căn Phúc cũng khá thân cận, nhưng trong lòng Trương Dân Cường luôn tỏ ra như gần như xa, cũng xem thường Lưu Căn Phúc. Lúc này hắn vung tay lên nói: "Cũng không liên quan đến chuyện này, Căn Phúc cậu đừng nói lung tung, truyền ra ngoài sẽ không tốt." "Đây là anh không đúng, anh em nói chuyện với nhau xuất phát từ nội tâm, anh sao lại giả vờ câm niếc như vậy? Việc này trên cơ bản đã là ván đóng thuyền, tối qua tôi còn gọi một cuộc điện thoại cho chủ tịch Triệu, anh ấy nói trưởng phòng Ngụy đã tiến cử mình làm bí thư." đến lúc đó cái ghế chủ tịch sẽ chạy ra khỏi tay anh sao? Lưu Căn Phúc rất bất mãn với thái độ an phận của Trương Dân Cường. Trương Dân Cường không khỏi cảm thấy trái tim đập thình thịch, gương mặt của hắn chợt biến đổi, vẻ lạnh băng vừa rồi biến thành dạo rực, ngoài kinh ngạc còn có rung động, rõ ràng rất đủ màu sắc. Dù hắn cảm thấy một khi chủ tịch triệu tiến lên làm bí thư xã, đối phương sẽ đề cử mình là chủ tịch xã, bản thân mình cũng nắm chắc điều này, nhưng lời nói của Lưu Căn Phúc mới thật sự làm lòng hắn bùng sóng. Phó Bí Thư và Chủ tịch xã cùng là Phó Bí Thư, thế nhưng khác biệt không phải chỉ là cấp phó khoa và chính khoa, nói về địa vị ở xã và ở huyện cũng khác biệt. Chủ tịch xã hầu như là vị trí mà những năm qua trương dân cường chờ mong nhất, hắn thấy chủ tịch triệu nhiều năm chưa tiến trước mà trong lòng thầm mệt mỏi dã rời. Lúc này hắn thấy mình có cơ hội, trong lòng không khỏi kích động. Nếu trưởng phòng ngụy đã nói như vậy, chắc chắc triệu liên sinh sẽ thắng lợi. Trương Dân Cường đối mặt với tình huống vui sướng như vậy cũng kinh ngạc vui sướng nhưng cố gắng bảo trì trạng thái rẻ rặt dối trá. Lưu Căn Phúc nhìn vẻ mặt vui mừng của Trương Dân Cường nhưng vẫn cứ kiên cường rẻ rặt, ánh mắt sáng ngời, không khỏi cảm thấy ghen ghét. Hắn thầm cười lạnh, nếu không phải mình chỉ mới là phó chủ tịch được 2 năm, sợ rằng vị trí chủ tịch xã cũng không đến lượt anh, Trương Dân Cường anh có đức gì để leo lên đầu tôi. Audio điện tử võ tấn bền